Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 11. Mặt đất rung động mãnh liệt, Phong Phi Vân cảm giác như có một cổ lực lượng khổng lồ từ dưới đất truyền đến, chỉ có toàn lực vận chuyển linh khí trên người mới có thể ngăn cản được cổ lực lượng này. Tiểu tử, tu vị của Sát Hành Vân đã tiến vào hóa cảnh, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, đợi lát nữa người tìm được cơ hội thì mau chạy trốn đi. Nếu có thể đuổi tới Hoàng Phong Lĩnh thì bảo lão gia Hỏa Phong cô độc kia nhanh chóng tới cứu ta. Tả Thiên Thủ cho rằng Phong Phi Vân chính là đệ tử của Tam Đương gia cho nên cũng không muốn liên lụy hắn, sợ hắn chết trong tay Sát Hành Vân. Tả Thiên Thủ tuy rằng là tầm bảo sư, có được bí thuật áp chế dương giới tam dị, nhưng tu vị của Sát Hành Vân cao hơn hắn mấy bậc, cho dù dùng ra trận pháp nghịch thiên và bí thuật trấn áp dị hình dị cũng rất khó là đối thủ của Sát Hành Vân. Hắn cuối cùng thể hiện ra trận pháp thần thông cường đại của mình, tay trái cấp tốc khắc trận pháp trong không khí, tuy rằng hắn chỉ có một tay, nhưng trong không khí lại lộ ra bóng dáng hơn 1000 cánh tay, trong nháy mắt đã khắc thành công một tòa trận pháp di động cấp 5, đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Tốc độ bày trận và phẩm cấp trận pháp so với Phong Phi Vân không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi loại trận pháp không gian di động này mặc dù chỉ là xuyên thẳng qua hành trình ngắn, nhưng cả thần tấn vương triều người có thể khắc lục ra không gian di động trận pháp tuyệt đối sẽ không vượt quá 3. Xíu, yêu yêu. Không gian phát sinh chấn động, trước mắt xuất hiện bạch quang hoa mỹ, sau một khắc Phong Phi Vân đã xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ, đứng ở sau lưng Sát Hành Vân hơn 10 trượng. Sát Hành Vân tuy rằng đang ra tay phá trận, nhưng cũng cảm ứng được không gian chấn động ở sau lưng, liền tiện tay đánh ra một đạo sương mù màu đen như tia chớp bay tới ngực Phong Phi Vân. Đây mặc dù chỉ là một kích tiện tay của Sát Hành Vân nhưng lại tương đương với cự kình ra tay, uy lực tuyệt luân, không thể ngăn cản. Phong Phi Vân trước tiên cùng Mao Ô Quy lần nữa dung hợp thân hình, một cỗ xác Ô Quy như thần thiết liền được mặc vào người, làn da trở nên giống như thép ngọc, đón đỡ một chiêu này. Oanh! Mặt đất bị đánh ra một cái hố to đường kính hơn 10 mét, bên trong một mảnh đen kịt, thổ nhưỡng bị ăn mòn bóc lên khói đen đậm đặc. Sát Hành Vân, người có biết người ngươi giết là người phương nào không? Tả Thiên Thủ cho rằng Phong Phi Vân đã bị chết ở trong tay Sát Hành Vân liền từ bên trong ô mộc vọt ra, một tay vẽ ra trong không khí một cái thần vân la bàn màu trắng cực lớn, đường kính chừng 10 mét, tựa như một mặt linh quang cổ kính cực lớn chặn từng đợt công phạt của Sát Hành Vân. Lão Phu giết người chưa bao giờ kể đến hậu quả cả. Sát Hành Vân toàn thân đều bị khói đen bao lấy, thân hình càng ngày càng lớn. Có thân thể từ trong hắc vụ lộ ra ngoài, lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố, mơ hồ trong đó đều có thể thấy được từng đám lông màu đen. Dị hình dị tự nhiên không thể xem như người, thân hình nhân loại của Sát Hành Vân là do hắn dùng đại thần thông ngưng tụ, thân hình vốn có của hắn cao đến mấy trăm thước, tựa như một tòa núi cao khủng bố vậy. Tả Thiên Thủ và Phong Độc Cô có giao tình sâu đậm, không nghĩ tới đệ tử của Phong Độc Cô lại chết trước mặt mình, khiến lòng hắn tràn ngập áy náy. Bất quá lão ma Sát Hành Vân này quả thật đã xưa đâu bằng nay, tu vị so với 200 năm trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, chỉ sợ đã đuổi kịp cảnh giới của Phong Độc Cô, thậm chí đã ngang nhau rồi. Tự nhiên cũng không cần phải sợ Phong Độc Cô. Xíu, yêu yêu. Một đạo bạch quang từ trong cái hố lớn hơn 10 mét kia bay ra, ngồi ở bên cạnh hố lớn, Phong Phi Vân một tay ôm lấy Kỳ Thương Nguyệt nằm trên mặt đất, sau đó liền cướp đường bỏ chạy. Tả tiền bối. Ta tất sẽ mời người tới cứu ngươi. Sát Hành Vân nhẹ ồ lên một tiếng, việc lạ, một chiêu của mình vây mà không thể đánh chết một tên tu vị thần cơ sơ kỳ. Trốn đi đâu? Sát Hành Vân phát giác được chỗ quỷ dị của Phong Phi Vân, càng từ trên người hắn cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, theo bản năng cảm thấy không thể để hắn đào thoát được. Một cổ hắc toàn phong cuốn đi, thân hình Sát Hành Vân từ giống như nhân loại chợt cao lên hơn 10 mét, tựa như một cự nhân màu đen vậy. Một tay chộp tới Phong Phi Vân. Oanh! Tả Thiên Thủ liên tiếp khắc lục ra 18 tòa trận pháp, đồng thời oanh ra, phá vỡ một chiêu hủy thiên diệt địa kia của Sát Hành Vân, lạnh lùng nói. Sát Hành Vân uổng cho người là tôn giả dương giới, vậy mà lại ra tay hung ác với một tiểu bối như thế, chẳng lẽ không thấy thẹn sao? Giết người, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện gì phải thẹn cả. Sát Hành Vân toàn lực đánh ra một quyền. Điện quang cùng hỏa hoa ứa ra, đánh bay Tả Thiên Thủ ra ngoài, trên ngực nứt ra một đạo vết máu khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Đây mới là thực lực chân chính của Sát Hành Vân, ở bên trong cự kình cũng được xem như một cường giả. Nhanh, nhanh, nhanh!
Phong Phi Vân trong lòng không ngừng hò hét, Sát Hành Vân này cũng không biết là phát điên vì cái gì, vậy mà bỏ qua Tả Thiên Thủ, điên cuồng đuổi giết hắn, khiến hắn không hiểu ra làm sao. Tốc độ Phong Phi Vân mặc dù nhanh như tật phong, hình như quỷ mị, nhưng mảnh mây đen trên đỉnh đầu vẫn cuồn cuộn áp xuống dưới, một cái thủ trảo khổng lồ dài khắp lân phiến chậm chạp ép xuống đỉnh đầu hắn. Tuy rằng nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ nháy mắt, cự trảo của Sát Hành Vân đã bao lấu Phong Phi Vân, giống như muốn nết hắn nát bấy vây. Xíu, yêu yêu. Cổ trưởng Phong này chưa giết tới thân thể, Phong Phi Vân đã cảm giác được xương cốt và ơ bắp đều bị đè ép khiến vang lên không ngớt, bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra thi hỏa. Một đạo thi hỏa thảm lục sắc, lập tức liền ăn món mất cự trảo của Sát Hành Vân. Nhị muội minh hỏa. Sát Hành Vân thủ trảo bị thương, liền vội vàng thu lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phong Phi Vân toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, căn bản không có thời gian suy nghĩ, tiếp tục cấp tốc chạy trốn về phía trước, chỉ cần có thể chạy ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành vậy thì Sát Hành Vân muốn giết hắn cũng khó. Ầm ầm. Phong Phi Vân mới chạy trốn được ba lượt hô hấp, mây đen sau lưng liền đã lần nữa đuổi theo. Ngay khi Phong Phi Vân cảm thấy tuyệt vọng thì trong đình màu xanh ở cổ nhai chi bạn phía trước chợt hiện ra một thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng tựa hồ như chuyên môn chờ đợi Phong Phi Vân vậy, tuy rằng đưa lưng về phía Phong Phi Vân, nhưng khí cảm của nàng đã hoàn toàn tập trung lấy Phong Phi Vân nói. Giao thi cung ra đây đi. Tiêu Nặc Lan tay niết một cành hoa đào, phấn hồng dính lộ, trên đó còn lưu chuyển lấy một đạo linh mang. Nàng tựa hồ như đang ngắm hoa, nhưng lại phong kín con đường phía trước của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cấp tốc dừng bước, trong lòng mắng to một tiếng xui xẻo, một ngày vậy mà gặp được đến hai nhân vật hung ác, một người so với một người càng thêm hung tàn, chẳng lẽ hôm nay thật là ngày tuyệt mệnh của Phong Phi Vân ta sao? Sau lưng ma vân cuồn cuộn, khói đen như sát phong mang cuồn cuộn, tồi thiên diệt địa. Thân hình Sát Hành Vân trở nên càng lúc càng lớn. Giống như một ma thần trăm trượng đụng sập hơn 10 tòa phòng ốc, vô số tu tiên giả bị hắn tươi sống giết chết, căn bản không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn cả. Bên tai Phong Phi Vân tràn đầy tiếng oanh minh kịch liệt, cổ lực lượng chấn nhiếp tâm thần kia càng ngày càng gần rồi. Phía trước, Tiêu Nặc Lan vui mừng mà đứng, giống như một cây thúy liễu đứng bên bờ rừng đào, trên đầu tóc xanh như vẽ, chập chờn trong gió, nàng mở đôi mắt đẹp, nhìn qua hắc vân trên trời cao, không mang theo một tia tình cảm. Hai cổ thi tăng nhân mặc áo cà sa đỏ thẫm thì ngồi xếp bằng trong lương đình ở xa xa, trên người Phật quang và thi quang pha tạp, hỗn tạp, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười to khô cạn. Như là thần âm của Phật Đà, giống như tư âm của địa ngục vậy. Phong Phi Vân tuy rằng tâm trí hơn người, nhưng giờ phút này cũng đã không còn cách nào nữa, nói. Đại tỷ, việc này chúng ta ngày khác bàn lại, hôm nay ta bênh nhiều việc lắm, vậy đi, xin cáo từ. Xíu. Yêu yêu. Tiêu Nặc Lan tay niết hoa đào, tiên nhan hóa thành một đạo bạch quang xinh đẹp, thoáng qua cái đã xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân, chặn lấy đường hắn đi. Chỉ cách có ba bước. Đây chính là một nữ nhân đã chết 1.800 năm lại sống lại. Là loại người hung ác đã lần thứ tư thi biến. Đôi mắt nàng tựa như thủy tinh màu đen, mang theo vài phần trơn bóng, nhưng bên trong càng nhiều hơn là một cổ đạm mạc và lạnh như băng. Thật giống như tất cả tánh mạng thế gian ở trong mắt nàng cũng chỉ như là thạch đầu và cây gỗ khô vậy, không cần sinh ra bất luận tình cảm nào với bọn họ cả. Phong Phi Vân chỉ có thể lần nữa dừng bước lại, cảm nhận được hàn khí trên người nàng như muốn đóng băng lấy mình vậy. Mỗi lần gặp được nàng, Phong Phi Vân đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, thật giống như gặp phải thiên địch, khắc tinh vậy. Oanh! Sát Hành Vân đã đuổi theo, trên người ma vân cuồn cuộn, hắn gào thét một tiếng. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Phía trên trời cao sát khí ngưng tụ, che khuất bầu trời, một cổ lực lượng bàng bạc hạo hạo đáng đáng chân áp xuống tới. Xíu, yêu yêu. Cổ uy năng này vốn có thể đánh nát một khối huyền thiết, nhưng lại bị khí thức vô hình tản ra từ trên người Tiêu Nặc Lan n nát, tựa như một vòng phạm thiên đại nhật, phá hết mọi ma vọng. Ồ, Sát Hành Vân thu hồi khí thế trên người, lại biến thành một người mặc trường bào màu đen. Toàn thân đều bị bao phủ. Sát Hành Vân tuy rằng nghe qua đại danh của Tiêu Nặc Lan nhưng tới giờ đều chưa bao giờ gặp qua Tiêu Nặc Lan, giờ phút này cũng không nhận ra nàng, chỉ là bằng năng cường giả của hắn cảm thấy mỹ nhân tuyệt đại trước mắt này không hề đơn giản. Nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào. Cạc cạc,
hai cổ thi đang ở trong lương đình đàm luận Phật hiệu giờ phút này, có chút quay cái đầu hư thối qua, phát ra tiếng cười khàn khàn. Tiêu Nặc Lan ngọc thủ vắt chéo sau lưng, dáng người cao gầy, lãnh ngạo nhìn chằm chằm vào Sát Hành Vân, trong mắt đẹp thần quang pha tạp, tựu như tinh thần tiên quang, nhìn chằm chằm vào khiến trong lòng Sát Hành Vân mãnh liệt run lên, thân thể không tự chủ được trượt về sau hơn 4 mét. Chân trượt trên mặt đất, ma sát phát ra thanh âm suy suy. Lợi hại như vậy. Sát Hành Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, chân mãnh liệt giẫm mạnh trên mặt đất, lúc này mới giữ vững được thân hình lại. Phong Phi Vân con người đảo một vòng, đã nhận hào khi vi diệu lúc này, lập tức kế chạy lên não, vội vàng chạy đến sau lưng Tiêu Nặc Lan, nâng cao lồng ngực, ngẩng đầu lên kêu gào với Sát Hành Vân. Đây chính là lão đại ta, người tốt nhất là nên biết khó mà lui, bằng không hôm nay sợ rằng sẽ sinh tử lưỡng nan đấy. Tiêu Nặc Lan lỗi lạc mà đứng, không nhúc nhích, như một thần nữ. Sát Hành Vân cẩn thận đánh giá Tiêu Nặc Lan, khinh thường hừ lạnh nói. Sát Hành Vân ta thành danh mấy trăm năm, chẳng lẽ lại bị một tiểu hoa nhi hù sợ sao, thật sự là chê cười. Bành! Sát Hành Vân một cước giẫm trên mặt đất, một cổ sát khí hắc vân cuồn cuộn liền phốc cuốn tới, thanh âm gào thét, tựa như quần ma loạn vũ. Một đạo điện liệt vỡ vụn, vốn chỉ rộng bằng ngón tay, nhưng rất nhanh liền kéo dài ra rộng bằng bàn tay, rộng một mét. Càng ngày càng rộng, giống như muốn phân cả phong hỏa liên thành này thành hai vậy. Không hổ là cao thủ trong cự kình, Phong Phi Vân trong lòng run lên, âm thầm may mắn vừa rồi vậy mà chạy thoát được từ trong tay của hắn. Tiêu Nặc Lan vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp tựu như hai khỏa hàn tinh sáng ngời nhìn chằm chằm vào Sát Hành Vân. Phốc! Hắc vân sát khí trên mặt đất lập tức tan vỡ. Sát Hành Vân ngực vỡ vụn ra, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một tòa gác chuông, trong miệng không ngừng thổ huyết, té trên mặt đất cả buổi cũng không thể đứng lên được. Ầm ầm, thân thể Sát Hành Vân như bị một tòa thần sơn đụng lấy, thiếu chút nữa đã chia năm xẻ bảy, trên người huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm đỏ cả phố dài, huyết khí đầm đặc đến mức khiến người phải buồn nôn. Ngươi là... Sát Hành Vân từ khi xuất đạo đến nay, còn chưa từng bị bại thảm như vậy, bị người dùng một ánh mắt đánh cho trọng thương. Đây tuyệt đối là lực lượng siêu việt cự kình. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, bị dọa đến không nhẹ. Cổ lực lượng này đánh cho hắn ngay cả dũng khí hoàn thủ cũng không có. Nữ ma. Tả Thiên Thủ từ phía sau đuổi theo, rất xa nhìn Tiêu Nặc Lan, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, khắc lục trận pháp độn địa mà trốn. Mẹ nó, thật sự quá xui rồi, sao lại gặp phải nàng chứ? Ngươi chính là nữ ma. Sát Hành Vân tuy rằng chính là tôn giả dương giới, nhưng giờ phút này lại không có chút quý khí tôn giả. Chỉ muốn rời xa nữ tử tuyệt mình này càng xa càng tốt. Lần thứ nhất nhìn sai rồi, còn tưởng rằng nàng chỉ là một thiếu nữ 17, 8 tuổi, nếu biết rõ nàng chính là nữ ma thì Sát Hành Vân đã sớm trốn đi xa rồi. Rõ ràng lại chạy thoát. Tiêu Nặc Lan bóp nát hoa đào trong tay, biến thành phấn hoa, không hề nhìn Sát Hành Vân, xoay người rời đi, đuổi theo hướng Phong Phi Vân đang chạy thục mạng. Vừa rồi thừa dịp Tiêu Nặc Lan giao thủ với Sát Hành Vân, Phong Phi Vân tự nhiên liền thừa cơ chạy trốn. Tiểu tử, bên này. Tả Thiên Thủ một phát bắt được đầu vai Phong Phi Vân, lôi hắn tới, trên đỉnh đầu hai người có một tòa đại trận, ẩn nấp thân thích, sau nửa canh giờ, cuối cùng từ một tòa cửa thành vắng vẻ trốn ra Phong Hỏa Liên Thành. Ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành vẫn không hề dừng bước, lại liên tiếp chạy như điên hơn 10 dặm. Giờ phút này, đã là giữa trưa, liệt nhật nhô lên cao, giống như một bếp lò đang bùng cháy vậy. Trong rừng, mấy con chim khổng lồ lớn đến 3 mét bị kinh động, vẫy cánh bay lên không trung. Cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Vết thương trên người Tả Thiên Thủ đã khép lại, đối với cường giả đẳng cấp như hắn, thân thể đã cường đại đến cực điểm, chỉ cần không phải thương thế chí mạng thì đều có thể nhanh chóng tự động khép lại. Phong Phi Vân cũng có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, vô luận là Sát Hành Vân hay là Tiêu Nặc Lan đều thật sự đáng sợ, căn bản không phải hắn hiện giờ có thể chống cự. Không phải nói tu sĩ đạt tới cảnh giới thiên mệnh cũng đã rất ít hành tẩu ở tu tiên giới sao? Vì sao gần đây lại liên tiếp gặp được siêu cấp cường giả cấp bậc cự kình thế? Phong Phi Vân cảm thấy không biết nói gì. Tả Thiên Thủ nghiêm nghị nói. Nếu là lúc bình thường, cự kình mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện tại tu tiên giới một lần. Nhưng hôm nay Nam Thái Phủ đã biến thiên, những tu sĩ thế hệ trước cũng bị kinh động,
trong mấy năm, thậm chí mấy chục năm tới chính là một thời đại náo động. Bất quá, loại người trẻ tuổi như ngươi, vẫn rất khó tiếp xúc với tranh đấu của thế hệ trước, bình thường cường giả thế hệ trước cũng khinh thường ra tay với ngươi, trừ phi vận khí của ngươi thật sự quá nát. Phong Phi Vân nói, xem vận khí ta gần đây thật sự xui tận mạng rồi. Tả Thiên Thủ lườm lườm Kỷ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân ôm ở trong ngực, giai nhân đúng là xuân xanh, tóc dài rủ xuống đất, ngọc dung như tiên, quả thật có vài phần giống với Kỷ Linh Huyên năm đó. Nhưng hắn cũng chỉ liếc qua thôi. Ngươi quen biết nàng sao? Tả Thiên Thủ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn hỏi. Phong Phi Vân nhìn nhìn bờ môi ong ánh của Kỷ Thương Nguyệt, tựa hồ như nghĩ tới một màn hôn nàng lúc trước, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh, kiểu diễm mê người. Không nói thì thôi, bất quá, nữ nhân Kỷ gia ngươi vẫn ít trêu chọc thì tốt hơn. Tả Thiên Thủ nhìn qua hướng Phong Hỏa Liên Thành, chỉ thấy trên bầu trời lãnh vân tứ tán, nhướng mày, nói. Chúng ta bây giờ liền đi Hoàng Phong Lĩnh, đúng rồi, mộ phủ tầm bảo lục thật sự trong tay ngươi. Ách, đương nhiên. Vốn Phong Phi Vân ở trong Phong Hỏa Liên Thành còn có chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng hiện giờ Tiêu Nặc Lan đang dừng ở Phong Hỏa Liên Thành, hơn nữa còn một tên sát hành vân, hiện giờ quay về Phong Hỏa Liên Thành quả thực chính là muốn chết, còn không bằng tiến đến Hoàng Phong Lĩnh cứu Quý gia tỷ muội. Chỉ cần Quý gia tỷ muội tỉnh lại, như vậy thì tất cả bí ẩn đều được giải khai. Cách nghĩ trong lòng Tả Thiên Thủ đoán chừng cũng không khác Phong Phi Vân lắm, rất muốn biết sát hành vân vì sao lại đến tìm mình, hắn muốn không đếm xỉa đến, nhưng chiếu tình huống hiện tại phát triển thì đó là chuyện hoàn toàn không thể. Nam Man biên tái, gió lớn lồng lộng. Đường núi uốn lượn quanh co xoay quanh tuyệt nhai thạch bích, nếu có người trượt chân rơi xuống sơn nhai, như vậy thì nhất định sẽ phấn thân toái cốt, hài cốt không còn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rượu Thịt Hòa Thượng đứng ở trên một con đường sạn cổ xưa, chặn trên con đường hẹp, chắp tay trước ngực, tựa như một vị đắc đạo cao tăng, nói. Các vị thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, để linh thạch và kim tệ các người trộm được uống đi. Cái gì, Bần Tăng tuyệt đối không phải tham tài hòa thượng, những linh thạch và kim tệ này ta sẽ không hề đụng đến, ta sẽ đưa bọn chúng vật quy nguyên chủ, mẹ nó, lão tử nói là thật, ta không phải hắc ăn hắc. Rượu Thịt Hòa Thượng hét lớn một tiếng, lập tức chấn vỡ quần áo trên người mình, khiến nó tựa như hồ điệp bị nghiền nát bay múa loạn bốn phía. Mẹ nó, hòa thượng này quá bưu hãn rồi, tuyệt đối là một vị ác tăng đương thời. Cũng dám hắc ăn hắc Hoàng Phong đạo tặc chúng ta, lão lừa chọc thật sự là bị tiền tai che mắt, đã nhìn lầm người rồi. Các huynh đệ, chơi hắn. Bốn tên đạo tặc Phu Cửu, Vương Mãnh, Lưu Thân Sinh. Lạc đà tử mấy ngày nay đã làm một chuyến mua bán lớn, không chỉ bắt được thiếu môn chủ Tam Huyền Môn La Lâm, còn cướp cả kho linh thạch của Tam Huyền Môn. Thật vất vả mới thoát khỏi sự đuổi giết của cao thủ Tam Huyền Môn chạy trốn tới dưới chân núi Hoàng Phong Lĩnh, lại không nghĩ tới lại gặp phải tên đại hòa thượng hắc ăn hắc này. Hòa thượng này lớn lên còn bưu hãn hơn cả bọn hắn, trên người còn hoa văn thanh lâu, hình xăm bạch hổ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thật giống như sợ người khác không biết hắn là ác nhân vậy. Các vị đại ca, đừng nghe tên đầu chọc kia nói lung tung, ta chỉ là muốn biết Phong Phi Vân kia đến cùng đang ở nơi nào thôi. Nạp Lan Tuyết lúc này mở miệng, mấy đạo tặc hung hãn kia lập tức quy củ hơn không ít, giận dữ trên mặt cũng tiêu tán, Phu Cửu cười ngây ngô nói. Chúng ta cũng không biết hắn chạy đi đâu nữa. Bọn người Lưu Thân Sinh cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đang tìm Phong Phi Vân. Yên tâm đi, Phong lão đại có nữ ma đại nhân bảo kê. Căn bản không ai dám động đến hắn đâu. Ngươi đánh ta đầu làm gì vậy? Ta đã nói sai sao? Vương Mãnh quay đầu giống lớn với Lưu Thân Sinh một câu. Lưu Thân Sinh căn bản không để ý tới tiếng hô của hắn, chỉ ôm tay, nhìn qua trời cao. Hắn và Tiêu Nặc Lan một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa. Hơn nữa không có lệnh của ta, hắn cũng không được có bất kỳ quan hệ với nữ nhân nào cả. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận nói. Đôi mắt cong như vầng trăng trừng lên khiến Vương Mãnh phải cúi đầu. Lưu Thân Sinh và Lạc Đà Tử đều cười thầm trong lòng. Ở xa xa có hai bóng người cấp tốc đi tới, đúng là Phong Phi Vân và Tả Thiên Thủ, tốc độ hai người cực nhanh, tựu như con chim to màu đen bay nhanh trên vách đá dựng đứng vậy. Phong Phi Vân rất xa đã thấy được mấy người phía trước, trong lòng đại hỉ, vội vàng nghênh đón nói. Ta vẫn còn đang lo lắng cho các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cũng đã trốn ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành rồi.
Bốn tên đạo tặc đều có chút cung kính đối với Phong Phi Vân, trong mơ hồ đã coi hắn như lão đại của mình. Không chỉ trốn rác hỏi Phong Hỏa Liên Thành, còn cướp được 28 khối chân diệu linh thạch, lúc này xem như thu hoạch lớn rồi. Lưu Thân Sinh mở ra một cái dương lớn cao bằng người hắn, bên trong ngoại trừ kim tệ và kim phiếu tử ra, còn có 28 khối linh thạch màu trắng, hào quang vạn trượng, linh khí đầy đủ. Kim tệ và kim phiếu tử trong đó đều là Phong Phi Vân từ Ngân Câu Phường lấy ra, giá trị chừng hơn 2.000 vạn miếng kim tệ, quả thực là một bảo tàng không nhỏ, nhưng bốn tên đạo tặc này lại không động vào một xu. Có thể nói trộm cũng có đạo, khiến Phong Phi Vân không khỏi xem trọng bọn hắn thêm vài phần. Hắc hắc, còn có tiểu tử này. Trên bờ vai Vương Mãnh khiêng một người, xương cốt trên người hắn đều đã gãy, bị dây mây trói lấy, giống như một con lợn chết hấp hối vậy. Đây chính là thiếu môn chủ của Tam Huyền Môn, La Lâm. La Lâm có thể nói là bi ai đến cực điểm, bị bốn tên đạo tặc này giày vò đến thiếu chút nữa sụp đổ, giờ phút này trong miệng vẫn còn đang phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Phong Phi Vân cười nói. Hắn lại không đáng giá mấy đồng tiền, khiêng hắn tới Hoàng Phong Lĩnh làm gì vậy? Vương Mãnh vội vàng lắc đầu, nói. Tên này chính là thiếu môn chủ của Tam Huyền Môn. Sau khi bị chúng ta bạo đánh một trận liền quyết định bán đứng Tam Huyền Môn, nói vị trí hai cái quặng mỏ của Tam Huyền Môn cho chúng ta biết, hắc hắc, tài phú của hai cái quặng mỏ, ngẫm lại cũng khiến người vui vẻ rồi. Phong Phi Vân khẽ gật đầu, không hề liếc nhìn La Lâm nữa, loại nhu nhược thế này cho dù có thiên tư tu tiên cũng không có khả năng đi được xa. Dùng tính cách đạo tặc của mấy tên Vương Mãnh này thì một khi cướp lấy quặng mỏ thì đó cũng chính là tử kỳ của La Lâm. Phong Phi Vân. Một thanh chói tai vang lên bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu, cười hắc hắc, nói. A hát, thì ra là Tuyết Tiên A hát, thật sự là thật trùng hợp. Nạp Lan Tuyết Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt chuyển đến trên người Kỳ Thương Nguyệt trong lồng ngực hắn, dậm chân, sẳng giọng nói. Nàng là ai thế? Một người bạn. Phong Phi Vân nói. Bạn thế nào? Nạp Lan Tuyết Tiên lại nói. Bạn tốt. Phong Phi Vân vội vàng chuồn đi, chạy thục mạng về phía Hoàng Phong Lĩnh, lúc hắn đến bên cạnh người rượu thịt hòa thượng thì hung hăng trợn mắt nhìn tên hòa thượng vô sỉ này một cái. Rượu thịt hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, không ngừng khắp động Phật Châu, miệng tụng A-di-đà Phật, thật giống như căn bản không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phong Phi Vân vậy. Đại hòa thượng này thật sự quá thiếu đạo đức, thiếu một chút nữa đã khiến Phong Phi Vân chết trong tay Tiêu Nặc Lan. Giờ phút này, lại giả vờ giống như không có việc gì vậy. Trước lúc trời tối, một đoàn người rốt cục quay trở về Hoàng Phong Lĩnh, Nạp Lan Tuyết Tiên và rượu thịt hòa thượng cũng đi theo lên núi. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn quấn ở bên người Phong Phi Vân, cứ líu díu không ngừng giống như một con chim sẻ vậy. Rượu thịt hòa thượng mỗi lần thấy đều thở dài, thật sự là tai họa di ngàn năm, nữ ma kia cũng không thể làm thịt hắn, mạng tên tai họa này thật ghê gớm a. Cảnh đêm mông lung. Ngọn đèn dầu lay lắt. Giữa sơn dã, thiêu đốt lên đồng trụ dầu hỏa, ánh lửa ánh lên vách đá đỏ ở xa xa. Tả thiên thủ quả nhiên không hổ là cao thủ trận pháp và khai tỏa, bát mạch long tỏa phức tạp rườm rà đến trong tay của hắn, quả thực như biến thành món đồ chơi con nít vây, rất nhanh đã cứu quý tiểu nô ra khỏi xiềng xích. Bát mạch long tỏa chính là do 8 loại xiềng xích, 8 loại trận pháp, 8 loại tỏa khấu, bên trong xiềng xích còn phong ấn 8 đằng xá tinh hồn. Dùng 8 loại tinh thiết chế tạo thành, có thể trói lại cao thủ thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân nhặt bát mạch long tỏa ên, chỉ nghiên cứu nửa ca nhi canh giờ, liền nghiên cứu thấu triệt 8 tòa trận pháp ở trên đó, trên ngón tay hắn bắn ra 8 đạo linh quang, khiến 8 loại trận pháp trên bát mạch long tỏa lần nữa vận chuyển. 3, 3, 3, 3, 8 đầu xích xích đen nhánh tựa như 8 con rắn nhỏ màu đen quấn quanh trên thân thể mềm mại của Kỳ Thương Nguyệt. Hoàn hoàn đan sen, trận pháp kết nối, phù văn tương giao. Bốn bát mạch long tỏa khóa ở trên người quý tiểu nô liền chợt khóa ở trên người Kỳ Thương Nguyệt. Kỳ Thương Nguyệt tự nhiên không phải bằng hữu của Phong Phi Vân, nếu để cho nàng tỉnh lại, chỉ sợ người đầu tiên mà nàng muốn giết chính là tên đằng đồ lãng tử Phong Phi Vân đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng rồi. Hơn nữa Phong Phi Vân còn sờ khắp thân thể của nàng, việc này ngay cả vị hôn phu của nàng cũng chưa từng làm qua. Cho nên chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải giết Phong Phi Vân diệt khẩu, nếu chuyện xảy ra giữa nàng và Phong Phi Vân truyền ra ngoài, không chỉ sẽ khiến nàng mất hết mặt mũi, mà ngay cả mặt mũi của vị hôn phu nàng cũng mất hết.
Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới trước khi nàng còn chưa tỉnh lại dùng bát mạch long tỏa khóa lấy nàng, nữ nhân này chính là tử linh tử của Kỳ gia, khẳng định biết được rất nhiều bí ẩn. Phong nhị cầu, đây là nơi nào thế? Quý tiểu nô từ từ tỉnh lại, bởi vì bát mạch long tỏa khiến nàng nguyên khí đại thương nên giờ phút này vẫn còn nằm ở trên giường, lộ ra có chút suy yếu. Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ khiến nàng cảm giác có chút sợ hãi, cắn răng, nhanh chóng ngồi dậy, quan sát bốn phía. Hoàng Phong Lĩnh. Trong tay Phong Phi Vân cầm một thanh đoản đao sửa móng tay, mặt âm trầm nói. Trí nhớ của quý tiểu nô càng ngày càng rõ ràng, đúng rồi, nàng nhớ rõ mình vốn đã rơi vào tay Kỳ Thương Nguyệt, bị bát mạch long tỏa khóa lại, sau đó lại bị đạo tặc của Hoàng Phong Lĩnh cướp đi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trầm xuống, trên khuôn mặt hơi ngây thơ sinh ra hàn quang lam sắc, thân thể khẽ cuốn, thối lui đến chỗ góc tường, làm ra tư thái phòng ngự, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên là ác tặc của Hoàng Phong Lĩnh. Ngươi nói không sai chút nào. Phong Phi Vân thoáng ngẩng đầu lên, ta nhìn chằm chằm nàng nói. Ta đích thật là một ác tặc, cũng chỉ có nữ nhân ngốc như tỷ ngươi mới coi ta là một tên ăn mày đáng thương, cạc cạc, nàng cứu ta, kỳ thật chính là dẫn sói vào nhà. Phong Phi Vân cười đến rất là hung hăng ngang ngược, thực có vài phần bộ dạng của đại ác nhân. Không cho phép ngươi mắng tỷ của ta là nữ nhân ngốc. Hai mắt quý tiểu nô triệt để biến thành lam sắc, mang theo quang mang nhàn nhạt, sợi tóc thật dài cũng biến thành lam sắc, tinh quang lưu chuyển, mà ngay cả làn da của nàng đều trở nên có thêm vài phần ánh sáng màu lam, thông thấu sáng bóng, da thịt tựa như do ngọc thành xanh ngọc tạo thành vậy. Bá! Ngón tay của nàng duỗi ra dài một thước, tựa như năm chuôi lợi kiếm chụp đến. Bành! Phong Phi Vân hai mắt co rụt lại, đơn giản chặn lại cánh tay lạnh như băng của nàng. Nhìn thân thể mềm mại tựa như lam sắc u linh của nàng, quả nhiên không phải là nhân loại, trong thân thể lưu động lấy huyết dịch lam sắc, ét có được khí tức thái cổ, nồng hậu dày đặc mà quỷ dị. Hô! Phong Phi Vân huy động đoản đao trong tay, đặt lên trên cổ nàng, cố ý hù dọa nàng, hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi và tỷ ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Vì sao nhiều người như vậy đều muốn bắt các ngươi? Phong Phi Vân lộ ra hàm răng. Trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách, nhìn qua giống như là một tên hung đồ cái thế quyền đánh Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ nhỏ vậy, âm tàn cùng độc ác đều đủ, là một tên cặn bã mà dù là một tiểu muội muội 3-4 tuổi cũng xem thường. Một tay hung hăng bắt lấy cánh tay lạnh như băng màu lam nhạt của quý tiểu nô, một tay mang cầm đoạn đao đặt lên trên cái cổ tia áng nõn của nàng, dáng tươi cười trên mặt thập phần tà ác, chỉ thiếu nước chưa nói câu cô em, mau cởi quần áo ra thôi. Ác tặc, từ lần đầu ta thấy ngươi, đã biết rõ ngươi là một tên khốn kiếp, ta thực hối hận lúc ấy đã không một cước giẫm nát cái đầu chó của ngươi. Trong mắt quý tiểu nô bắn ra vầng sáng lam sắc, khuôn mặt trơn bóng lưu động lấy lam sắc, giống như được tạo hình thành từ ngọc thô lam sắc vậy. Tay kia của nàng năm ngón tay khẽ chuyển, nắm căn móng vuốt sắc bén mà âm hàn quét tới đôi má Phong Phi Vân. Không biết tốt xấu, Phong Phi Vân nắm luôn tay kia của nàng. Đoạn đao trong tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mặt nàng, uy hiếp nói. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, có tin ta cởi sạch quần áo ngươi, giống như tỷ ngươi không? Hắc hắc, dâm tặc, ngươi đã làm gì tỷ ta? Quý tiểu nô bị Phong Phi Vân chế trụ, không thể động đậy, hò hét mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chúng ta đến cùng đã trêu vào ai chứ? Vì sao mỗi người các ngươi đều muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi. Sao lại khó như vậy chứ? Ô ô, ánh sáng màu lam trên người nàng thời gian dần qua thối lui lại, lại khôi phục thân thể như người bình thường, mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, lộ ra thập phần đáng thương. Tôn Gia Gia là người duy nhất chịu giúp chúng ta cũng đã chết, trong thiên hạ đều là người xấu. Người đến cùng đã làm gì tỷ ta, người đến cùng đã làm gì tỷ ta rồi. Phong Phi Vân sợ nhất chính là tiểu nữ hài khóc lóc trước mặt mình. Trong lòng hắn sinh ra một tia thương cảm đối với nàng, tay liền có chút nơi nới lỏng, nói. Kỳ thật, Phong Phi Vân nghiêm mặt nói. Kỳ thật ta đã là tỷ phu của ngươi rồi. Quý tiểu nô khẽ giật mình, chợt lại kích động nói. Không có khả năng, ngươi nếu đã trở thành tỷ phu của ta, vì sao không có được một nửa dương thần thánh thai? Phong Phi Vân hơi híp mắt, liền vội vàng hỏi. Trở thành tỷ phu của ngươi có thể đạt được một nửa dương thần thánh thai? Một nửa khác thì ở đâu? Luyện thần hoàn hư,
luyện tận âm cặn bên trong nguyên thần liền thành tựu nguyên thần thuần dương vô âm, cái này được xưng là dương thần. Cái gọi là thánh thai theo đạo gia chính là chỉ một loại tử phủ kim đan, dùng mẫu thể kết thai ngưng tụ tinh, khí, thần giải viên mãn, chính là thánh thai. Cái gọi là tử phủ thì tồn tại ở trung đan điền, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới thiên mệnh mới có thể ở trung đan điền ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, mà thánh thai chính là tồn tại có sắc thái truyền kỳ lớn nhất trong thiên mệnh kim đan, nghe đồn rằng chỉ có thánh linh mới có thể hợp tử phủ thành thánh thai được. Có thể nói một người tu sĩ, tương lai muốn trở thành một thánh linh vô thượng, như vậy nhất định phải luyện tử phủ thành thánh thai mới được. Dương thần thánh thai, kết hợp ưu thế của cả dương thần và thánh thai. Nếu Phong Phi Vân có thể cô đọng ra dương thần thánh thai, như vậy thiên tư lập tức có thể vượt qua bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, căn cơ không gì phá nổi, tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân gấp 10, gấp trăm lần, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất cứ bình cảnh nào cả. Thì ra các nàng nắm giữ dương thần thánh thai, nếu để cho một cao thủ cấp bậc cự kình tu luyện ra dương thần thánh thai, như vậy tu vị nhất định tăng vọt vô số lần, hơn nữa còn thu được rất nhiều chỗ tốt đáng sợ. Lực lượng một người, đủ để quét ngang toàn bộ tu tiên giới thần tấn vương triều. Khó trách nhiều cường giả như vậy muốn bắt lấy hai tỷ muội nàng. Phong Phi Vân rõ ràng hơn ai hết thánh thai khó cô đọng bực nào, hắn ở kiếp trước cũng không thể cô đọng thánh thai thành công, nếu cô đọng thánh thai thành công, chỉ sợ cũng đã trở thành một thánh linh vô thượng rồi. Tỷ tỷ ngươi để một nửa dương thần thánh thai kia ở nơi nào? Một nửa khác dương thần thánh thai có phải ở trên người ngươi không? Phong Phi Vân uy hiếp hỏi. Quý tiểu nô có chút sửng sốt, trong lòng hơi nghi hoặc, chợt nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt đỏ lên, cắn hàm răng trắng như tuyết, lạnh lùng liếc Phong Phi Vân, nói. Ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết đâu, ngươi giết ta đi. Dương thần thánh thai chính là một thứ huyền diệu khó giải thích, đặt ở trên người các ngươi chỉ tổ rước lấy họa diệt thân, ta có thể giúp các ngươi tạm thời bảo quản. Phong Phi Vân nghiêm mặt nói. Phi, xâm tặc. Người mơ tưởng. Quý tiểu nô nhổ nước bọt vào mặt Phong Phi Vân, trong đôi mắt đen bóng tràn đầy giận dữ. Két. Cửa bị đẩy ra, Tam Nương ra chống lấy quải trượng đi đến, thân thể còng xuống, bước hát xê ân tập tễnh, đôi mắt già nua nghi hoặc nhìn hào khí quỷ dị nơi này, hơi răn dậy nói. Phi Vân, người sao có thể bạo lực với nữ hài tử như vậy chứ? Cảm tình cần phải chậm rãi bồi dưỡng, gấp không được, gấp không được. Phong Phi Vân thả hai tay quý tiểu nô ra, dùng ống tay áo xoa xoa nước miếng trên mặt, nói. Lão đầu, người hiểu lầm rồi. Người trẻ tuổi nên thành thật, tuy rằng tai ta không tốt lắm, nhưng ta vẫn nghe được con gái người ta cũng đã gọi ngươi là dâm tặc rồi, sao có thể là hiểu lầm được. Tam Nương ra giống như một trưởng bối, vỗ vỗ bả vai Phong Phi Vân, lời nói thấm thía thì thầm. Thật sự gấp không được a hát, con gái người ta tuổi cũng còn nhỏ. Loại chuyện này. Vẫn nên đợi thêm 2 năm nữa à. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt, đột nhiên phát hiện ra tên Tam Nương gia này thật hiếm thấy, hắn cũng không muốn cùng lão xoắn suýt ở phương diện này, vì vậy nói. Bên kia Tâm Nô sao rồi? Tam Nương gia gãi gãi đầu, cái này mới nhớ tới chính sự, nói. Ngọc Hàn khí đã bị nghiệp hỏa của vị cao tăng Phật môn kia hòa tan, đóng băng được giải trừ, Tâm Nô cô nương đã tỉnh lại rồi. Phong Phi Vân lúc này mới thở ra một hơi, xem ra tên rượu thịt hòa thượng kia cũng xem như một người tu Phật, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Quý tiểu nô con mắt sáng ngời, lướt qua bên người Phong Phi Vân và Tam Nương ra lao ra ngoài. Phong Phi Vân khóe miệng có chút cười, cũng nối gót theo. Quý gia tỷ muội cuối cùng đã được cứu, Phong Phi Vân cảm giác nhân tình mình thiếu các nàng xem như đã trả hết rồi, bất quá dương thần thánh thai lại khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Nếu giá trị thì dương thần thánh thai thậm chí còn chân quý hơn hóa đạo thạch vô số lần. Tu vị càng đến đỉnh tiêm, lại càng hy vọng có thể tu luyện thành dương thần thánh thai. Nếu để cho sát hành vân hoặc là người kỷ gia đạt được dương thần thánh thai, chỉ sợ có thể trong thời gian cực ngắn tạo ra một vị cường giả tuyệt đỉnh, tu vị cũng không hề kém hơn Tiêu Nặc Lan. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng, tự nhủ. Xem ra sự cường thế của Tiêu Nặc Lan khiến rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ. Muốn ngăn cản Tiêu Nặc Lan sát phạt, như vậy nhất định phải có được thực lực có thể chống lại nàng, rất hiển nhiên đạt được dương thần thánh thai chính là phương pháp nhanh nhất. Huyền, tỷ tỷ, ta cho là chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi. Ô ô, hai tỷ muội quý ra ôm lấy nhau. Quý Tâm Nô tâm trí cường đại hơn quý tiểu nô nhiều,
ngọc nhan uyển chuyển, hạnh nhãn hàm yên, chỉ là nhẹ nhàng căn bờ môi chu nhuận, cũng không khóc thành tiếng. Nước mắt đảo quanh trong tròng. Tỷ tỷ, Phong nhị cậu hắn căn bản không phải người tốt, hắn là ác tặc của Hoàng Phong lĩnh, hắn tội ác chồng nhất, hắn hèn hạ hạ lưu. Quý tiểu nô ôm tỷ tỷ vào trong ngực, tức giận nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Phi Vân vừa rồi bày ra bộ mặt kia khiến nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh ánh nến, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt nói. Giữa chúng ta sợ rằng có hiểu lầm. Không có khả năng có hiểu lầm. Quý tiểu nô nói. Tiểu nô, lần này ngươi sợ thật sự hiểu lầm hắn rồi, ta đã nghe các vị tiền bối nói, cũng là nhờ hắn, chúng ta mới có thể được cứu vớt, hắn có ân với chúng ta à. Quý tâm nô nói. Tỷ tỷ, ngươi bị tên ác nhân này lừa gạt rồi, hắn lại nghĩ đến. Dù sao hắn chính là một người xấu chính cống. Quý tiểu nô cầu khẩn nói. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, lần này tuyệt đối không thể lại bị hắn lừa gạt nữa, kỹ năng gạt người của hắn quá mức lợi hại. Chỉ là hắn lại không thể gạt được đôi mắt ta chỉ liếc qua là nhìn thấu bản chất của hắn rồi. Quý tiểu nô khuôn mặt phát lạnh, hung hăng nói. Tất cả mọi người ở đây cười phá lên, cảm thấy tiểu cô nương này quả thực thú vị. Quý tâm nô cũng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười áy náy với Phong Phi Vân. Tiểu nô nói chuyện quá thẳng, hơn nữa có chút không hiểu chuyện, Phong công tử ngàn vạn đừng trách nàng. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu với nàng, cũng mỉm cười. Tự nhiên sẽ không. Quý tiểu nô tức giận đến hai mắt trừng trừng, giống như muốn trừng chết tên ngụy quân tử Phong Phi Vân này vậy. Sao không ai chịu tin tưởng mình hết thế, liên tỷ tỷ cũng không tin mình. Phong Phi Vân thật là một tên đại ác nhân a hát, quả thực việc ác bất tận. Quý gia tỷ muội đều chỉ vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, tất cả mọi người nhao nhao cáo từ, để các nàng an tâm tĩnh dưỡng. Phong Phi Vân là người đi ra ngoài cuối cùng. Chợt thanh âm ôn nhu của quý tâm nô truyền đến, nói. Phong công tử, ta có một đồ vật muốn giao cho ngươi. Cái gì thế? Phong Phi Vân trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ là dương thần thánh thai? Là một vật, phi thường trọng yếu, nhưng, đồ vật này lại không thể tặng không cho ngươi được, ngươi nhất định phải đáp ứng giúp chúng ta làm một chuyện. Trong lòng quý tâm nô cũng thập phần phức tạp, suy nghĩ sâu xa thật lâu mới nói ra những lời này. Nếu dựa vào lực lượng của nàng, chỉ sợ cả đời này cũng không giết được cửu nhân, ngược lại còn có thể chết trong tay cửu nhân nữa. Tôn gia gia chết rồi, các nàng chỉ có thể buồn bã cầu người khác tương trợ. Những người khác nàng hoàn toàn không tin được, như vậy cũng chỉ có Phong Phi Vân thôi, ít nhất hắn đã từng cứu tỷ muội mình. Ha ha, đừng nói là một chuyện, dù là 100 chuyện ta cũng đáp ứng. Phong Phi Vân trong lòng đại hỉ. Nếu thật sự nhận được dương thần thánh thai, như vậy thì trong vòng 100 năm hắn liền có nắm chắc có thể tu luyện đến tu vị kiếp trước, thậm chí còn đột phá trở thành một thánh linh. Đây chính là số mệnh. Phong Phi Vân cảm giác vận rủi của mình đã chấm dứt, số mệnh đã bắt đầu chuyển tốt rồi. Đưa dương thần thánh thai cho ta đi, ta là người thích lấy giúp người khác làm niềm vui, chuyện gì ta cũng sẽ giúp. Phong Phi Vân đóng chặt cửa lại, ngồi xuống trên giường. Thấp giọng cười nói với quý tâm nô. Quý tâm nô vốn sửng sốt, tiếp theo khuôn mặt thanh nhã thoáng cái liền đỏ bừng, trách cứ nhìn chằm chằm quý tiểu nô, sau đó thấp giọng nói. Phong công tử, sợ là đã hiểu lầm rồi, không phải dương thần thánh thai. Trong núi nhiều thúy tùng vân hà, linh khí bốc hơi, ngàn năm, trăm năm sau có thể thai nghén ra dị bảo hy hữu. Cổ sơn đa bảo, hiểm sơn đa kỳ, trước nay vẫn vậy. Giữa trưa, liệt nhật nhô lên cao. Phong Phi Vân khoanh chân ngồi trên một cự thạch màu trắng trên vách đá dựng đứng, trong tay cầm lấy một cuốn thẻ tre màu xanh đậm, thẻ tre phong cách cổ xưa, mà ngay cả thiết trúc cũng bị tuế nguyệt ăn mòn, nát ra từng lỗ. Hơn nữa, trên mỗi một mảnh thẻ trúc đều có khắc lục một tòa cổ trận cỡ nhỏ, ngăn cản ăn mòn chi lực của thời gian, dù vậy nhưng qua thời gian lâu dài thì cuốn thẻ tre này vẫn có chút tổn hại. Bát thuật quyền thật sự là bác đại tinh thâm. Chỉ là một thuật trong đó thôi cũng đã có thể khiến người nghiên cứu mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm rồi. Trên cuốn thẻ tre phong cách cổ xưa này ghi lại chính là bát thuật quyển. Bát thuật quyển là do quý tâm nô giao cho Phong Phi Vân, đây chính là chí cao thần quyển của Tầm Bảo Sư, trên đó tuy rằng chỉ ghi lại 8 loại nghịch thiên chi thuật, nhưng đã bao hàm toàn diện, đừng nói bát thuật,
có thể tu luyện một thuật trong gió tới cực điểm thôi cũng đã xem như là kỳ nhân đương thời rồi. Phong Phi Vân ngồi ở trên khối cự thạch này đã được 9 ngày, mỗi ngày đều đắm chìm trong tham ngộ bát thuật quyển, nhưng ngay cả một chút gia lông trong đó cũng không lĩnh ngộ được. Đại diễn chi thuật ngũ thập, kỳ dụng tứ thập cửu, tiểu diễn chi thuật tứ thập, kỳ dụng tam thập thất. Phong Phi Vân lấy ra một thuật đơn giản nhất trong bát thuật để nghiên cứu, đại tiểu diễn thuật. Đại diễn và tiểu diễn lúc ban đầu chính là một loại phương thức ghi lại lịch pháp đối với thời gian của nhân loại thái cổ. Thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập. Thiên sổ ngũ, địa sổ ngũ, ngũ vị tương đắc nhi các hữu hợp. Về sau, có đại hiền trong tầm bảo sư tham chiếu theo phương thức diễn biến của đại diễn và tiểu diễn, kết hợp với sắp xếp tinh tượng trên bầu trời và quỹ tích linh mạch phân bố trong lòng đất để sáng chế ra tiểu diễn thuật. Tiểu diễn thuật không chỉ có thể suy tính cổ bảo dưới địa để thâm uyên, hơn nữa có thể mượn ngũ hành chi lực, đạt được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Về sau, lại có hiền năng xuất thế, phát hiện tiểu diễn thuật có chỗ thiếu hắt, trải qua mấy đời nghiên cứu và hoàn thiện, cuối cùng cũng có đại diễn thuật được truyền thừa đến tận giờ. Đại diễn thuật so với tiểu diễn thuật càng thêm tinh diệu, biến hóa càng thêm phức tạp, có thể mượn nhờ lực lượng ngôi sao đầy trời. Huyền diệu trong đó đủ để khiến trí giả phải nghiên cứu cả đời. Ngũ hành chi sinh thuật gọi là tiểu diễn chi thuật, ngũ hành chính là nước nhất, hỏa nhị, mộc tam, kim tứ, thổ ngũ. Nhất tam ngũ là dương chi cực sổ, chúng tạo thành cửu, mà cửu lại là dương chi cực sổ. Nhị, tứ là âm chi cực sổ, chúng tạo thành lục, mà lục là âm chi cực sổ. Âm dương chỉ sổ hợp thành thập ngũ sổ, cho nên tung hoành đều là thập ngũ sổ, chính là âm dương ngũ hành số lượng. Phong Phi Vân lần nữa đặt thẻ tre xuống, trên trán tràn đầy ngưng trọng, đại diễn thuật chính là từ tiểu diễn thuật phát triển thêm ra, muốn tu luyện đại diễn thuật, trước tiên phải tu luyện tiểu diễn thuật. Dùng ngũ hành chi thuật, kéo dài ra tiểu diễn thuật. Nói cách khác phải học toàn bộ thuật pháp ngũ hành, thông hiểu đạo lý, mới xem như bước vào cánh cửa của tiểu diễn thuật. Phong Phi Vân lật bát thuật quyển đến tiểu diễn ngũ hành thiên. Vận chuyển đan điền thần cơ, trên ngón tay sinh ra linh mang nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hơi nước chung quanh đều bắt đầu chuyển động, tầng tầng sương mù nhàn nhạt từ trên mặt đất bay lên, mà ngay cả sương trắng phiêu đãng trong núi cách đó không xa cũng chậm rãi bay tới Phong Phi Vân. Bành! Chợt, linh quang trên ngón tay Phong Phi Vân tán loạn, thuật pháp sụp đổ, hơi nước vốn tụ tập đến đều tán loạn. Phong Phi Vân dương đôi mắt, lại là nhìn thẻ trẻ, tự nhủ. Khó trách ta lại cảm thấy thuật pháp càng ngày càng khó khống chế. Cuối cùng trực tiếp sụp đổ, thì ra ta chỉ muốn điều động hơi nước, lại không chính thức đi cảm giác huyền diệu của hơi nước, dung nhập ý nghĩ của mình vào trong thủy linh khí. Hắc thủy thuật nói cho cùng chính là 1/5 của tiểu diễn thuật, mà tiểu diễn thuật chính là do tầm bảo sư sáng chế, mục đích chủ yếu nhất là muốn tu sĩ dung nhập tinh thần và ý chí vào trong hơi nước, căn cứ theo cảm giác đối với hơi nước mà cảm giác được kỳ bảo ẩn giấu trong lòng đất, hoặc dưới nước, hoặc là trong viên đá, cây cối. Thậm chí là kỳ bảo trong thân thể ngươi. Chỉ cần là nơi có một tia nước, nếu có bảo vật thì tuyệt đối sẽ không thoát được hắc thủy thuật do thám, chỉ là độ chính xác trong đó phải xem thủ đoạn tầm bảo sư đó cao minh thế nào. Quả nhiên không hổ là thuật pháp trong mộ phủ tầm bảo lục, mặc dù chỉ là một tiểu thuật cũng cao minh như thế. Nếu truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều tầm bảo sư điên cuồng. Phong Phi Vân cũng không nhụt chí, một lần lại một lần bắt đầu tu luyện hắc thủy thuật. Từ ban đầu là điều động hơi nước, tiếp theo là dung nhập tinh thần và ý chí của mình vào trong hơi nước, cảm ngộ từng chút một ở chung quanh. Thời gian dần trôi qua, tất cả đều trở nên rõ ràng, thật giống như liếc mắt là có thể nhìn thấu một tòa núi cao. Phong Phi Vân cảm giác mình thật giống như biến thành một sinh vật nhỏ bé, giống như đang đi trong lòng núi, trong viên đá, trong cây cối, trong hoa cỏ vậy. Hắc thủy thuật tự nhiên không thể nào dễ dàng tu luyện như vậy được. Mặc dù là một cửu phẩm tầm bảo học đồ thiên tư không tệ cũng phải tu luyện ít nhất 10 năm, mới có thể đạt tới cảnh giới như hắn hiện giờ. Phong Phi Vân sở dĩ có thể học nhanh như vậy cũng là vì hắn có được linh hồn chi lực vượt xa thường nhân, linh hồn phượng hoàng khiến tinh, khí, thần của hắn trở nên đặc biệt cường thịnh, hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế hắc thủy thuật. Linh hồn chi lực càng cường đại, hắc thủy thuật càng có thể kéo dài ra nhiều nơi hơn. Không đơn giản a hát, không đơn giản. Mới tu luyện 10 ngày ngắn ngủi dĩ nhiên đã sắp đạt tới cảnh giới bảo tâm thông minh, đây rốt cục là do mộ phủ tầm bảo lục thần kỳ hay là thiên tư của hắn thật sự đáng sợ như thế đây.
Tả Thiên Thủ coi như là nhân vật cấp đại sư trong Tầm Bảo Sư, sư phụ của hắn không chỉ một lần tán dương qua hắn thiên phú của hắn ở mặt Tầm Bảo, nhưng hắn cũng tốn hao đến gần 3 năm mới đạt tới được cảnh giới Bảo Tâm Thông Minh. Ngân Ngân, tự nhiên là thiên tư tuyệt đỉnh. Mộ Phủ Tầm Bảo Lục tuy rằng được tương truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng có thể tu luyện thành công lại không có mấy người, bởi vậy có thể thấy được độ khó của nó, người bình thường căn bản không có khả năng trong vòng 10 ngày, tu luyện ra thành tích như thế được. Tam Đương gia ở xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, dừng một chút lại nói. Chỉ có loại nhân tài thiên tư tuyệt đỉnh như thế này mới được. Thiên công bảo điển càng cao minh thì lại càng khó tu luyện, đạo lý này Tả Thiên Thủ tự nhiên cũng hiểu. Tả Thiên Thủ nói, hắc hắc, tiểu tử này đến cùng có quan hệ thế nào với ngươi, ngươi đừng nói với ta hắn không phải đồ đệ ngươi đấy nhé. Hắn thực không phải đồ đệ của ta. Tam Đương gia nói, vậy sao ngươi lại để bụng đến chuyện của hắn như vậy? Tả Thiên Thủ rõ ràng người bằng hữu cũ này của mình hơn bất kỳ ai khác. Việc không liên quan đến mình đều tránh xa, đây là phong cách làm việc trước sau như một của bọn hắn. Cánh tay khô héo của Tam Đương gia khẽ vuốt rau trên cằm, trong đôi mắt già nua mang theo vài tia thần mang, từ từ nói. Nếu ta cho ngươi biết, hắn là cháu trai của cháu của ta thì ngươi tin không? Ngươi rõ ràng có hậu nhân. Tả Thiên Thủ tự nhiên là tin. Năm đó ngươi bị Kỷ Linh Huyên tính toán, nhốt vào thần đô đại ngục, vì cứu ngươi ra, ta liền chặt đứt tất cả quan hệ với Phong gia, triệt để thoát ly gia tộc. Nhưng hậu nhân của ta vẫn còn ở lại Phong gia. Tam Đương gia nghĩ tới chuyện hơn 180 năm trước, lúc ấy hắn chính là nhân vật kinh thái tuyệt diễm nhất Phong gia, được xưng là người thừa kế gia chủ đời sau, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của Tả Thiên Thủ vẫn liều chết xông vào thần đô. Xông thần đô, cướp đại ngục chính là tội lớn diệt tộc, cho nên trước đây, hắn liền bội phản Phong gia, chặt đứt tất cả quan hệ với Phong gia, không muốn liên lụy gia tộc. Trải qua Phong Độc Cô bố trí hơn 10 năm, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp mới giúp được Tả Thiên Thủ trốn thoát khỏi thần đô đại ngục. Nếu không có Phong Độc Cô trợ giúp, cho dù Tả Thiên Thủ có thể phá vỡ thập đại thiên trận pháp trong đại ngục cũng tuyệt đối không cách nào thoát ra khỏi chiếc lao ngục đệ nhất thiên hạ kia được. Hai vị lão nhân đều trầm mặc. Tả Thiên Thủ trong lòng thập phần cảm kích Tam Đương gia thập phần, vốn hắn có thể trở thành gia chủ một phương đại gia tộc, uy chấn bát phương, chấn nhiếp hoàn vũ, nhưng bây giờ lại biến thành một sơn giã đạo tặc, mai danh ẩn tích, người không ra người quỷ không ra quỷ đần độn sống qua ngày. Đây mới thực sự là nghĩa bạc vân thiên, nhân sinh chi kỷ. Đây cũng là lý do vì sao Tả Thiên Thủ đã thể tuyệt đối không giúp bất luận kẻ nào chuyện gì nữa, nhưng vẫn vì lão hữu này mà phá lời thế, cứu được quý tiểu nô. Sát Hành Vân đã tìm đến ta rồi. Thật lâu sau, Tả Thiên Thủ mới nói ra một câu như vậy. Ta cũng đã giao thủ với hắn rồi, tu vi của hắn cao hơn trước qua nhiều, chỉ sợ ở dương giới cũng được xem là bá chủ đỉnh tiêm rồi. Phong Độc Cô nói, người này dã tâm thật lớn, ta hiện giờ còn chưa đoán ra hắn đang có chủ ý gì, nhưng mục tiêu của hắn tựa hồ chính là Kỷ gia. Tả Thiên Thủ nói, Kỷ gia. Phong Độc Cô nói, Tả Thiên Thủ nhẹ gật đầu, nói, hắn mời ta cùng nhau đi tới Kỷ gia, giúp hắn một chuyện. Phong Độc Cô tròng mắt hơi híp, Tả Thiên Thủ chợt cũng nghĩ tới điều gì đó, hai lão giả lập tức nhìn thoáng qua nhau, đồng thời nói. Dương Thần Thái Cực Quái. Không đúng, Dương Thần Thái Cực Quái đã phủ đầy bụi hơn 1000 năm, chỉ có huyết dịch của Dương Thần Thánh Thai Song Sinh Dị mới có thể kích hoạt Dương Thần Thái Cực Quái, chẳng lẽ Dương Thần Thánh Thai Song Sinh Dị đã xuất thế? Trong lòng Tả Thiên Thủ cảm thấy bất an mãnh liệt, trong thời buổi rối loạn này, tựa hồ ngày càng có nhiều điểm xấu hơn. Oanh! Tất cả hơi nước chung quanh đều bị điều động, sương mù trong các dãy núi tầm, bên dưới mặt đất, từng đạo sương trắng dâng lên, nhao nhao tụ tập tới Phong Phi Vân. Sương trắng hao miểu, như linh yên bốc hơi. Hắc thủy thuật! Ngón tay Phong Phi Vân chậm rãi đưa ra ngoài, xíu. Yêu yêu, một đạo hào quang màu đen từ ngón tay bay ra. Hóa thành từng đạo tim mang. Bành! Vách đá ở đối diện bị hắn một ngón tay xuyên thủng, xuyên thấu trọn cả sơn thể, đánh ra một sơn động đường kính dài chừng một thước. Ồ ồ! Bởi vì hắc thủy thuật ngưng tụ quá nhiều hơi nước khiến rất nhiều nơi ở vách đá đối diện đều bị cát bụi hóa, gió thổi qua, lập tức cát vàng bay đầy trời. Hắc thủy thuật không chỉ là bí thuật tầm bảo, càng có được uy lực đáng sợ, chiến uy không dưới bất truyền thần pháp của các đại gia tộc kia.
Phong Phi Vân đối với chiêu này cũng có chút thỏa mãn, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ uy lực của Hắc Thủy Thuật, rất nhiều đều cần hoàn thiện và tăng cường, hắn lại bắt đầu đọc qua Bát Thuật Quyển, tiếp tục tu luyện môn bí thuật này. Đã sơ nhập môn kính rồi. Tả Thiên Thủ nhìn qua vách núi bị một ngón tay xuyển thủng ở xa xa, trong lòng có chút hoảng sợ. Phong Độc Cô khóe mắt nhảy lên, nói. Tiểu tử này ở tầm bảo nhất đạo lại có thiên phú cao như thế, nếu không ngươi thu hắn làm đồ đệ đi. Tả Thiên Thủ chính là tầm bảo sư cửu phẩm, hơn nữa nghiên cứu đối với trận pháp càng là thiên hạ vô song, nếu Phong Phi Vân có thể trở thành đệ tử của hắn, vậy thì thành tựu tương lai khẳng định bất phàm. Tả Thiên Thủ lắc đầu, nói. Thiên phú của hắn ở tầm bảo sư nhất mạch quả thật khiến ta thập phần động tâm, nhưng ta sợ không có cơ hội chỉ điểm hắn. Ngươi muốn đi thần đô. Phong Độc Cô tương đối hiểu rõ tính cách của Tả Thiên Thủ. Tả Thiên Thủ nhẹ gật đầu, nói. Ta không muốn đần độn trốn cả đời. Ngươi ngược lại quả thật nên đi. Phong Độc Cô nói. Có chút khúc mắc, phải đi giải, bằng không thì tu vị sẽ vĩnh viễn không thể tiến bộ, cuối cùng nhất khó tránh khỏi thiên nhân ngũ suy. Tả Thiên Thủ nói. Thiên phú về mặt tầm bảo sư của tiểu tử này không thể lãng phí, đưa hắn đi Vạn Tượng Tháp. Tương lai nói không chừng có thể trở thành một vị đại tầm bảo sư danh chấn thiên hạ cũng nên. Phong Độc Cô rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, cũng khẽ gật đầu, Vạn Tượng Tháp đích thật là thánh địa đương thời, Tả Thiên Thủ chính là từ trong Vạn Vật Tháp đi ra. Hai tiếng gió nhẹ thổi qua, Phong Độc Cô và Tả Thiên Thủ cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếng bước chân hùng hậu từ đằng xa bất ngờ truyền đến. Lão đại, đại sự không ổn a hát. Phu Cửu lưng cõng đại thiết đao, oanh một tiếng nhảy lên cao 100 mét, sau đó rơi vào sau lưng Phong Phi Vân, dẫm cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phong Phi Vân không nóng không vội, chậm rãi đứng người lên khỏi cự thạch sau đó hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tên ác hòa thượng kia đã mang Tiểu Bồ Tát đi rồi, lúc Tiểu Bồ Tát đi khóc lóc nói muốn gặp ngươi một lần, nhưng tên ác hòa thượng kia không chịu, cưỡng ép sắt lấy nàng phi không mà đi. Phu Cửu nói ra. Ác hòa thượng đương nhiên là chỉ rượu thịt hòa thượng, mà Tiểu Bồ Tát trong miệng hắn cũng chính là Nạp Lan Tuyết Tiên rồi. Rượu thịt hòa thượng một lòng muốn thu Nạp Lan Tuyết Tiên làm đồ đệ, tu luyện thương sinh cổ kinh, truyền thừa Phật môn giáo lý, mang nàng đi vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột rồi. Rượu thịt hòa thượng mặc dù rất hung ác với người khác, nhưng đối với Nạp Lan Tuyết Tiên lại hữu cầu tất ứng, không có khả năng thấy nàng khóc mà vẫn không mang nàng tới gặp Phong Phi Vân. Như vậy chỉ có một giải thích. Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra dự cảm bất tường. Hẳn là nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia đã tìm được Hoàng Phong Lĩnh, rượu thịt hòa thượng cảm ứng được khí tức của nàng, cho nên mới không thể không thoát đi. Nếu là như thế, nơi này không thể ở lâu nữa, Phong Phi Vân cũng phải tranh thủ trốn đi thôi. Trên đường núi truyền đến một tiếng rít dồn đập. Oanh! Vương Mãnh từ trên không rơi xuống, đứng ở bên người Vu Cửu. Cũng khiến trên mặt đất xoát hiện một hố to. Lão đại, tam đương gia bảo ngươi trở về, có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngươi. Vương Mãnh nói. Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Vậy quay về thôi. Hắn thu Bát Thuật Quyển vào, Phong Phi Vân cùng hai tên đạo tặc liền quay trở về Hoàng Phong Lĩnh Sơn Trại, trên đường đi gặp rất nhiều đạo tặc trở về, có người bắt sống mấy chục nô lệ, cầm trong tay roi ra, xua đuổi lấy bọn hắn. Có người đánh cướp 3 dương kim tệ, trên dương hòm tràn đầy máu tươi, hiển nhiên có không ít người đã bị chết ở dưới đại đao của hắn. Phong Phi Vân đạm mạc nhìn lấy tất cả, ở thế giới này mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, kẻ yếu nhất định sẽ trở thành đồ ăn của cường giả, không ai có thể thay đổi cả. Tu luyện tới trình độ nào rồi? Tam đương gia híp đôi mắt già nua hỏi. Phong Phi Vân đối với lão cường đạo này vẫn rất có hảo cảm, hắn đối với mình cực kỳ hiếu cố. Khẳng định có sâu xa nhất định với Phong gia, thậm chí còn là một vị tiền bối của Phong gia cũng nên. Có lẽ đạt tới trình độ tầm bảo sư nhập môn rồi. Phong Phi Vân đối với tu vi của mình vẫn có phần có lòng tin, hơn nữa đối với Bát Thuật Quyển cũng sinh ra hứng thú nồng đậm. Tuy rằng mới chỉ tu luyện tầm bảo thuật pháp có 10 ngày nhưng là linh khí trong cơ thể lại tăng trưởng nhanh hơn bình thường, tu vị quả thực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tam đương gia nhẹ gật đầu. Từ trong tay áo lấy ra một quả thiết lệnh màu đen, thiết lệnh này lớn chừng lòng bàn tay, thập phần trầm trọng, trên đó dùng nước thép khắc lấy 3 chữ tầm bảo sư. Ở biên giới tầm bảo sư thiết lệnh khảm 9 hạt chân diệu linh thạch hạt màu trắng nhỏ, tản mát ra linh quang nhàn nhạt.
9 hạt chân diệu linh thạch đại biểu cho thân phận cửu phẩm tầm bảo sư, địa vị vô cùng cao thượng. Tầm bảo sư thiết lệnh. Phong Phi Vân nói. Tam đương gia nhẹ gật đầu, nói. Đây là tầm bảo sư thiết lệnh của Tả đại sư, hắn nhờ ta chuyển giao cho ngươi, dựa vào khối thiết lệnh này, ngươi có thể đơn giản tiến vào vạn tượng tháp, trở thành đệ tử bên trong, tu tập tầm bảo bí thuật. Vạn tượng tháp chính là thánh địa học thuật đương thời, quyền uy thậm chí còn vượt qua cả triều đình thần Tấn Vương Triều, linh bảo bài danh thủ chát, thập đại vô địch cao thủ liệt tự, thiên phương mỹ nhân phổ, bát đại sử thi cấp thiên tài. Tất cả những bảng bài danh này đều là do học sinh và tôn sư của vạn tượng tháp làm ra, được in ấn thành sách, không chỉ được tiêu thụ rất mạnh ở thần Tấn Vương Triều mà còn ở bốn đại vương triều chung quanh nữa. Muốn trở thành ngũ đại huyền sư, như vậy nhất định phải đạt được sự thừa nhận của vạn tượng tháp. Chỉ có đã nhận được thiết lệnh do vạn tượng tháp ban phát thì thế nhân mới thừa nhận thân phận huyền sư của ngươi. Đây chính là lực ảnh hưởng của vạn tượng tháp ở tu tiên giới, tuyệt đối siêu việt bất kỳ một đại thế lực tu tiên nào. Phong Phi Vân đã không phải là lần đầu tiên nghe được đại danh của vạn vật tháp, hắn nhận lấy tầm bảo sư thiết lệnh nói. Tả đại sư đi rồi sao? Hắn muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Phong Phi Vân là người thông minh thế nào? Nghe được Tam Đương gia nói như vậy cũng đã đoán ra được vài phần. Vạn tượng tháp ngược lại coi như là một nơi tốt để đi, ít nhất có thể tạm thời tránh né tai nạn. Tu vị Phong Phi Vân hiện giờ nói thấp cũng không tính thấp, cho dù một ít trưởng lão thế hệ trước cũng có thể chém giết, nhưng nói là cao thì cũng không tính cao, so với một ít tài tuấn nghịch thiên vẫn kém rất xa, so với bát đại thiên tài cấp sử thi càng kém xa vạn dặm. Đi vạn tượng tháp tu luyện vài năm, sau khi đi ra, nói không chừng còn thế cùng tài tuấn thiên hạ tranh cao thấp một phen cũng nên. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ mới 14 tuổi thôi, hơn nữa còn cất bước tu luyện trễ, cánh chim không gió, thay vì bị cường giả tu tiên đuổi giết đến mức trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thì không bằng lựa chọn ở ẩn. Nữ ma xuất thế, dương giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, Nam Thái Phủ đã bắt đầu náo động, trong vòng vài năm nhất định sẽ lan đến toàn bộ thần Tấn Vương Triều. Tam đương gia nhìn qua trời cao, từ từ nói. Ta phảng phất đã thấy được tương lai không lâu sau, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, toàn bộ thiên hạ đều chất đầy thi cốt, trận hạo kiếp này ai cũng không thể không đếm xỉa đến, chỉ có tu vị càng cao, mới có thể trở thành nhân vật sắm một vai trọng yếu trong đó, bằng không chỉ có thể biến thành bùn máu trên mặt đất thôi. Phong Phi Vân ngày gần đây đã trải qua không ít chuyện, cũng mơ hồ từ trong đó ngửi được một cổ khí tức bất thường, thận trọng nói. Mấy năm này chính là giai đoạn tu vị ta đột nhiên tăng mạnh, lúc ta lần nữa trở về, thế tất muốn cùng tài tuấn thiên hạ tranh hùng. Ta sẽ không phải trốn nữa, có trốn cũng chỉ có thể là người khác. Một cỗ đồng xa được cự lộc kéo đi trên cổ đạo, xoáy lên mảng lớn bụi mù. Phong Phi Vân ngồi ở trên nệm lồng cừu trắng trong xe, có chút đưa tay ra, tay cầm một cái chén thanh đồng mỏ nhọn, uống xong một ngụm rượu ngon. Trong đỉnh đồng hương khói lượn lờ. Bên trong đốt lấy linh xạ hương thượng đẳng nhất khiến cho cả đồng xa đều tràn ngập hương thơm. Hảo tử, hiện giờ toàn bộ Nam Thái Phủ, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể thích ý như vậy. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, say mê trong mùi rượu. Đồng xa rất rộng rãi, dài 7 mét, rộng 4 mét, giống như một gian phòng lớn cực kỳ xa hoa vậy. Bên trong phủ lên thảm lông cừu trăng, đặt hai án bàn đồng sắc, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Đương nhiên khiến người hâm mộ ghen ghét nhất chỉ sợ chính là hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong góc đồng xa, một người thoạt nhìn chỉ chừng 13, 14 tuổi, một người 15, 6, khuôn mặt xinh đẹp, tuổi trẻ mà thuần mỹ. Các nàng đều ăn mặc áo lụa lam sắc, trên đầu búi lấy búi tóc, quấn quít lấy đai lưng khảm đầy châu ngọc, trên cổ còn đeo lấy linh lang biển bối cực kỳ chân quý. Quý gia tỷ muội trước kia đều ăn mặc áo gai đơn sơn. Nay đổi thành trang phục lộng lẫy liền như biến thành hai người hoàn toàn khác, giống như tiên tỷ đi ra từ trong bức họa vậy. Cách ăn mặc của các nàng tựa như một đôi tiểu nữ bộc của đại gia đình, vừa giống như tiểu nha hoàn đang đi du lịch với thiếu gia. Buổi sáng, lúc rời đi Hoàng Phong Lĩnh, Phong Phi Vân cũng cố ý tắm rửa một phen, cột tóc lên gọn gàng, ăn mặc một thân cẩm y màu tím, trang bị lưu kim trường hoa, hoàn toàn không còn bộ dáng lôi thôi như những ngày qua. Lúc trước giống như một hỗn khất nhi, nhưng giờ quả thật chính là một tiên môn thiếu chủ anh tuấn tiêu sái. Quý tiểu nô vốn bất mãn đối với Phong Phi Vân sau khi trông thấy Phong Phi Vân tư thế hiên ngang như thế cũng sửng sốt một hồi lâu, quả thực có chút không dám vào hai mắt của mình.
Một tên đại hỗn đản tội ác chồng chất, vậy mà lại xuất khí như vậy, không biết bao nhiêu thiếu nữ mỹ diệu sẽ bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt đây nữa. Phi, Phong Phi Vân, người tốt nhất là thả ta ra, bằng không, cường giả Kỷ gia ta tất nhiên sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Kỷ Thương Nguyệt bị bát mạch long tỏa chế chu, tám đầu khóa sắt tương liên với đồng xa, khóa nàng lại trong một góc trên đồng xa. Bát mạch long tỏa không chỉ nhốt thân thể của nàng, mà còn phong bế tám đầu gân mạch của nàng lại, một thân tu vị hoàn toàn không cách nào phát huy ra được, chẳng khác nào như một người bình thường. Nàng tuy rằng có thể sử dụng bát mạch long tỏa, nhưng lại không cách nào tự động cởi bỏ bát mạch long tỏa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhảy lên, có chút liếc qua nàng, sau đó cầm lấy thanh đao bên người đi tới chỗ nàng, dùng mũi đao chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng nói. Nói cho ta biết, Kỷ gia các ngươi vì sao phải bắt hai tỷ muội các nàng. Thân thể cao gầy mềm mại của Kỷ Thương Nguyệt dán lên vách đồng xa, bộ ngực đầy đặn mà hương diễm không ngừng phập phồng, chỉ riêng dáng người mà nói thì quý gia tỷ muội quả thật kém xa nàng, trước sau lồi lõm, hoàn toàn hoàn mỹ. Đây quả thật là một vưu vật a. Hừ. Kỷ Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt lạnh như băng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không chút sợ hãi đối mặt với hắn, căn bản không khuất phục. Không nói, sách. Phong Phi Vân gãi gãi mũi, cười nói. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là muốn cướp lấy Dương Thần Thánh Thai trên người các nàng đúng không? Nhưng lời này của Phong Phi Vân không chỉ là đang thăm dò Kỷ Thương Nguyệt, càng là đang thăm dò quý gia tỷ muội, cho nên đồng thời đều chú ý tới ánh mắt các nàng biến hóa thế nào. Dương Thần Thánh Thai đối với Phong Phi Vân mà nói thật sự quá trọng yếu, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể ý thức được giá trị chính thức của Dương Thần Thánh. Cho dù tài phú toàn bộ thần tấn vương triều cộng lại, đều không thể so sánh với Dương Thần Thánh Thai được. Nhưng là quý gia tỷ muội nhưng căn bản không nói cho hắn Dương Thần Thánh Thai ở địa phương nào, khiến Phong Phi Vân cảm giác được vô kế khả thi, cho nên liền nghĩ đến theo Kỷ Thương Nguyệt trong miệng lời nói khách sáo. Lời này vừa nói ra, quả nhiên khiến hô hấp ba nữ tử trong xe đều rối loạn, quý gia tỷ muội đồng thời rụt rụt thân thể, chăm chú nắm lấy góc áo, cho thấy các nàng hiện giờ quả thật tương đối khẩn trương. Thật giống như sợ hãi bị Phong Phi Vân cường bạo vậy. Ánh mắt lạnh như băng của Kỷ Thương Nguyệt cũng sinh ra một tia rung động, vẫn ngậm chặt miệng, khẽ xoay khuôn mặt xinh đẹp qua, không nói câu nào. Phong Phi Vân nhìn bờ môi phấn nộn tựa như mỹ ngọc của nàng, nghĩ tới sự mỹ diệu của chiếc lưỡi thơm tho trong miệng nàng hắn liền bật cười hắc hắc. Kỷ Thương Nguyệt trông thấy ánh mắt trần trụi của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, lại phối hợp với nụ cười dâm đãng khiến thiếu nữ phải sởn hết gai óc kia. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, rốt cục mở miệng, nói. Phong Phi Vân, ngươi nếu còn dám đụng vào một đầu ngón tay của ta, vị hôn phu của ta tất nhiên sẽ nghiền nát xương ngươi thành tro. Vị hôn phu của ngươi rất lợi hại đúng không? Hắn đã từng hôn qua ngươi chưa vậy? Phong Phi Vân cười nói. Ngươi, Kỷ Thương Nguyệt nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình bị Phong Phi Vân cướp đi, trong lòng lại cảm thấy áy náy đối với vị hôn phu kia. Hắn đã từng sờ qua ngực ngươi chưa? Phong Phi Vân cười nói. Ngươi! Kỷ Thương Nguyệt cắn chặt môi, nếu không phải bị bát mạch long tỏa nhốt thì giờ phút này nàng đã dốc sức liều mạng với Phong Phi Vân rồi. Ai, Kỷ cô nương coi như là nhân gian tuyệt sắc, mỹ nhân khuynh thành, chỉ tiếc toàn thân đều bị ta sờ khắp rồi, nếu ngươi không thành thành thật thật nói cho ta biết, ta cũng không ngại cắm sừng vị hôn phu kia của ngươi đâu, cạc cạc. Phong Phi Vân cầm trong tay đoản đao. Trượt qua trên mặt Kỷ Thương Nguyệt. Hỗn đản, ngươi dám? Kỷ Thương Nguyệt thật sự hơi sợ, dù sao Phong Phi Vân cũng không phải là chính nhân quân tử gì cả, ba phần chính, bảy phần tà. Ai, mỗi người đàn bà đều có một khỏa bạo tâm khát vọng bị người cường bạo, Kỷ cô nương chấp nhất như thế, hẳn là thật sự muốn ta cường bạo ngươi sao? Phong Phi Vân không cười nữa, trở nên rất nghiêm túc. Hắn càng nghiêm túc, Kỷ Thương Nguyệt liền càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng chính là tử linh tử đã chịu qua rất nhiều huấn luyện nghiêm khắc, tâm trí kiên định cỡ nào, cho dù Phong Phi Vân chặt đứt hai tay hai chân nàng nàng cũng không có khả năng khuất phục. Gian ngoan mất linh. Phong Phi Vân ánh mắt lạnh lẽo, đoạn đao trong tay chậm rãi rời xuống, lưỡi đao lạnh như băng khẽ vẽ trên cái cổ trơn bóng của Kỷ Thương Nguyệt. Xoẹt. Lưỡi đao sắc bén dễ dàng cắt đứt vạt áo nàng, tay Phong Phi Vân thập phần ổn, chậm rãi kéo động chuôi đao, vết rách trên quần áo càng lúc càng lớn. Từ bên cổ đến chỗ ngực, da thịt hương diễm mà tuyết trắng ngày càng nhiều khiến người thấy mà hoa cả mặt. Xoẹt.
Trường y tơ lụa đẹp đẽ quý giá rách càng thêm nhiều, mà ngay cả hung y màu trắng mặc thiếp thân cũng đã hiện ra, từng đường thêu thùa bị cắt nát, lộ ra khe rãnh thần bí mê người bên dưới, giữa hai ngọn đỉnh núi lộ ra màu trắng sữa khiến người huyết mạch sôi trào, tràn đầy mơ màng. Tay Phong Phi Vân có chút ngừng lại, nếu lưỡi đao xuống chút nữa thì chỗ thần bí nửa người trên của nàng nhất định sẽ hiện ra trước mắt Phong Phi Vân. Kỳ Thương Nguyệt vẫn không nói chữ nào, chỉ cắn răng thật chặt răng, oán độc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, ánh mắt kia đáng sợ và kiên định đã nói rõ, cho dù Phong Phi Vân thật sự cường bạo nàng thì nàng cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Kỳ cô nương quả nhiên không hổ tài tuấn nghịch thiên của một đời tuổi trẻ Kỳ gia, tâm trí bực này khiến Phong Mỗ phải bội phục. Ai, ta thật sự là đã thất bại, bất quá, ta đột nhiên thay đổi chú ý. Phong Phi Vân thu đoạn đao về, lại cười nhìn nàng một cái, nói. Cường bạo một nữ nhân, không bằng cường bạo nữ nhân tâm. Chỉ cần thu lấy tâm của ngươi, ngươi tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nói hết cho ta biết rồi. Phi, mơ đi cưng. Kỳ Thương Nguyệt lạnh lùng nói. Ngân ngân, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ giết vị hôn phu của ngươi, sau đó mặt dày mày dạn đi theo ta, ở trong màn đêm cô độc tịch mịch, yên lặng chảy xuống nước mắt tình vì ta. Phong Phi Vân cười hắc hắc, liền lại cầm lấy chén rượu thanh đồng uống một ngụm mỹ tửu. Tên điên. Không chỉ có Kỳ Thương Nguyệt trong lòng nghĩ vậy, mà ngay cả trong lòng hai tỷ muội quý gia cũng nghĩ vậy, tên này quả thực cuồng vọng đến không có thuốc chữa, Kỳ Thương Nguyệt cho dù là thích một con chó, cũng tuyệt đối không có khả năng thích hắn, đây là khẳng định. Ồ, Đồng Xa hơi khẽ chấn động, sau đó ngừng lại. Vương Mãnh cưỡi một đầu đại trùng lân cực lớn, uy phong lẫm lẫm đuổi theo sau đoàn xe, tục tằng nói. Lão đại, đã đến Phong Hỏa Liên Thành rồi. Vô luận là Đồng Xa, hay là đại trùng lân, hay là hơn 30 nô lệ đi theo sau Đồng Xa đều là chiến lợi phẩm của đám đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh, nhưng bây giờ đã trở thành gia sản của Phong Phi Vân. Muốn đi Vạn Tượng Tháp làm học sinh, tự nhiên không thể quá keo kiệt được, bằng không sao có thể ngẩng đầu trước các đệ tử của Đại Tiên Môn và gia tộc được chứ. Phong Phi Vân nghiễm nhiên đã biến thành một thiếu gia giàu có phú giáp một phương, có đoàn xe, có kim tệ, có nô lệ, có hộ vệ, có nữ bộc, còn có nữ nô. Những thứ này đều là thứ mà con nhà giàu nên có cả. Phong Phi Vân vén màn xe lên một góc, dương mắt nhìn lên, tường thành tựa như sơn lĩnh đã nằm ngang trước mắt, có cự ưng màu đen xoay quanh trên tường thành, dương cánh bay lượn. Hai tên đạo tặc Vương Mãnh, Lưu Thân Sinh chính là tâm phúc của Tam Đương gia, lần này cùng Phong Phi Vân xuất phát từ Hoàng Phong Lĩnh, tiến đến Vạn Tượng Tháp. Đường xá xa xôi, rất nhiều hung hiểm, hai tên đạo tặc này một người đảm nhiệm hộ vệ, một người đóng vai trò như mưu sĩ. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, Tam Đương gia bảo hai người bọn họ đi theo bên người Phong Phi Vân cũng là có thâm ý của mình. Vương Mãnh hình thể bưu hãn, mặc một kiện chiến giáp nặng ngàn cân đứng ở trên lưng trùng lân lớn như một tòa núi nhỏ, tràn đầy lực lượng mang tính bạo tạc khiến hơn 30 tên nô lệ đi theo phía sau đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi, không dám có chút lỗ mãng. Mà Lưu Thân Sinh cũng không hề kém cạnh, dưới thân cưỡi một đầu kỳ ngưu, mặc nho y màu trắng, tay cầm quạt lông, thỉnh thoảng còn khẽ vuốt chòm râu dê nơi cằm, tùy thời mang theo dáng tươi cười đa mưu túc trí, nhìn qua xa xa tường thành nguy nga ở xa xa, cười nói. Cái này có phiền toái. Ánh mắt Phong Phi Vân cũng rời tới tường thành. Yêu ma chi tử, xúc đầu ô quy, trừ ma liên minh bộ thiên nhai cung kính bồi tiếp ô quy đại giá. Trên tường thành cổ xưa cao trăm trượng của Phong Hỏa Liên Thành có viết một hàng chữ to như vậy, cho dù là đứng ở bên ngoài 10 dặm cũng có thể chứng kiến rõ ràng vết mực vẫn còn mới, hiển nhiên chỉ vừa được viết lên trong mấy ngày này. Sau khi bộ thiên nhai biết được tin tức Phong Phi Vân xuất hiện ở Phong Hỏa Liên Thành liền ngựa không dừng vó chạy tới, khiến bảy đầu thần lộc mệt chết, rốt cục cũng vào 5 ngày trước tiến nhập vào Phong Hỏa Liên Thành. Nhưng lúc hắn đến Phong Hỏa Liên Thành thì ngay cả chút bóng dáng của Phong Phi Vân cũng không thấy được, vì vậy liền nghĩ ra ám chiêu như vậy, muốn kích cho Phong Phi Vân phải lộ mặt. Bộ thiên nhai xếp bằng ở trên đỉnh tường thành, ngồi xuống 5 ngày, hằng cổ bất động, bên người cắm một mặt đại kỳ màu đen, linh quang tràn ngập, hắc khí xông lên trời. Hắn tin tưởng vững chắc Phong Phi Vân nếu thấy được chữ trên tường thành thì nhất định sẽ đứng ra đánh với hắn một trận. Chỗ cao gió lớn, cuồng phong không chỉ thổi khiến tóc dài của bộ thiên nha mất trật tự, mà còn thổi cho đại kỳ cũng tung bay phất phới. Ầm ầm, một cỗ đồng xa từng xa đi gấp tới,
đằng sau là ba chiếc mộc xa vận chuyển lấy hàng hóa và hơn 30 tên nô lệ đeo khóa sắt chân còng tay. Một đại hán mặc áo giáp khôi ngô, cưỡi trên lưng một đầu đại trùng lân, huy động roi da to như cánh tay xua đuổi lấy nô lệ, quát bảo bọn hắn mau chóng tiến lên. Bộ thiên nhai bị kinh động, mở ra một đôi mắt thần động, khôn khéo bắn ra, mang theo vài phần khinh thường, biết rõ lại là một đệ tử trẻ tuổi của gia tộc nào đó đang đi du lịch, loại tràng diện này hắn đã thấy quá nhiều rồi. Đừng nói là hơn 30 nô lệ, hắn thậm chí từng thấy có người mang theo mấy ngàn tên nô lệ du lịch, biểu hiện ra sự giàu có của mình, loại thiếu gia ăn chơi ở nơi nhỏ bé thế này, hắn căn bản cũng không hề để vào mắt. Ha ha, thật sự là chê cười, rõ ràng có người nói khoác không biết ngược, cũng dám mắng Phong Phi Vân là rùa đen rút đầu, nếu hắn thật sự xuất hiện, chỉ sợ sẽ đánh cho người nào đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đấy. Phía dưới, đồng xa dừng lại, trong đồng xa vang lên một hồi tiếng cười chào phúng. Bộ thiên nhai giọng mỉa mai cười. Ngươi đến cùng có biết mình đang nói chuyện với ai không thể? Ta làm sao có thể không biết đại đệ tử đại danh đỉnh đỉnh của thiên nhất tiên môn, bộ thiên nhai được chứ? Thiên nhất tiên môn coi như là một đại giáo truyền thừa ngàn năm, đủ để đánh đồng với đại diễn tiên môn, tử vân động thiên. Nhưng thiên nhất tiên môn thế hệ này lại nhân tài tàn lụi, ngay cả một nghịch thiên tài tuấn có thể lên được mặt bàn cũng không có. Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Phong Phi Vân cố ý nói móc như thế. Thiên nhất tiên môn, đại diễn tiên môn, tử vân động thiên tam đại môn phái này được xưng là ba trụ cột lớn của tu tiên giới Nam Thái Phủ, lập giáo đều đã ngoài ngàn năm, nội tình thâm hậu, môn nhân đệ tử trên trăm vạn, thế lực to lớn đủ để sánh ngang với mấy gia tộc đỉnh tiêm tại Nam Thái Phủ. Chỉ cần là người có chút ít kiến thức đều sẽ không tùy ý phỉ báng thiên nhất tiên môn, đối phương nếu đã biết mình chính là đại đệ tử thiên nhất tiên môn, rõ ràng còn dám nói ra lời không biết ngượng bực này, hiển nhiên thân phận cũng không tầm thường. Thì ra đã nhìn lầm rồi. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, sao không ra khỏi đồng xa để gặp mặt. Trong mắt bộ thiên nhai ám tụ thần mang, hai đôi đồng tử bắt đầu chuyển động, tựa như hai vòng xoáy thâm thúy vậy. Chỉ một vô danh tiểu tốt, sao có thể lọt vào mắt bộ thiên nhai ngươi được? Phong Phi Vân nói. Vậy ta đây đành phải tự mình động thủ mời các hạ ra ngoài rồi. Trong đôi mắt bộ thiên nhai bắn ra hai luồng sáng, tựa như hai ngôi sao chổi màu đen đốt lấy hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Phong Phi Vân vẫn ngồi trong đồng xa, trên ngón tay sinh ra một đoàn linh mang, hơi nước trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều bị hắn điều động, sinh ra vô số xương trắng, cấp tốc tụ tập ở trên đầu ngón tay hắn. Hắc thủy thuật. Một chỉ điểm ra ngoài, thiên vạn đạo hơi nước ngưng tụ quấn quanh một chỗ, biến thành một đầu hồng lưu thuật pháp. Oanh! Hắc thủy thuật kinh khủng cỡ nào, trực tiếp bắn phá hai đao tôi thiên tinh nhãn chi quang của bộ thiên nhai, uy lực thuật pháp không giảm, đối oanh với một chiêu của bộ thiên nhai đang xếp bằng trên tường thành. Bàn tay bộ thiên nhai bị hắc thủy thuật pháp đâm rách, nứt ra bốn đạo vết máu. Bộ thiên nhai mãnh liệt bạo lui ra hơn 9 trượng. Thiếu chút nữa đã ngã xuống khỏi tường thành, trên cánh tay tràn đầy máu tươi, nhưng chiến ý trên người lại không giảm chút nào, lạnh lùng nói. Ngươi không có khả năng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt được. Bộ thiên nhai, ngươi quá tự phụ rồi, tu tiên giới thật sự quá lớn, người tu vị cường đại hơn ngươi nơi nào cũng có, vẫn nên khiêm tốt một chút mới tốt. Phong Phi Vân cũng không muốn tiếp tục rông dài với hắn, đánh ra một trường, xóa đi dòng chữ trên tường thành, sau đó phân phó nói. Chúng ta đi thôi. Vương Mãnh đứng ở trên lưng đại trùng lân, lộ ra một cái răng cửa lớn, cười hắc hắc với bộ thiên nhai, sau đó liền chạy vội tới trước đoàn xe mở đường, rất nhanh đã tiến vào trong phong hỏa liên thành. Muốn đi vạn tượng tháp, nhất định phải mượn đường từ phong hỏa liên thành, tiến nam thành môn, ra bắc thành môn, một đường hướng bắc, kéo dài qua toàn bộ Nam Thái Phủ, cần đi hơn 20 vạn dặm lộ trình. Siêu, siêu. Hai đạo hào quang tử sắc từ trong thành bay ra, đáp xuống trên tường thành, đúng là hai vị nghịch thiên tài tuấn của Tử Vân Động Thiên, Tử Xuyên và Tử Thanh. Bộ huynh, vừa rồi ta cảm giác được thiên địa nguyên khí đã xảy ra dị động, xảy ra chuyện gì thế? Tử Xuyên hỏi. Bộ thiên nhai vận chuyển linh khí, muốn trị hết miệng vết thương trên cánh tay, nhưng bốn đạo vết thương này đều bị hắc thủy chi khí cho xâm lấn, khôi phục thập phần chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng khiến huyết dịch ngưng lại. Linh thuật thật quỷ dị, lực phá hoại thật sự quá kinh người. Bộ thiên nhai nhìn qua đoàn xe đã tiến nhập phong hỏa liên thành, ánh mắt thâm thúy nói.
vừa rồi gặp được một thần bí nhân, tu vị không dưới ta, ta cẩn thận không kịp đề phòng đã bị hắn một chiêu đánh thường. Phong hỏa liên thành, thật sự là tàng long ngọa hổ. Tử Xuyên và Tử Thanh hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh dị trong mắt đối phương. Bộ Thiên Nhai chính là đại đệ tử của Thiên Nhất Tiên Môn, cũng là một vị nghịch thiên tài tuấn, đã từng một người một kỳ độc xông một tòa tà thành, đại chiến cửu thiên, chém giết hết sạch tà ma ngoại đạo trong thành, từ đó nhất chiến thành danh. Bộ Thiên Nhai tuyệt đối chính nhân kiệt đương thời, ở Thiên Nhất Tiên Môn không biết bao nhiêu sư đệ, sư muội đã coi hắn thành thần tượng như thần, tuyệt đối không phải bất lực giống như Phong Phi Vân trêu chọc. Tu vi của hắn so với Tử Xuyên và Tử Thanh cũng cao hơn một đoạn. Ta đã thay bộ huynh nghe ngóng, 10 ngày trước, từng có người trông thấy Phong Phi Vân ôm kỳ cô nương xuất hiện trong Phong Hỏa Liên Thành, sau đó liền triệt để biến mất. Tử Thanh đôi mắt sáng, răng trắng tinh, mặc đạo y màu tím, rất có tiên vận. Bộ Thiên Nhai chăm chú nắm lấy hai đấm, hai mắt phát lạnh. Lại là Phong Phi Vân, hắn nếu dám động vào một sợi tóc của Thương Nguyệt, ta nhất định sẽ nghiền xương cốt hắn thành tro. Bộ Thiên Nhai chính là vị hôn phu của kỳ Thương Nguyệt. Bộ Thiên Nhai quả nhiên lợi hại, ta đã ra tay xuất kỳ bất ý nhưng cũng chỉ có thể lưu lại một vết thương nhẹ cho hắn. Phong Phi Vân ngồi trong đồng xa, luyện hóa sương mù màu trên bàn tay, vừa rồi hắn tuy rằng đã đánh thương Bộ Thiên Nhai nhưng vẫn bị tôi thiên tinh nhãn của Bộ Thiên Nhai xâm lấn huyết mạch. Bất quá huyết mạch kim quang hắn bắn ra bốn phía, động như giang hải, rất nhanh liền xóa đi lực lượng của tôi thiên tinh nhãn. Bộ Thiên Nhai nếu là tế gia đại phong kỳ, trong 10 chiêu tất có thể đánh bại ngươi. Kỳ Thương Nguyệt đứng trong góc lạnh giọng nói. Chỉ tiếc chúng ta đã ra khỏi Phong Hỏa Liên Thành, còn tên đần độn kia sợ rằng vẫn đang ngồi trên tường thành đón gió, hắc hắc. Phong Phi Vân cũng không phản bác lời Kỳ Thương Nguyệt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự yếu hơn Bộ Thiên Nhai, nếu đánh thật sự thì Phong Phi Vân cũng có 7 phần nắm chắc có thể thắng hắn. May mắn Phong Phi Vân cũng không biết, Bộ Thiên Nhai chính là vị hôn phu của Kỳ Thương Nguyệt. Nếu biết được, chỉ sợ còn phải hảo hảo đánh một trận với Bộ Thiên Nhai trước sau đó mới rời khỏi Phong Hỏa Liên Thành. Kỳ Thương Nguyệt dung nhan khuynh thành, trong đôi mắt như tiên nguyệt cũng sinh ra một tia buồn rầu, nếu dừng lại ở bên người tên hỗn đản Phong Phi Vân này, sớm muộn cung sẽ có một ngày trong sạch khó giữ được, phải nghĩ biện pháp thông chi Bộ Thiên Nhai, để hắn tới cứu mình mới được. Đã có. Kỳ Thương Nguyệt vụng trộm khiến ngón tay mình bị thương, giọt giọt huyết dịch từ trong ngón tay nhỏ theo khe hở của đồng xa chảy xuống trên mặt đất. Kỳ Thương Nguyệt chính là đệ tử dòng chính của Kỳ gia, của huyết dịch truyền thừa cổ xưa đặc thù của Kỳ gia luôn có ấn ký riêng. Chỉ cần là tu tiên giả đều có thể căn cứ huyết dịch phán định ra đối phương xuất từ gia tộc nào, Tam Đương gia chính là căn cứ vào huyết dịch của Phong Phi Vân phán định được hắn chính là đệ tử Phong gia. Chỉ cần Bộ Thiên Nhai phát hiện vết máu trên mặt đất thì nhất định sẽ đuổi theo. Thần Lộc kéo đồng xa, hất bụi bắc tiến. Trên lưng thần lộc có dán một tấm tật phong phù lục, thuộc về phù lục nhất phẩm, ngày đi 8.000 dặm. 3 ngày sau, đoàn người Phong Phi Vân đã đi được hơn 2.000 dặm, đã ra khỏi thần hổ lĩnh, tiến vào giữa bách lĩnh quần sơn, Phong Phi Vân cố ý tránh né Tiêu Nặc Lan, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi địa vực Nam Thái Phủ, cho nên một ngày cũng có hơn phân nửa thời gian đều dùng để chay dây đi, chỉ có mấy tiếng ban đêm mới ngừng lại nghỉ ngơi một chút, để thần lộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại hướng bắc chạy đi hơn 5 ngày, đã thành mấy vạn dặm, đã từ Nam Phương biên tái tiến nhập vào nội địa Nam Thái Phủ, nhưng người ở đây lại càng ngày càng thưa thớt, lộ ra thập phần quỷ dị. Trên bầu trời có một vòng rặng mây đỏ, tựu như một đóa mẫu đơn như lửa vậy. Lão đại, không thích hợp a hát, ta sao bỗng nhiên có một dự cảm bất hảo, chẳng lẽ cổ thi đại quân của nữ ma kia đã đánh đến Tam Tài quận rồi sao? Lưu Thân Sinh cưỡi trên lưng kỳ ngưu. Đôi mắt lộ vẻ cơ trí nhìn chằm chằm vào trời cao, nhìn bầu trời giống như bị nhuộm lấy máu tươi. Vì tránh đi cổ thi đại quân, Phong Phi Vân cố ý phân phó bọn hắn đi đường vòng qua Tam Tài quận, không tiếc đi nhiều thêm vài ngàn dặm, cũng không muốn gặp gỡ những cổ thi tăng nhân quỷ dị khủng bố kia. Phong Phi Vân thu bát thuật quyển trong tay vào, hôm nay tu luyện khiến hắn đã luyện hắc thủy thuật càng thêm hoàn thiện, hơn nữa đã bắt đầu nghiên cứu xích hỏa thuật. Thủy nhất, hỏa nhị, mộc tam, kim tứ, thổ ngũ. Nếu chia uy lực của tiểu diễn thuật làm 15 phần, vậy thì hắc thủy thuật chỉ chiếm 1 phần, xích hỏa thuật chiếm 2 phần, lục mộc thuật chiếm 3 phần, bạch kim thuật chiếm 4 phần, hoàng thổ thuật chiếm lấy 5 phần. Có thể nói uy lực xích hỏa thuật chính là gấp đôi hắc thủy thuật, chỉ là độ khó khi tu luyện cũng tăng gấp đôi,
Phong Phi Vân bỏ ra mấy ngày vẫn chưa thể tu ra uy lực chân chính của nó được. Ta cũng cảm thấy có một cỗ khí thức âm trầm từ phương Bắc phóng lên trời, thôn vệ trời cao. Phong Phi Vân xuống khỏi đồng xa, hai tỷ muội quý gia tựa như một đôi tiểu nữ bộc đi theo phía sau hắn, khiến hơn 30 tên nô lệ đi theo phía sau đồng xa hai mắt phải tỏa sáng, quả thực thật xinh đẹp, giống như một đôi nữ thần vậy. Ba ba, Vương Mãnh cầm trong tay roi da lớn dài hơn 9 mét quất lên người những người này, quát. Nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra. Cuối cùng một vòng ánh mặt trời cũng hạ xuống đỉnh núi. Chỉ còn lại ánh nắng chiều phát ra màu đỏ tươi, tựa như một mảnh mây máu đang bắt đầu khởi động lấy, gió lạnh gào rú khiến tăng thêm vài phần khí tức hung thần. Đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này, tăng cường đề phòng. Ta luôn cảm giác như có một đôi mắt ở phía sau nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua khu rừng tĩnh mịch sau lưng, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó vậy. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người trong tràng cảm thấy u ám, đồng thời quay đầu nhìn nhìn, chẳng lẽ thật sự bị sinh vật nào đó theo dõi rồi sao? Hơn 30 tên nô lệ quần áo tả tơi, mặc dù có tật phong phù lục gia thân, nhưng thể lực bọn họ vẫn không cách nào sánh được với tu tiên giả. Vẫn cảm thấy mỏi mệt không thôi, sau khi nghe được lời Phong Phi Vân nói liền lập tức thở ra một hơi. Có người bắt đầu mắc lều, có người thì đi nhặt củi khô, có chuẩn bị làm cơm tối, những chuyện này đều do nô lệ đi làm cả. Ta chung quy vẫn cảm giác đêm nay sẽ không bình tĩnh, Vương Mãnh, Lưu Thân Sinh hai người các ngươi cẩn thận một chút, ta đi phía trước tìm đường. Phong Phi Vân phân phó hai người kia một tiếng. Sau đó liền mang theo hai tỷ muội quý gia cưỡi trên lưng đại trùng lân bay lên trời cao, trong nháy mắt đã đến bên ngoài hơn 10 dặm. Bay chưa được bao lâu, phía dưới xuất hiện một cái trấn nhỏ, đại trùng lân đáp xuống trước tiểu trấn đó. Kỳ quái, sao ngay cả một người cũng không có? Tòa tiểu trấn này đủ cho mấy trăm gia đình sinh sống, nhưng giờ lại yên tĩnh đến dị thường, ngay cả một người cũng không có người sống, cũng không có người chết. Hiển nhiên người toàn bộ thôn trấn này đều đã rời đi hết rồi. Lại nhìn dấu vết lưu lại, bọn hắn là rời đi trong vòng 3 ngày này. Hơn nữa bọn hắn đi rất vội vàng, rất nhiều thứ cũng không mang đi, rốt cuộc xảy ra tình huống gì lại khiến bọn hắn vội vã trốn đi như vậy chứ? Gâu gâu, một con chó ghẻ lẻ loi trơ trọi ngồi xổm trên đường dài, lộ ra thập phần không có tinh thần, ánh nắng nơi chân trời chiếu khiến cái bóng của nó kéo ra rất dài. Trời thu sắp đến rồi, gió thổi qua, cây ngô đồng ở đầu trấn cũng bắt đầu rơi xuống từng mảnh lá vàng. Đi! Phong Phi Vân quay người lại bay đến trên lưng đại trùng lân, đứng trên cái đầu lâu cực lớn như lão hổ của nó. Quý gia tỷ muội tựa hồ cũng cảm nhận được hào khí áp lực, thật sự quá quỷ dị, mà ngay cả quý tiểu nô gần đây thích đối nghịch với Phong Phi Vân giờ phút này cũng trầm mặc không nói gì. Đại trùng lân tiếp tục bay về trước, lại gặp vài tòa thị trấn nhỏ. Cũng là mọi người đều đã rời đi, tĩnh mịch đến đáng sợ, mà ngay cả thanh âm của động vật và chim chóc cũng không có. Trời, càng ngày càng tối đi. Oanh! Ngay khi Phong Phi Vân định quay về thì chợt trong một tòa ô sơn ở phía dưới có một đạo thi vụ màu đen xông lên, như một mảnh kinh đảo sóng cồn oanh kích đến. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay cũng ngưng tụ ra một đạo hắc quang, hắc thủy thuật lập tức bay ra, phá vỡ thi vụ, phản kích về. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, giống như tiếng quỷ đang gào rú vậy. Phong Phi Vân nhảy khỏi lưng đại trùng lân, quý gia tỷ muội cũng theo sát phía sau, đây chính vật còn sống duy nhất gặp được trên đường, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua nó rồi. Xíu, yêu yêu. Một đạo bóng đen hiện lên trước mắt Phong Phi Vân, bước ra một bước liền cách xa mấy trượng, trên người khói đen bốc lên, khắp người mọc lên thi mao màu đen. Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn. Một cước đá gãy một cái cây bên cạnh, đá cho nó bay ra ngoài, tựa như một mũi tên cách tuyến cực lớn đánh vào trên lưng bóng đen kia. Oanh! Bóng đen bị đánh bay, lại lần bị thương ngã xuống trên mặt đất. Bá! Thân thể Phong Phi Vân tựa như thay hình đổi vị, lập tức đã xuất hiện ở trước người bóng đen, một cước đạp nó dưới chân, nó vẫn còn giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu như người lại không phải người, như quỷ lại không phải quỷ. Thi tà thi biến lần đầu tiên. Trên ngón tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm nhàn nhạt, từng đạo vầng sáng màu đỏ hội tụ tới đầu ngón tay hắn. Xích hỏa thuật. Xích hỏa thuật của Phong Phi Vân tuy rằng chỉ mới học được ra lông, nhưng dùng để phá tà khí của thi tà thi biến lần đầu tiên vẫn không có vấn đề gì.
Lông đen của thi tà trên mặt đất đều ị thiêu đốt lên, biến thành tro tàn màu đen trên đất, lộ ra thi thể con người bên dưới lớp lông kia. Thi mau bị đốt sạch, một thân tinh khí của thi tà cũng trôi mất hơn phân nửa, thời gian dần trôi qua, vô lực nằm co quắp trên mặt đất. Làn da nguyên vẹn, ngũ tạng cũng chưa bắt đầu hư thối, xem ra là tân thi chỉ mới lần đầu thi biến trong 3 ngày gần đây, huyết khí thôn phệ và tinh hồn hấp thu cũng còn ít, khó trách lại yếu như vậy. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyền, đối với dương giới tam dị và âm giới tam tà đều đã có được hiểu rõ nhất định. Hí! Đột nhiên, hai mắt thi tà trên mặt đất nổ bắn ra hai đạo ô mang, bay thẳng trời cao, phá vỡ tầng mây, nổ tung ra tựa như hai đóa pháo hoa vậy. Đó là hai tròng mắt của thi tà. Đầu thi tà nằm trên mặt đất cũng ầm ầm bạo liệt, biến thành máu tươi và nước mủ, may mắn Phong Phi Vân lui ra nhanh. Bằng không khẳng định đã bị máu tươi bắn tung tóe đầy người rồi. Thi tà chi nhãn nổ tung, đó là đang thông chi cho thi quần chung quanh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, không lâu sau, nơi này nhất định sẽ có thi tà vô cùng cường đại chạy đến, nói không chừng sẽ có lão thi ngàn năm cũng nên. Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô đuổi theo. Phong Phi Vân ánh mắt nhìn lại trong màn đêm đen kịt, đã nghe được vài tiếng xé gió lợi hại, nương theo lấy một mảng lớn thi minh khủng bố chói tai. Lá cây bị chấn khiến rung rung, mặt đất cũng bắt đầu có chút lay động. Thi khí thật cường đại. Phong Phi Vân biết rõ đã không đi được nữa liền lướt ngang một bước, bảo hộ quý gia tỉ muội hộ ở sau lưng. Hô, hô, hô. Tiếng gió gào thét càng ngày càng gấp, tất cả cổ mộc cũng bắt đầu lay động và chấn động lên. Trên mặt đất, một tầng sương mù nhàn nhạt lặng lẽ lướt tới. Hí. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Một đầu thi tà toàn thân đều dài khắp thi mau đi ra, đôi mắt màu đỏ thấm tựa như một đầu đại tinh tinh phủ lên lớp da màu đen vậy. Một cỗ nhân thi, chỉ là vì thi thể biến lớn lên, trong làn da mọc ra rất nhiều lông đen nhìn quả thật có chút không giống với nhân loại. Quý Tiểu Nô Dương lấy mũi tên, tốc độ phản ứng thập phần nhanh nhẹn, trên đầu mũi tên nổ bắn ra linh quang, xíu. Yêu yêu, hóa thành một đạo linh xà màu xanh ra trời bay ra ngoài. Thiết cung này có cấp bậc bảo khí, mũi tên cũng là do tinh thiết cao cấp nhất chế tạo thành, ngưng tụ inh khí bắn ra, có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của tu sĩ thần cơ sơ kỳ, nhưng một tên này lại không tổn thương được đầu thi tà kia một chút nào cả. Lông đen thật dài quả thực còn cứng cỏi hơn cả thiết giáp, thi tà tựa như phủ lên một tầng áo giáp màu đen vậy, mũi tên ma sát trên thi mau khiến hỏa hoa bắn ra, nó bị ngăn cản lại phải bay ra ngoài, mũi tên đâm thủng thân cây phong, bành một tiếng, cây phong nổ tung. Biến thành mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Thi tà nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt như máu, nhào tới trước mặt Quý Tiểu Nô. Quý Tiểu Nô tuy rằng tu vị không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém đến rối tinh rối mù, nhìn đầu thi tà khủng bố dữ tớn kia, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Bành! Trên nắm tay Phong Phi Vân kim mang như thiêu đốt. Một quyền đánh bay cỗ thi tà kia khiến nó rơi vào trong rừng cách đó hơn 10 trượng, chợt thân thể nó lại cứng ngắt bò lên, hiển nhiên một quyền này của Phong Phi Vân cũng không thể đánh trọng thương nó được. Trên nắm tay Phong Phi Vân còn mang theo vài phần đau đớn, trong lòng cảm thán lực phòng ngự của thi tà thật sự kinh người, chỉ là thi tà lần đầu thi biến nhưng lực phòng ngự của thi mao đã có thể so với lực phòng ngự của tu sĩ thần cơ đỉnh phong rồi. Cũng chỉ có bí thuật của tầm bảo sư mới có thể khắc chế những tà vật này. Ví dụ như xích hỏa thuật trong bát thuật quyển chính là thuật pháp chuyên môn dùng để khắc chế thi tà. Tầm bảo sư khác tự nhiên cũng có những truyền thừa bí thuật khác. Bá, 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 bá. Chỉ thoáng qua, bên trong rừng cây đã có 7 đầu thi tà phủ đầy lông mao đen, tăng thêm đầu lúc trước nữa là đã có đến 8 đầu rồi. 8 đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào 3 người Phong Phi Vân, ánh mắt kia quả thật còn đáng sợ hơn cả dã thú. Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô tuy rằng chính là dị hình dị, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, lá gan không lớn bằng Phong Phi Vân, bọn họ không kìm lòng được di động bộ pháp, nhích lại gần Phong Phi Vân, nghiễm nhiên đã coi hắn thành chỗ dựa của mình. Rõ ràng đồng thời xuất hiện 8 cổ thi tà lần đầu tiên thi biến, hơn nữa thi khí trên người vẫn chưa đậm đặc lắm, hiển nhiên đều là tân thi. Cho dù bị thi tà cắn chết, chúng thi độc thì trong 1.000 người mới có 1 người phát sinh thi biến. Biến thành thi tà hung tàn cuồng bạo, những người không may thì hóa thành tử thi, hư thối trở thành bụi bùn. Đồng thời xuất hiện 8 cỗ thi tà, cũng có nghĩa là đã có 8.000 người chết trong tay những thi tà khác. Xem ra cổ thi đại quân của nữ ma đâu thật sự là đã đánh đến đây rồi.
mặt đất chấn động mạnh, tám cỗ thi tà đồng thời chụp một cái đi lên, thủ chảo đen kịt vươn ra. Vô số thi khí đan vào cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ rừng núi, đậm đặc đến mức khiến thiên địa phải thất sắc, ánh trăng cũng bị nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón, bên tai chỉ có tiếng thi khiếu khiến người sởn hết cả gai óc kia. Phong Phi Vân ngưng tụ linh thông, duỗi ra một ngón tay, điểm đến trên mặt đất, vô số hỏa diễm màu đỏ từ trên mặt đất bốc lên, vọt thẳng lên, lập tức liền đốt lên hơn phân nửa ô sơn, ánh lửa trùng thiên, tám cỗ thi tà kia tựa như tám lồng đèn lửa chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu rên thật lâu không dứt. Ánh lửa phá vỡ thi vị, đêm tối cũng bị ánh hồng một mảnh. Xa xa nhìn lại, tựa như cả tòa núi lớn đều đã bốc cháy lên vậy. Phốc! Một đạo lưu quang kinh hãi thế tục từ trên một ngọn núi xa xôi phốc xuống dưới, vốn cách ô sơn còn hơn 30 dặm, nhưng chỉ một thoáng đã xuất hiện sau lưng Phi Vân, một chảo vạch phá lưng Phong Phi Vân ra một vết thương lớn như có thể thấy được xương sống vậy. Cỗ thi tà thứ 9. Huyết dịch ánh vàng rực rỡ từ trên lưng Phong Phi Vân lăn dài xuống, trong máu mang theo một cổ thi khí đầm đặc, sương mù màu đen bốc lên, thi độc đã thấm vào trong máu của Phong Phi Vân rồi. Đây là một tồn tại khủng bố đã trải qua lần thứ 2 thi biến, tốc độ quả thực đã sắp vượt qua tu vị thần cơ đại viên mãn rồi, cho nên Phong Phi Vân mới có thể bị nó làm bị thương như thế. Bành! Miểu quỷ ban chỉ bay ra, dẫn động linh khí chi uy, đánh bay cổ thi tà lần thứ 2 thi biến đột nhiên giết tới này bay ra ngoài. Phong Phi Vân tuy rằng bị đánh lén, bị thương không hề nhẹ, nhưng chiến ý lại bị kích thích, thu hồi miểu quỷ ban chỉ, quay người lại đánh tới. Thân thể hóa thành một đạo tử ảnh, cầm trong tay miểu quỷ ban chỉ, liên tiếp đối chiến với cổ thi tà lần thứ 2 thi biến kia trên trăm chiêu. Nhanh như điện chớp, chiến hành chấn động trời cao, sát quang đen kịt bao lấy một người một thi. Thi tà lần thứ 2 thi biến đã chút đi thi mau toàn thân, tu luyện tới tình trạng thi thể kim cương bất hoại, dùng tu vị xích hỏa thuật của Phong Phi Vân hiện giờ căn bản không thể thương tổn được đến nó. Lần thứ nhất thi biến dễ dàng. 1000 thi thể nhiễm thi độc thì có một cỗ có thể biến thành thi tà. Nhưng thi tà muốn hoàn thành lần thứ 2 thi biến lại vô cùng gian nan, coi như là trong 1 vạn thi tà cũng chưa hẳn có một cỗ có thể hoàn thành lần thứ 2 thi biến. Cái này không chỉ cần đại lượng huyết khí và tinh hồn làm cơ sở, mà càng cần một ít thiên tài địa bảo đặc thù với tư cách dẫn đạo, còn cần thi địa đặc thù làm môi giới, thiên khí đặc thù làm điều kiện phụ trợ. Cho nên cũng chỉ có người thiên tư tuyệt đỉnh chính thức trong thi tà mới có thể hoàn thành lần thứ 2 thi biến, tu thành thi thể kim cương bất hoại. Chiến lực của thi tà lần thứ 2 thi biến cũng vô cùng khủng bố, lúc trước Đông Phương Kính Nguyệt tu vị cao như vậy, hơn nữa cầm trong tay Hạo Thiên Linh Kính cũng bị hai cỗ cổ thi tăng nhân lần thứ 2 thi biến đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc tổn. Oanh! Phong Phi Vân lui trở về, trên đôi nắm tay đều là huyết dịch, có là máu của hắn. Nhưng cũng có huyết dịch từ trên người cỗ thi tà lần thứ 2 thi biến kia. Quá cường đại, lực lượng thật là đáng sợ. Nắm đấm của Phong Phi Vân được linh khí chi uy bao lấy, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thi thể, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nó thôi. Đây là một cỗ thi tà vừa hoàn thành lần thứ 2 thi biến, lực lượng đại khái tương đương với lục nghiêu chi lực, xem như là loại yếu nhất trong lần thứ 2 thi biến rồi. Lục nghiêu chi lực tương đương với 32.000 cân. Rất nhiều tu sĩ thần cơ đỉnh phong đều không thể đánh ra được lực lượng mạnh như vậy. Trên lưng người bị thương, hơn nữa bị thi độc xâm lấn, ta đánh thay ngươi. Quý Tâm Nô nhìn miệng vết thương khiến người thấy mà giật mình trên lưng Phong Phi Vân, lập tức liền lách người lên, đôi ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành u lam sắc, thông thấu tựa như lam bảo thạch vậy, trên đỉnh năm ngón tay ngọc thon dài hết sức nhỏ, duỗi ra năm cái móng tay sắc bén tựa như lợi kiếm. Móng tay vẫn là lam sắc. Óng ánh tựa như ngọc phiến, lại dẫn ra hàn khí âm sát mà sắc bén. Có nam nhân ở đây, làm gì cần nữ nhân ra tay, lui sang một bên. Trong thân thể Phong Phi Vân có một tòa thi cung của thi tà lần thứ tứ thi biến, nào để chút thi độc đó vào mắt, căn bản không thể tổn thương đến hắn nửa phần. Hơn nữa hắn tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân, lực khôi phục thân thể so với tu tiên giả bình thường cũng cao hơn mấy lần, miệng vết thương trên lưng giờ cũng đã khép lại hơn phân nửa. Trong miệng thi tà lần thứ 2 thi biến phun ra từng ngụm hắc khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa đánh tới, Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, thi cung của nữ ma cấp tốc vận chuyển trong đan điền hắn, một đóa thi hỏa thảm lục sắc từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Một đóa thi hỏa không có bất kỳ nhiệt đột nào, ngược lại lại mang theo vài phần lạnh như băng. Bá!
thì tà lần thứ hai thi biến tựa hồ cảm nhận được khí thức không tầm thường của thi hỏa kia, tựa như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy, nó liền quay người bỏ chạy, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, thi thể giống như đạn pháo trùng thiên phóng lên trời, đáp xuống ở bên ngoài hơn 10 dặm, sau đó lại bắn bay lên, lập tức biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên vẫn là thi hỏa lần thứ tư thi biến có lực chấn nhiếp đối với mấy thi tà này, hắc hắc. Xem ra chỉ cần không gặp phải Tiêu Nặc Lan, ta hoàn toàn có thể không sợ bất luận thi tà nào. Phong Phi Vân phát hiện chỗ tốt từ thi cung của Tiêu Nặc Lan ở trong đan điền mình. Phong Phi Vân tìm kiếm ra được 8 tòa bạch cốt thi cung trong đám cho tàn đã cháy đen kia, mỗi một tòa đều chỉ lớn chừng nắm tay, hình dạng giống như cung điện, mở ra một cái bạch cốt cửa cung. Đây chính là bổn nguyên thi cung của 8 cỗ thi tà lần thứ nhất thi biến kia sau khi bị đốt cháy lưu lại, chính là một thân tinh hoa của thi tà. Vị đạo hữu này, tại hạ nguyện ra giá 800 miếng kim tệ mua xuống 8 tòa thi cung này. Một thiếu niên tuấn lãng mặc nho bào màu trắng, thanh âm truyền ra ngàn dặm, cũng không lâu lắm liền cưỡi một đầu thanh điểu dị cầm có tu vị 300 năm từ trên trời giáng xuống. Ta nguyện ra 8.000 miếng kim tệ. Lại một thiếu nữ xinh đẹp mặc nho bào màu trắng, cưỡi một đầu tiên hạc có tu vị 400 năm, giống như lăng ba tiên tử đạp nguyệt mà đến. Cổ Thương Thu, 8.000 miếng kim tệ ngươi cũng lấy ra được, Mộ Dung Trác ta ra 30.000 miếng kim tệ mua lấy 8 tòa thi cung này. Lại một thiếu niên mặc nho bào màu trắng cưỡi một đầu cự thú tựa như kỳ lân chạy vội trong dãy núi, rất nhanh cũng đuổi qua. Bóng người màu trắng xuyên thẳng qua trên bầu trời nhanh như điện chớp. Đám người kia tựa hồ là cùng đến từ một nơi, bởi vì bọn hắn đều mặc nho bào màu trắng thống nhất, bất đồng duy nhất chính là trên ngực có thiếu lấy dược đỉnh, có thiếu lấy thú đồ, có thiếu lấy linh thạch, hơn nữa số lượng dược đỉnh, thú đồ, linh thạch đều không giống nhau. Cũng không lâu lắm, cũng đã có 7 thiếu niên và thiếu nữ mặc nho bào màu trắng đứng ở trước người Phong Phi Vân. Bọn hắn đều có dị thú tọa kỵ, hơn nữa ra tay bất phàm, mấy nghìn kim tệ đối với bọn họ mà nói tựa hồ cũng không coi vào đâu. Phong Phi Vân đánh giá những người trẻ tuổi đột nhiên chạy đến này, phát hiện những người này đều khí vũ hiên ngang, nam anh tuấn, nữ tướng mạo xinh đẹp, loại khí chất cao quý kia chính là được bồi dưỡng ra từ nhỏ bồi dưỡng, tuyệt đối không phải con cái của những nhà giàu mới nổi có thể sánh bằng. Tư chất của bọn hắn cũng không phải là toàn bộ đều là nghịch thiên tài tuấn, trong đó cũng có người tư chất bình thường, nhưng đều không ngoại lệ, trên người của bọn hắn đều mang theo tự tin cực lớn. Chỉ có người có được thực lực chân chính, mới có thể lộ ra loại tự tin này. Các ngươi là người nào? Phong Phi Vân lập tức cảnh giác, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vạn Tượng Tháp, thần cơ cấp, luyện khí hệ, Mộ Dung Trác. Vạn Tượng Tháp, tiên căn cấp, ngự thú hệ. Cổ Thương Thu. Vạn Tượng Tháp, tiên căn cấp, ngự thú hệ, Tần Long. Vạn Tượng Tháp, thần cơ cấp, luyện đan hệ, La Thế Hùng. 7 người trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng lúc báo ra thân phận của mình trong lúc vô hình đều lộ ra một cổ khí tức cao ngạo. Mỗi người đều có thời điểm cao ngạo, mấu chốt là có tiền vốn để kiêu ngạo không thôi. Bọn hắn lại có tiền vốn cao ngạo, bởi vì bọn họ đều là người trong ngũ đại huyền sư. Hơn nữa còn là đệ tử Vạn Tượng Tháp, hai cái thân phận này tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể đạt được địa vị tôn quý trong tu tiên giả, huống chi gia thể của chính bản thân bọn hắn còn đặc biệt hiển hách, mỗi người đều có được bối cảnh không tầm thường. Thì ra là đệ tử Vạn Tượng Tháp. Trong lòng Phong Phi Vân trầm xuống, đệ tử Vạn Tượng Tháp sao lại chạy đến Nam Thái Phủ chứ? Vạn Tượng Tháp chính là học thuật thánh địa của toàn bộ thần Tấn Vương Triều, ngũ đại huyền sư có 7 phần đều xuất từ Vạn Tượng Tháp. Bởi vậy có thể thấy được lực ảnh hưởng của Vạn Tượng Tháp ở tu tiên giới. Nữ ma xuất thế, thiên hạ khiếp sợ, Vạn Tượng Tháp thân là huyền sư thánh địa, tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm đến, bởi vì đệ tử Vạn Tượng Tháp này chính là được phái đến đây để điều tra hướng đi của thi tà. Bọn hắn một mực vẫn muốn chém giết mấy cổ thi tà, cướp lấy thi cung trong thân thể bọn hắn, mang về Vạn Tượng Tháp, lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sự cường đại của thi tà vượt xa dự liệu của bọn hắn, mặc dù chỉ là thi tà lần đầu tiên thi biến cũng cường đại hơn thi tà lần đầu tiên thi biến trước kia gấp 3 lần, bọn hắn một mực vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Thật vất vả sơ tán dân chúng trong vòng ngàn dặm, dẫn mấy chục đầu thi tà tới khu vực này, muốn tách chúng ra để đánh bại, nhưng lại thật không ngờ đã có người động thủ trước bọn hắn một bước, đốt cháy hết 8 cỗ thi tà, còn lấy đi thi cung. Ai có thể đưa thi cung về Vạn Tượng Tháp? Vậy thì nhất định là một cong lớn,
cũng sẽ được bản thưởng dị thường phong phú. Loại ban thưởng này, mặc dù là với thân phận của bọn hắn cũng phải động tâm, cho nên bọn hắn mới không tiếc phí mấy vạn miếng kim tệ để mua lại của Phong Phi Vân. Đạo hữu, ngươi tùy tiện báo giá đi, tám tòa thi cung này ta nhất định muốn mua rồi. La Thế Hùng đánh giá Phong Phi Vân một phen, cảm thấy Phong Phi Vân chính là một thiếu gia nhà giàu mang theo hai nữ bộc như hoa như ngọc du sơn ngoạn thủy, cho dù có vài phần tu vị, cũng tất nhiên sẽ động tâm ở trước mặt tiền tài. La Thế Hùng tin tưởng vững chắc, mỗi người đều có cái giá của mình, cho dù người có giàu hơn nữa cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không thiếu tiền. Phong Phi Vân cầm lấy tám tòa thi cung vuốt vuốt, mang theo dáng cười nhàn nhạt. La Thế Hùng không nghĩ tới đối phương lại từ chối trực tiếp như vậy, khiến hắn cảm giác trên mặt không chút ánh sáng, mấy tên đệ tử Vạn Tượng Tháp cũng phát ra tiếng cười hả hê. La Thế Hùng sắc mặt càng thêm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, cắn răng, từ trong lòng lấy ra một bình đan dược xinh xắn nói. Đây là nhất phẩm đỉnh cấp đan dược thân sinh ta luyện chế, thăng linh đan, ăn vào một hạt có thể gia tăng linh khí khổ tu một năm, cho dù có kim tệ cũng không mua được. Trong bình ngọc này còn thừa ba khỏa, đổi lấy tám tòa thi cung của ngươi cũng dư xài rồi. Sáu người trẻ tuổi mặc áo trắng khác đều không cười nữa, kinh ngạc chằm chằm vào La Thế Hùng, tên này vì tám tòa thi cung quả thật cam lòng bỏ ra, không hổ là người có bối cảnh lớn. Chỉ là Phong Phi Vân cũng không để thăng linh đan vào mắt, chỉ cảm thấy những người này đều rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không liếc qua hắn lần nào, quả thực khiến trong lòng Phong Phi Vân có vài phần khó chịu. Vạn Tượng Tháp thật rất giỏi, huyền sư thì rất giỏi sao? Phong Phi Vân quả thật cũng không để tám tòa thi cung vào mắt, nhìn chằm chằm lấy tên La Thế Hùng rua, sau đó lắc đầu cười cười, trực tiếp ném tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất, rơi vào trong than cho màu đen. Sau đó liền không hề liếc nhìn bọn hắn nữa, mang theo hai tỷ muội quý ra leo lên lưng đại trùng lân, bay lên bầu trời, biến mất trong màn đêm. Ngươi nếu đã cao ngạo như vậy, vậy thì mời ngươi cúi xuống cái lưng cao ngạo của ngươi nhặt lấy tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất kia đi. Quá kiêu ngạo rồi. La Thế Hùng chăm chú nắm lấy nắm đấm, nhớ lại ánh mắt khinh thường lúc Phong Phi Vân rời đi, giống như là bố thí thi cung cho bọn hắn vậy. Bố thí. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn bố thí người khác. Hắn rất muốn xông tới đánh cho Phong Phi Vân một trận, trước nay vẫn chưa có người nào dám bất kính với hắn như thế cả. Quả thật rất vênh váo a hát, nếu không phải tôn sư từng dặn dò, sau khi đi ra không phải vạn bất đắc dĩ không thể khi dễ nhỏ yếu thì vừa rồi ta đã hung hăng giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết cái gì gọi là mạnh được yếu thua rồi. Mộ Dung Trác sắc mặt lạnh lẽo, hắn chính là một vị nghịch thiên tài tuấn, cũng là người mạnh nhất trong những người này, đã đạt đến thần cơ trung kỳ rồi, mặc dù là ở trong vạn tượng tháp cường giả như mây hắn cũng có chút danh tiếng. Nhìn tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất, bảy vị thiên tài huyền sư này đều không chủ động đứng ra khom người đi nhặt, dùng thân phận tôn quý của bọn hắn sao có thể đi nhặt lấy thứ mà người khác cố ý ném xuống được. Thật mất thể diện. Chúng ta vẫn nên tự tay đi đánh chết một thi tà, cướp lấy thi cung, sau đó trở về báo cáo kết quả công tác. Chỉ cần không gặp phải thi tà lần thứ hai thi biến thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Đôi mắt đẹp của Cổ Thương Thu quét qua tám tòa thi cung kia, tuy rằng ở rất gần, nhưng lại không tiến tới nhặt, lộ ra có chút tiếc nuối. Nàng cảm giác, thiếu niên vừa rời đi kia thật không đơn giản, có thể đánh chết tám tôn thi tà, thủ đoạn bực này, cho dù là bảy người bọn hắn cộng lại cũng không bằng, Mộ Dung Trác muốn giáo huấn hắn, chỉ sợ sẽ bị giáo huấn ngược. Đại trùng lân hình thái như một đầu hắc hổ, nhưng hình thể lại lớn hơn lão hổ không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng đôi lân rực đã phủ kín cả bầu trời, che phủ ánh trăng. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng hổ khiếu rung trời động địa, vang vọng trong bầu trời đêm. Phong Phi Vân đứng trên lưng đại trùng lân, trong lòng cũng không phải nghĩ đến bảy tên đệ tử Vạn Tượng Tháp kia, bảy người này tuy rằng đều là thiên tài huyền sư, địa vị tôn quý, nhưng theo Phong Phi Vân thấy thì cũng chỉ thường thôi. Chính thức khiến hắn lo lắng chính là những thi tà cường đại kia, tuy rằng hắn thân mang của thi cung nữ ma, có thể có được lực trấn nhiếp nhất định đối với thi tà, nhưng nếu là gặp được những cự kình trong thi tà, đã sinh ra trí tuệ như thiên niên lão thi, bất tử kim thi, vậy thì dù là thi cung của nữ ma cũng chưa chắc đã trấn trụ được chúng. Tiêu Nặc Lan nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật sự chỉ là tích lũy huyết khí và tinh hồn, trùng kích lần thứ năm thi biến sao? Phong Phi Vân đón lấy gió đêm lạnh như băng, nhìn qua bầu trời xa xăm,
Ánh trăng ở phương xa giờ đã bị một mảnh huyết vụ bao phủ, biến thành một vòng huyết nguyệt. Một cổ hương vị huyết tinh xen lẫn trong không khí, từ rất xa thôi qua. Không tốt, Vương Mãnh và Lưu Thân Sinh đã xảy ra chuyện rồi. Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng hỏa diễm, liếc về phía 600 dặm phía trước, chứng kiến có mấy tôn bóng người đang đại chiến, huyết khí bốc lên, linh quang chiếu sáng một phương thế giới. Tiếng quát lớn của Vương Mãnh phá tan trời cao, chấn vỡ cả mây trên bầu trời. Bọn hắn gặp phải mấy cường giả tuyệt đỉnh đánh lén, tu vị đối phương thật sự quá cường đại, trong lúc không kịp đề phòng, một cánh tay của Lưu Thân Sinh đã bị đối phương chặt đứt, đoạn tí rơi trên mặt đất, bị đối phương dùng chân dẫm nát. Mấy người này đã theo sau vài ngày, thẳng đến khi Phong Phi Vân rời khỏi đoàn xe, tiến tới trước giò đường thì bọn hắn mới đột nhiên phát động công kích. Hừ! Chân Phong Phi Vân hung hăng dẫm lên lưng Đại Trùng Lân, Đại Trùng Lân bị đau phát ra một tiếng thét dài, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Cách đoàn xe còn vài chục dặm, Phong Phi Vân liền thả người nhảy xuống khỏi lưng Đại Trùng Lân, trượt đi trong không khí, vọt nhanh tới phía trước. Chuyện gì xảy ra? Phong Phi Vân nhìn qua đất khô cằn và tử thi nô lệ ở trước mắt, tâm đã chìm xuống, hắn đã sớm cảm ứng được có người đang theo sau mình. Không nghĩ tới chỉ vừa mới rời đi không đến một canh giờ đối phương đã xuất thủ rồi. Lúc mình vừa trở lại, đối phương lại nhanh chóng rút lui khỏi, hiển nhiên là đã lên kế hoạch chặt chẽ và suy tính kỹ càng chu đáo, tuyệt đối không phải do những thi tà chưa sinh ra trí tuệ kia gây nên. Hơn 30 tên nô lệ mang theo đều chết hết, rất nhiều đều là thân thể bạo liệt, bị linh khí cường đại đè ép mà chết, khiến huyết nhục mơ hồ, tựa như hơn 30 viên thịt máu chảy đầm đìa vậy. Ngay cả bộ dáng bọn hắn trước đây là thế nào cũng không thể thấy rõ. Dưới uy áp của tu tiên cường giả, tánh mạng người bình thường thật sự hết mức yếu ớt. Đây là Dạ Oai phủ đầu sao? Phong Phi Vân cảm giác được đối phương đây là cố ý muốn chấn nhiếp hắn, muốn cảnh cáo hắn, cho nên ra tay mới cay độc như vậy. Dùng máu tươi đầy đất để cảnh cáo Phong Phi Vân. Là đại sư huynh bộ thiên nhai của Thiên Nhất Tiên Môn và Tử Xuyên, Tử Thanh của Tử Vân Động Phủ. Trên ngực Vương Mãnh mang theo một lỗ máu chừng nắm đấm, chính là bị Tử Thanh đánh lén, một kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng, nếu không phải thân thể hắn cường hãn, hơn nữa một kiếm này không đâm rách trái tim thì hắn đã khó toàn mạng rồi. Áo giáp nặng cả ngàn cân trên người hắn đã rách nát vài chỗ, toàn thân đều chảy máu, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nếu Phong Phi Vân trở về chậm thêm chút nữa TSF hắn chỉ sợ đã bị người một kiếm phân thây rồi. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, nói. Lại là nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh, ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn ngược lại còn đến thăm trước, không đúng, ba người bọn họ sao lại biết lộ tuyến hành tẩu của chúng ta. Là Kỳ Thương Nguyệt, nàng chính là vị hôn thê của bộ thiên nhai, nhất định là tiễn nhân kia đã âm thầm thông chi bọn hắn. Cánh tay trái của Lưu Thân Sinh đứt từ tận sống vai, lộ ra xương vai trắng hếu, hắn ghé vào trong bụi cỏ, hữu khí vô lực nói, lộ ra suy yếu dị thường. Sắc mặt tái nhợt của hắn càng thêm dọa người, máu tươi tràn đầy chung quanh đều là từ trên người hắn chảy ra cả. Phong Phi Vân đi tới, muốn đỡ hắn lên, nhưng lúc đi vào bụi cỏ mới phát hiện, hai chân của hắn đã bị người đánh bể tam tiết, mắt cá chân, đầu gối, đùi đều giống như bị loạn côn đánh lấy vô số lần, xương cốt nát thành cặn bã, huyết nhục biến thành bùn. Hắn không chỉ bị chém đứt tay mà ngay cả đôi chân cũng đã bị phế đi. Ai làm? Phong Phi Vân cắn răng nói. Bộ thiên nhai. Lưu Thân Sinh tuy rằng đã thê thảm như thế, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, nhưng trên khuôn mặt hơi có vẻ tang thương vẫn treo dáng cười nhàn nhạt, nói. Hắn bảo ta nhắn cho ngươi một câu, hắn nói hắn cũng sẽ đối đãi với ngươi như vậy, cắt đứt hết tất cả xương cốt trên người ngươi, cuối cùng ném đi cho chó ăn, đây là kết cục vì đám đụng vào vị hôn thê của hắn. Thế nhưng, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ chết rất thảm. Vì vậy hắn liền đá vào ngực ta một cước. Một cước này, khục khục. Lưu Thân Sinh vẫn mang theo nụ cười. Phong Phi Vân trông thấy lồng ngực của hắn cũng lõm xuống, xương sườn ít nhất đã gãy hai cái, có máu đỏ thẩm chảy ra, khiến tay Phong Phi Vân cũng có chút phát run. Vương Mãnh và Lưu Thân Sinh tự nhiên không phải người tốt, nhưng đối với hắn lại thập phần nghĩa khí, nhìn thấy sinh mệnh lực trong thân thể Lưu Thân Sinh đang không ngừng trôi qua, Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Hắn đem cuối cùng lấy ra một giọt linh tuyền, muốn giúp hắn kéo dài tánh mạng. Không có tác dụng đâu. Lưu Thân Sinh run rẩy đè xuống tay Phong Phi Vân,
hai mắt càng thêm vô thần, nói. Đan điền của ta đã bị chấn vỡ, ngay cả linh tuyền cũng không cứu được ta đâu. Tay Phong Phi Vân đặt ngay chỗ đan điền lưu thân sinh, vừa chạm tay vào lại có máu tươi chảy ra, bộ thiên nhai ra tay cũng quá độc ác rồi. Hỗn đản! Nắm đốt ngón tay của Phong Phi Vân vang lên, tóc dài trên đầu cũng dựng lên. Đều là vì ta làm liên lụy các ngươi, bọn họ là nhắm vào ta mà tới. Sau khi Phong Phi Vân trầm mặc sau nửa ngày liền để thân thể lưu thân sinh nằm ngang qua, như vậy hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút. Ngươi nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì hãy giúp ta một chuyện. Ngươi nói đi. Phong Phi Vân nói. Hai mắt lưu thân sinh càng thêm tang thương, hắn tuy rằng là một tên đạo tặc, nhưng trước kia hắn cũng không phải là đạo tặc, đơn giản là do phạm vào một sai lầm cực lớn nên hắn mới không thể không chạy trốn tới Phong Hỏa Liên Thành tránh né cửu gia. Một câu chuyện từ từ được hắn kể ra. Ta vốn là mưu sĩ của Trấn Thiên Hầu Phủ, một trong thập bát chư thiên hầu gia, tam phẩm chí sư, nhưng lại phạm vào một sai lầm lớn. Ai? Không chỉ có Phong Phi Vân, mà ngay cả Vương Mãnh và Quý Gia tỷ muội cũng đều vây qua, biết rõ tánh mạng lưu thân sinh đã tới điểm cuối, đây là lời nói lâm chung của hắn, khiến người có chút sầu não. Ta ngủ với tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu, hơn nữa còn khiến nàng có thai. Hắn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhuốm máu, nhưng trong mắt lại mang theo một tia hào quang. Nếu là ngày thường nghe được lời kinh thế hãi tục như thế, Phong Phi Vân khẳng định phải cười to hai tiếng, trêu chọc hắn, nhưng bây giờ lại không thể nào cười nổi. Trấn Thiên Hầu là người nào? Đây chính là một trong thập bát chư thiên hầu gia của thần Tấn Vương Triều, tay nắm 3.000 vạn hùng binh, ngay cả một ít đại gia tộc cũng phải sợ hắn ba phần. Ở trong triều đình thần Tấn Vương Triều, đây chính là nhân vật dậm chân một phát là có thể khiến mặt đất phải chấn động, nhưng lưu thân sinh vậy mà lại ngủ với tiểu thiếp thứ 8 của hắn, khó trách lại chạy trốn tới biên tái chi địa phía nam. Đó đã là chuyện hơn 10 năm trước rồi, ta từng cầu khẩn Tam Nương ra giúp ta tìm hiểu tin tức đứa bé kia, Tam Nương ra nghĩa bạc vân thiên, đặc biệt giúp ta đi đến thần đô một chuyến, biết được đứa bé năm đó cũng không bị xử tử, tiểu thiếp thứ 8 cũng không chết. Tại sao có thể như vậy? Phong Phi Vân không nghĩ ra, nhân vật như Trấn Thiên Hầu, nếu bị người cắm sừng nhất định sẽ xử tử tiểu thiếp thứ 8 và đứa bé kia mới đúng. Ha ha, Trấn Thiên Hầu ở thần Tấn Vương Triều có địa vị bực nào, những loại chuyện này hắn cho dù biết rõ, cũng không dám đường hoàng với bên ngoài, chỉ có thể toàn lực đi che giấu. Ai, lần này đi Vạn Tượng Tháp, vốn định vụng trộm đi gặp đứa bé kia một lần, xem thử nó là nam hay là nữ, đã trưởng thành chưa, nhưng... hiện giờ đã không có cơ hội nữa. Trên mặt lưu thân sinh vốn đang mang theo vài phần ánh sáng màu đỏ, nhưng sau khi nói đến chỗ này, trong họng lại phun ra một ngụm máu tới, hắn rất muốn lại nói gì đó với Phong Phi Vân, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Con của ngươi ở Vạn Tượng Tháp, hắn tên gọi là gì? Uy, ngươi rốt cuộc muốn cầu ta chuyện gì? Phong Phi Vân cảm thán tao ngộ của hắn, một phu nhân của hầu phủ sao có thể để ý đến một tên mưu sĩ? Xem ra giữa hắn và tiểu thiếp thứ 8 kia cũng có một câu chuyện không tầm thường. Chỉ tiếc hắn đã không nói nên lời nữa. Người trước khi chết đều như vậy, muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết. Lưu thân sinh toàn thân đều duỗi thẳng, đôi mắt nhìn chăm chú lên vầng trăng trên trời, càng ngày càng mơ hồ, tay của hắn nâng lên, muốn phải bắt lấy gì đó, nhưng cuối lại vô lực rơi trên mặt đất. Trầm mặc, yên tĩnh. Cổ khí tức thê lương này tràn ngập trên người mỗi người đều có một câu chuyện không giống nhau, lưu thân sinh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng Phong Phi Vân tiến đến Vạn Tượng Tháp, chỉ là muốn vụng trộm xem con thân sinh của mình một lần, nhưng ngay cả nguyện vọng nho nhỏ như vậy lão thiên gia cũng không muốn cho hắn. Khiến hắn bị chết ở nửa đường, đến lúc chết ngay cả con mình bộ dạng thế nào, là nam hay là nữ cũng không biết. Đây là không cam lòng cỡ nào a hát. Ta đi làm thịt tên khốn bộ thiên nhai kia. Con mắt Vương Mãnh có chút ướt át, huynh đệ chết không nhắm mắt, khiến hắn vô cùng xúc động phẫn nộ. Hắn đuổi theo, nhưng vừa chạy được vài bước, thân hình cao lớn đã ngửa đầu ngã trên mặt đất, hắn cũng bị trọng thương, cho dù thân thể cường đại nhưng hiện giờ cũng khó mà đứng lên được. Hắn mấy lần muốn đứng lên, nhưng lại ngã trên mặt đất. Trên sơn khẩu, gió thổi được có chút gấp, khiến mùi máu trong không khí đều bị thổi tan. Một phần mộ thấp mới lập, không có mộ bia, cũng không có tế phẩm. Tu tiên giả cũng không phải bất tử, trái lại,
lúc tu tiên giả chết đi thì càng thêm bi thương, có một ít tu tiên giả sống mấy trăm năm, bằng hữu và người thân đều đã chết hết, lẻ loi trơ trọi, chôn xương trong cát vàng, ngay cả một người chăm sóc trước khi lâm chung cũng không có. Phong Phi Vân tự tay chôn Lưu Thân Sinh vào phần mộ, bỏ luôn cánh tay đã bị giẫm nát của hắn vào trong, Phật nói, người chết phải có toàn thây, kiếp sau mới có thể đầu thai làm người. Vương Mãnh nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt lớn như chuông đồng theo thần sắc phức tạp, có bi thương, cũng có cửu hận. Tu vị của Vương Mãnh và Lưu Thân Sinh đều không tầm thường, đạt đến thần cơ đỉnh phong, chiến lực cũng không yếu hơn loại nghịch thiên tài tuấn như Tử Xuyên và Tử Thanh bao nhiêu, nếu không phải bọn hắn đột nhiên đánh lén thì Vương Mãnh và Lưu Thân Sinh cho dù không địch lại nhưng bảo vệ tánh mạng vẫn hoàn toàn có thể làm được. Phong Phi Vân trầm mặc không nói, đi vào trong đồng xa, Kỳ Thương Nguyệt quả nhiên đã được cứu đi, nhưng hiển nhiên bát mạch long tỏa trên người nàng vẫn chưa được giải khai. Lại là huyết dịch. Phong Phi Vân từ trong khe hẹp trên đồng xa nhìn thấy vết máu đã khô, biết rõ Kỳ Thương Nguyệt chính là dùng máu của mình để thông chi cho bọn người bộ thiên nhai. Gia tộc xưng bá ở Nam Thái Phủ như Kỳ Gia, Tần Gia, Phong Gia, lão tổ sáng lập gia tộc đều là đại nhân vật danh chấn một thời đại cả. Loại người này đã tu luyện huyết mạch đến một trình độ cực cao, có thể truyền thừa huyết mạch chất lượng tốt lại cho hậu đại. Trong máu bọn họ cũng có khí tư xê cổ xưa đặc biệt, được xưng là huyết mạch ấn ký của gia tộc, những đại gia tộc đỉnh tiêm đệ tử vượt qua trăm vạn, ngàn vạn chính là dựa vào huyết mạch ấn ký ẩn chứa trong thân thể đệ tử để phán đoán xem hắn có phải là truyền nhân dòng chính của gia tộc hay không. Kỳ gia và Thiên Nhất Tiên Môn quan hệ thông gia, Kỳ Thương Nguyệt chính là tử linh tử của Kỳ gia. Bộ Thiên Nhai chính là đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn, đều là một đời nghịch thiên tài tuấn trẻ tuổi, hai người bọn họ kết hôn với nhau cũng là Kỳ Gia và Thiên Nhất Tiên Môn thông gia với nhau. Kỳ Gia và Thiên Nhất Tiên Môn đều là thế lực lớn cổ xưa cao cấp nhất Nam Thái Phủ, bọn hắn nếu liên hợp lại, thế lực to lớn, hoàn toàn có thể áp chế các môn phái tu tiên và gia tộc tu tiên khác xuống, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn nữa. Phong Phi Vân dùng ngón tay sờ lên vết máu kia, trên ngón tay lập tức nhiễm lên một tầng đỏ thẫm. Phương Hoàng Thiên Nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân trở nên trong suốt, hai luồng hỏa diễm hiện ra trên đồng tử, nhảy lên tung tăng như chim sẻ nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay. Nếu là người khác tự nhiên không có khả năng nhìn ra manh mối gì, dù sao thành phần huyết dịch của mỗi người đại khái đều giống nhau cả, nhưng người thiên tư tuyệt đỉnh thì phẩm chất huyết dịch siêu phàm, có được huyết mạch ấn ký cổ xưa. Nhưng huyết mạch ấn ký đều ẩn sâu trong bổn nguyên huyết mạch, cần dùng dụng cụ đặc thù hoặc trí nhớ về loại huyết mạch ấn ký này để phân biệt trong máu có chứa huyết mạch ấn ký hay không. Một mảnh huyết phụ nhàn nhạt hiện ra trong mắt Phong Phi Vân, trong huyết phụ tựa hồ cất giấu bóng dáng một cổ thú cổ xưa mọc ra bảy cái đầu nào đó, nhưng Phương Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới tu luyện tới sơ nhập môn kính, căn bản không cách nào nhìn thấu mảnh huyết phụ kia, thấy rõ huyết mạch ấn ký của Kỳ gia rốt cuộc là cái gì. Không cần nhìn nữa, lão tổ đời thứ nhất của Kỳ gia tu vị thông thiên triệt địa, đã từng luyện hóa qua chiến hồn của một đầu thiên niên linh thú, sáp nhập vào trong huyết mạch của hắn, đó là một đầu thất đầu đằng mãng, về sau đã trở thành huyết mạch ấn ký của đệ tử Kỳ gia. Mao Ô Quy từ trong ngực Phong Phi Vân thò ra cái đầu tuyết trắng, đôi mắt như hạt đậu nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay Phong Phi Vân nói. Đầu Ô Quy không rõ lai lịch này cũng không biết là muốn đi theo bên người Phong Phi Vân hay là đi theo bên người quý gia tỉ muội nữa, dù sao tên này cũng không có ý định rời đi, Phong Phi Vân mấy lần ném nó vào dã ngoại hoang vu nhưng nó vẫn có thể đuổi theo được. Đã biết được huyết mạch ấn ký của Kỳ gia, vậy thì muốn đuổi kịp Kỳ Thương Nguyệt cũng không khó rồi. Phong Phi Vân rét lạnh nói. Tiểu tử, người muốn giết Kỳ Thương Nguyệt báo thù. Mao Ô Quy vội vàng nhắc nhở. Tên bộ thiên nhai gì đó có thể giết, nhưng Kỳ Thương Nguyệt lại không động vào được, Kỳ gia cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu, động vào nghịch thiên tài tuấn một đời tuổi trẻ của Kỳ gia sẽ rước lấy tai nạn đáng sợ đấy. Ở trong mắt người ngoài, Thiên Nhất Tiên Môn và Kỳ gia đều là tồn tại thuộc về cùng một cấp bậc, vì sao đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn có thể giết, mà tử linh tử của Kỳ gia lại không thể giết. Lão Ô Quy này sợ rằng đang che giấu gì đó. Ta càng muốn đụng vào đấy. Phong Phi Vân tay dính lấy vết máu Kỳ Thương Nguyệt lưu lại, trên ngón tay kết xuất thủ ấn xích hỏa thuật, đốt cháy huyết dịch, một đạo huyết phụ vô hình bao vây lấy huyết mạch ấn ký thất đầu đằng mãng, bay về một hướng khác trong không khí. Huyết mạch ấn ký này chỉ có Phương Hoàng Thiên Nhãn mới có thể nhìn thấy, người khác cái gì cũng không thấy được cả. Quý gia tỉ muội chỉ thấy Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội vào bầu trời đêm,
rất nhanh đã biến mất trước mắt. Sát nhân không quản ngày đêm. Cho dù đối phương có 4 vị nghịch thiên tài tuấn, Phong Phi Vân cũng muốn đi đánh một trận. Vèo, vèo, vèo. Phong Phi Vân thu liếm khí tức, tựa như một đạo quỷ ảnh đi xuyên qua giữa dãy núi, rất nhanh liền đi ra ngoài hơn 200 dặm, thời gian dần qua phát hiện được một ít dấu vết nhân loại đi qua, vì vậy đuổi đi càng gấp. Chợt đấy, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, bên tai truyền đến một hồi tiếng nước chảy bằng bạc, dĩ nhiên là một đầu sông lớn rộng mấy chục thước, trên mặt sông yên ba hạo miểu, ở dưới ánh trăng nó tựa như vảy rắn màu bạc vậy. Bọn hắn ở ngay đối diện sông lớn. Bộ Thiên Nhai, Tử Xuyên, Tử Thanh ngồi vây quanh chỗ nước cạn trên sông lớn, trên mặt đất khắc lấy một cái mâm tròn chừng 1 mét vuông, Tử Xuyên thả một thanh kiếm gãy ngắn nhỏ màu trắng vào trong mâm tròn. Kiếm gãy màu trắng kia là một kiện linh khí tàn phá, nhưng linh tính và trận pháp ở bên trong cũng không tổn thương bao nhiêu, có thể phát huy ra một tầng uy lực của linh khí. Mặc dù chỉ là một tầng lực lượng của linh khí nhưng cũng đã tương đối khủng bố rồi, uy lực so với chuẩn linh khí cũng phải lớn hơn gấp 10 lần. Ba người đồng thời đánh linh khí vào trong mâm tròn, kích hoạt tàn trận trong kiếm gãy, một đạo linh khí mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời. Kiếm gãy màu trắng hóa thành một đạo bạch long chạm lên trên bát mạch long tỏa trên người Kỳ Thương Nguyệt. 8 tòa trận pháp trên bát mạch long tỏa đồng thời vận chuyển, khiến xiềng xích đen kịt biến thành màu hồng đỏ thẫm, từng đạo phù văn chìm nổi trên xiềng xích, chấn động ra 8 cổ lực lượng, khiến đoạn kiếm màu trắng phải run lên. Xíu, yêu yêu. Đoạn kiếm màu trắng bị đánh bay, rơi xuống vào trong mâm tròn, không ngừng run rẩy. 3 vị nghịch thiên tài tuấn bị cổ lực lượng này đánh trúng khiến ngực tê dần, vội vàng thu hồi linh khí. Kỳ Thương Nguyệt bị lực lượng bát mạch long tỏa cắn trả, thân thể bị trói càng chặt hơn, da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như bị nghiền nát vậy, dáng người yêu mỹ cũng lộ ra có chút vặn vẹo, trong bờ môi nhìn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Rõ ràng ngay cả linh khí tàn binh cũng không thể phá vỡ bát mạch long tỏa. Tử Xuyên thở dài một tiếng. Tử Thanh nói. Tu vị kỳ cô nương mặc dù cao, nhưng lực lượng của bát mạch long tỏa thật sự cũng quá mạnh mẽ, nếu không thể cởi bỏ bát mạch long tỏa, nàng chỉ sợ không qua được 3 ngày liền sẽ bị lực lượng long tỏa đánh tan thần cơ, tu vị hoàn toàn biến mất, hóa thành một người bình thường. Từ nơi này đến Kỳ Gia Bản Phủ, ít nhất cũng phải mất đến 5-6 ngày, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn kỳ cô nương tan hết bổn nguyên sao? Tên yêu ma Phong Phi Vân này thật sự quá độc ác rồi. Bọn hắn nói như thế, nhưng lại không suy nghĩ xem bát mạch long tỏa chính là bảo vật của Kỳ gia, Phong Phi Vân dù có độc ác, nhưng có thể độc hơn những người Kỳ gia kia sao? Bộ Thiên Nhai trong lòng âm trầm, từ sau khi cứu Kỳ Thương Nguyệt trở về, lông mày hắn chưa từng giãn ra, Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân bắt đi đã gần nửa tháng, hơn nữa còn trói nàng lại. Phong Phi Vân tuyệt đối không phải một người tốt, Kỳ Thương Nguyệt cũng tuyệt đối xem như một mỹ nhân khuynh thành, hắn chẳng lẽ không làm gì Kỳ Thương Nguyệt? Liên tưởng đến đây, đạo tâm vốn bình tĩnh của Bộ Thiên Nhai liền nổi lên rung động, cuối cùng biến thành sóng to gió lớn. Phong Phi Vân. Bộ Thiên Nhai bỗng nhiên đứng dậy, trên người chiến ý bắt đầu khởi động, đằng đằng sát khí. Bộ huynh, ngươi muốn đi đâu thế? Tử Xuyên cảm nhận được lực lượng khủng bố trên người Bộ Thiên Nhai. Lấy đầu của Phong Phi Vân. Hàn khí tản ra từ trên người Bộ Thiên Nhai khiến sóng cả đầu sông lớn đều bị đông lạnh phủ lên một tầng băng tinh. Tử Thanh nhíu đôi mi thanh tú lại, nói. Vậy kỳ cô nương làm sao bây giờ? Nàng. Trước hết giết Phong Phi Vân. Trong mắt Bộ Thiên Nhai mang theo vẻ kiên quyết, không ai có thể lay động ý chí của hắn, nếu Phong Phi Vân không chết, lòng của hắn liền khó mà yên tĩnh được. Trên sông lớn đột nhiên xoáy lên một mảnh sóng cồn cao 10 mét, như thủy long phá sông mà lên, một cổ lực lượng bén nhọn mà đại khí huy hoàng từ bên kia bờ sông truyền đến. Không cần ngươi đi. Ta đã đến rồi đây. Trên sông lớn, một đạo thân ảnh tiêu sái màu tím lướt sóng mà đến, mỗi khi bước ra một bước, bọt nước liền theo đó thối lui, hóa thành một cái vòng xoáy. Người đến đúng là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân. Bộ Thiên Nhai hai mắt phát lạnh, quát lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một mảnh khí lãng, như lệ phong cuốn đi. Phong Phi Vân mặc một bộ áo tím hoa lệ, từ bên kia sông lớn đi tới, dưới chân sinh ra vô số vòng xoáy. Khiến sóng cồn trên mặt sông càng dâng lên cao hơn nữa. Không bao lâu, liền chạy tới trong sông. Hắn như dẫm trên đất bằng, đứng trên mặt nước, gió sông thổi qua khiến vạt áo của hắn ầm ầm rung động.
hai người Tử Xuyên và Tử Thanh đều lộ ra thần sắc đề phòng, không cách nào quên được tràng cảnh Tần Chiến chết ở trong tay Phong Phi Vân, biết rõ sự cưỡng hàn của yêu ma chi tử tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ một vị nghịch thiên tài tuấn nào cả. Hai người bọn họ tuy rằng đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng chỉ mới vừa đột phá cảnh giới thần cơ trung kỳ, so với Tần Chiến vẫn kém một tia, tự nhiên phải e ngại Phong Phi Vân rồi. Phong Phi Vân tuy rằng chỉ có tu vị thần cơ sơ kỳ, nhưng trong tay hắn lại có một kiện linh khí, ngay cả Tần Chiến thần cơ trung kỳ cũng bị đè chết, nếu không phải tế ra linh khí, căn bản không cách nào trấn áp hắn được. Bộ huynh, trong tay Phong Phi Vân có một kiện linh khí, đã từng đè chết cả Tần Chiến đấy. Tử Xuyên nhắc nhở một câu, tu vị của bộ thiên nhai cũng là thần cơ trung kỳ, đã tu luyện thần cơ đến chừng một ngón tay, cứng rắn tựa như tiên đính, xem như là tồn tại thần cơ trung kỳ cao cấp nhất, chỉ cần tu luyện ra thần thức nữa thôi là hắn có thể lập tức bước chân vào cảnh giới thần cơ đỉnh cao. Tu vi của hắn so với Tần Chiến còn mạnh hơn một bậc. Không sao, vì đối phó tên yêu nghiệt này, ta đặc biệt từ Thiên Phong mang tới Đại Phong Kỳ, đủ để chống lại linh khí trong tay hắn rồi. Bộ thiên nhai có chuẩn bị mà đến, không sợ chút nào. Tu vi của hắn cao hơn Phong Phi Vân cả một tiểu cảnh giới. Lại có Đại Phong Kỳ làm hậu thuẫn, giết một tên Phong Phi Vân chỉ giống như là giết heo chó thôi. Phong Phi Vân mang theo nộ khí mà đến, nhưng cơn giận này lại bị hắn ẩn trong lòng, lộ ra tâm bình khí hòa, nói. Bộ huynh không hổ là đại đệ tử của Thiên Nhất Tiên Môn, làm việc quả nhiên quang minh lỗi lạc, khiến người rất là bội phục a hát. Ngày đó trên tường thành Phong Hỏa Liên Thành, ta ngược lại đã nhìn sai rồi. Ta lúc ấy cũng nhìn sai rồi. Bằng không ngươi cũng không thể sống được đến giờ. Bộ thiên nhai đứng ở chỗ nước cạn bên bờ sông, bước chân cách nước sông chỉ chừng mấy xích, nhưng mặc cho nước sông kia sóng cả mãnh liệt thế nào đều căn bản chưa đến được giày hắn đã bị một cổ lực lượng vô hình phản đẩy ra rồi. Ngay khi Phong Phi Vân xuất hiện thì khí tức của hai người cũng đã tập trung cùng một chỗ. Thần cơ chỉ lớn chừng hạt gạo ở trong đan điền của Phong Phi Vân bị khí tức của bộ thiên nhai kích thích, cấp tốc xoay tròn lấy. Bộc phát ra linh khí vô cùng vô tận. Thần cơ của bộ thiên nhai lớn hơn Phong Phi Vân gấp 10 lần, nhưng luận độ tinh thuần linh khí và linh tính của thần cơ thì lại xa xa không sánh được với thần cơ của Phong Phi Vân. Một cái là lượng, một cái là chất. Hai người đều là người có thiên tư tuyệt đỉnh, tâm trí vô cùng cường đại, sớm đã ẩn giấu đi tất cả nhược điểm tâm lý. Một người như định hải thần châm đứng vững trong sông lớn, một người lại như núi cao bất động đứng bên bờ sông. Đều lộ ra không chê vào đâu được, vô cùng cường đại. Oanh! Tuy rằng vẫn chưa giao thủ, nhưng giữa bọn hắn đã tràn ngập sát cơ, có giọt giọt nước sông tóe lên, bị một đám sát khí va chạm vào, giọt nước cùng sát khí dung hợp, đã bay ra ngoài, đánh xuyên qua một đầu chim sơn ca ở cách đó cả ngàn mét khiến nó cắm đầu xuống mặt đất. Chung quanh trở nên càng ngày càng áp lực, không khí cũng giống như trở nên sền sệt, khiến người ngay cả hô hấp cũng không thể. Tu vị của bộ thiên nhai vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, nhiều nhất chỉ cần cho hắn thêm một tháng nữa thôi có thể tu luyện ra thần thức, đột phá đến thần cơ đỉnh phong rồi. Tử Xuyên cũng là người có thiên tư tuyệt đỉnh, ở trong rừng rậm tràn đầy dã thú khổ tu 10 năm, chuyên tâm ngộ đạo, coi như là dị thú 400 năm tu vị cũng từng chết dưới kiếm của hắn. Hắn tự nhận là trong một đời tuổi trẻ đã đủ để xưng hùng, nhưng sau khi ra khỏi Tử Vân Động Phủ mới phát hiện thiên hạ cũng không thiếu khuyết anh tài. Tuổi của bộ thiên nhai cũng không khác với hắn lắm, nhưng tu vị đã đi trước hắn một bước. Tử Thanh là mỹ nhân có thiên tư tuyệt đỉnh, mặc la bào tử kim sắc, tu vị cũng không hề thua kém Tử Xuyên, nàng nói. Ta sao lại có cảm giác tiến bộ của Phong Phi Vân cũng không hề kém hơn bộ thiên nhai nhỉ? Thiên tư đạt đến cấp bậc nghịch thiên tài tuấn, cũng có thể được xưng là bá chủ trong cùng cảnh giới. Ở trong cùng một cảnh giới, nghịch thiên tài tuấn có thể đơn giản chém giết tu sĩ khác. Mà đều là nghịch thiên tài tuấn, nếu ở cảnh giới giống nhau, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng lại rất khó đánh chết đối phương. Tựa như bộ thiên nhai và Tử Xuyên đều là cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng một người sắp đột phá thần cơ đỉnh phong, một người chỉ vừa bước vào thần cơ trung kỳ, tu vị tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bộ thiên nhai có lẽ có thể đánh bại Tử Xuyên, nhưng tuyệt đối không giết được Tử Xuyên. Đương nhiên nếu có loại thần binh nghịch thiên như linh khí vậy thì lại khác. Tựa như Phong Phi Vân cầm trong tay linh khí, có thể dùng tu vị thần cơ sơ kỳ đánh chết Tần Chiến vốn có tu vị thần cơ trung kỳ. Yêu ma chi tử không thể đo lường theo lẽ thường được. Tử Xuyên cầm thanh đoản kiếm màu trắng kia trong tay,
đây là một kiện linh khí tàn binh, có thể phát huy ra một tầng lực lượng của linh khí, lại nói. Phong Phi Vân chính là thuộc hạ của nữ ma, thừa dịp nữ ma không ở đây, đêm nay vô luận như thế nào cũng phải lưu tánh mạng hắn lại ở đây mới được. Với lực lượng của mình bộ thiên nhai có lẽ không giết được Phong Phi Vân, nhưng nếu thêm vào hai nghịch thiên tài tuấn như Tử Xuyên và Tử Thanh, vậy thì muốn vây giết một tu sĩ thần cơ sơ kỳ cũng không phải việc khó. Phong Phi Vân nhìn trắng sáng trên màn trời, bên tai có thể nghe được tiếng thi tà kêu gào từ trong núi xa truyền đến, hắn cười lạnh nói. Ta vừa rồi đã từ trong miệng một vị bằng hữu vừa qua đời biết được, kỳ cô nương dĩ nhiên lại là vị hôn thê của bộ huynh, hắc hắc. Bộ thiên nhai hai mắt nhíu lại, trên khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt đã có chút phát lạnh. Nhưng mà, bộ huynh chỉ sợ cũng không hiểu rõ kỳ cô nương bằng ta, ít nhất ta hiểu thấu triệt hơn ngươi nhiều lắm. Cạc cạc, Phong Phi Vân đặc biệt nhấn mạnh lấy hai chữ thấu triệt. Khí tức bộ thiên nhai trở nên có chút hỗn loạn. Một cổ hàn khí không cách nào áp chế nổi từ trong cơ thể hắn lao ra, nước sông dưới chân bắt đầu kết băng. Phong Phi Vân biết rõ đã triệt để công phá khí chàng không chút sơ hở của hắn, bởi vậy lại thêm một mồi lửa. Kỷ cô nương thật sự là vưu vật nhân gian, đêm hôm đó, đến nay vẫn khiến ta không thể quên được. Oanh! Hai mắt bộ thiên nhai trở nên đỏ thẫm, cả người đều phẫn nộ rồi, hắn giống như một đầu sư tử nổi giận gào thét một tiếng. Trong một chớp mắt đã vọt tới trước mặt Phong Phi Vân, một quyền đánh ra một mảng lớn huyền quang. Bên trong huyền quang dần hiện ra 6 đầu kỳ ngưu hư ảnh khổng lồ. Vừa ra tay đã là 12.000 cân lực lượng, quả nhiên không hổ là nghịch thiên tài tuấn, lực lượng bực này đã vượt qua rất nhiều tu sĩ thần cơ đỉnh phong rồi. Bá! Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, một nửa thân thể đều chìm vào trong nước, hãm không tới phần eo, vô số hơi nước ngưng tụ trên người hắn. Biến thành một tòa núi nhỏ tràn đầy băng thứ, đụng tan 6 đầu kỳ ngưu chi lực kia. Nói đùa, Phong Phi Vân hiện giờ đang tu luyện ngũ hành chi thuật trong bát thuật quyển, hắc thủy thuật đã tu luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, nơi có càng nhiều hơi nước thì uy lực của hắc thủy thuật càng mạnh, biến hóa càng nhiều, chiến pháp càng mãnh liệt. Trên sông lớn này có rất nhiều hơi nước, Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra 9 đạo hắc thủy thuật tính chất bất đồng, có biến thành thần thuẫn, có hình thành hắc thủy lao lung. Càng nhiều nữa đều là công phạt chi khí trực tiếp. Bành, bành, bành. Bộ thiên nhai bị đánh khiến trở tay không kịp, liên tiếp thất bại 9 chiêu, toàn thân đều bị vụn băng dày đặc bao trùm, khí tức lạnh như băng tuy rằng thiếu chút nữa đã đông hắn lại, nhưng cũng khiến hắn thanh tỉnh lại, biết rõ đã bị Phong Phi Vân tính kế, tâm tình bị công phá, cho nên mới rơi vào hạ phong tuyệt đối như vậy. Oanh. Bộ thiên nhai chấn vỡ hàn băng, bàn chân đột nhiên đạp trên mặt nước, vọt thẳng lên. Chạy ra khỏi hắc thủy lao lung. Nghịch thiên tuấn kiệt đều không phải chuyện đùa, vô luận là thiên phú hay tâm trí đều không hề yếu hơn Phong Phi Vân. Sát! Tâm tình bộ thiên nhai lại trở nên trầm ổn, lập tức từ trên trời giáng xuống như sao chổi rơi xuống đất. Phong Phi Vân đứng trong sóng lớn, hai tay huy động trong nước, một cái vòng xoáy a cự đại chợt tạo ra, sóng cả mãnh liệt cuốn lên thiên mạc, nước sông lạnh như băng giống như cuồng long dâng lên. Đây mới là giao phong thật sự, va chạm giữa linh thông và thuật pháp cường đại nhất đánh nát vòng xoáy hắc thủy kia, sau đó lại lần nữa tổ hợp. So đấu cứng đối cứng, không có bất kỳ ai trốn tránh cả. Đây cũng là giao phong khí thế càng mạnh, như vậy mới có thể áp đảo đối phương, chiếm lấy tiên cơ lớn nhất, khí thế ai yếu hơn thì thất bại cũng càng nhanh hơn. Cho nên bọn hắn không ai trốn tránh cả. Thần cơ trong đan điền Phong Phi Vân tốc độ vận chuyển càng ngày nhanh. Giống như một ngôi sao sáng chói vận chuyển trong vũ trụ mênh mông vậy, lực lượng đầy tính bạo tạc dũng mãnh tiến vào huyết mạch toàn thân Phong Phi Vân, huyết dịch màu vàng cũng sôi trào càng thêm mãnh liệt. Oanh, 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 oanh. Tất cả hơi nước trên sông lớn đều bắt đầu chuyển động, biến thành 9 đầu hắc thủy cuồng long cao đến mấy chục thước, Phong Phi Vân đứng ở phía trên hắc thủy cuồng long, ầm ầm đánh ra một quyền, tất cả cuồng long đều bị lực lượng của hắn dẫn dắt. Đồng thời đánh ra ngoài. Một quyền đánh ra, 9 đạo cột nước lao đi tựa như cửu long phi thiên. Thiên nhân hợp nhất, cự linh bối sơn. Bộ thiên nhai đứng trên một tòa núi nhỏ bên bờ sông lớn, giống như một thần inh bất diệt, cả người đều cùng dung hợp với núi nhỏ dưới chân. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, chính là khiến thiên, địa, nhân tam tài đều hòa hợp. Thiên có thiên chi đạo ở chỗ thủy vạn vật. Địa có địa chi đạo. Địa chi đạo ở chỗ sinh vạn vật.
nhân không chỉ có nhân chi đạo, hơn nữa tác dụng của nhân chi đạo ở ngay tại thành vạn vật. Thủy vạn vật, sinh vạn vật, thành vạn vật, ba thứ cộng lại mới xem như thiên nhân hợp nhất. Thiên đạo viết âm dương, địa đạo viết nhu cương, nhân đạo viết nhân nghĩa. Thiên địa nhân mặc dù mỗi thứ đều có đường riêng, nhưng lại đối ứng lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau. Bộ thiên nhai tuy là anh tài đương thời, thiên tư thông minh, nhưng dùng độ tuổi của hắn cũng không có khả năng chính thức lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thậm chí không có khả năng lĩnh ngộ được bất cứ đạo nào trong thiên, địa, nhân tam đạo. Thiên nhân hợp nhất, cự linh bối sơn. Kỳ thật chính là một chiêu linh thông trong địa chi đạo sinh vạn vật, vốn là một chiêu linh thông trong đại địa đạo thư của thiên nhất tiên môn, mặc dù không thể chính thức vô địch như thiên nhân hợp nhất, nhưng uy lực cũng vô cùng, không phải nhân kiệt tuyệt đỉnh thì tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công được. Cự linh bối sơn, sinh vạn vật. Oanh! Tinh khí trong tòa núi nhỏ dưới chân bộ thiên nhai bị hắn điều động, hóa thành một mảnh sơn vân, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Giờ phút này hắn lộ ra dị thường nguy nga cao lớn, tựa như một cự linh chân thần, tay nâng một tòa núi cao vậy. Phong Phi Vân điều động hơi nước trong toàn bộ sông lớn, ngưng tụ thành 9 đạo cột nước khổng lồ, khiến sông lớn khô cạn, có thể thấy được khí phách kinh người, thủ đoạn thông thiên. Bộ thiên nhai cũng dùng thủ đoạn nghịch thiên ngưng tụ tinh khí núi cao, hóa thành hư thái chống lại Phong Phi Vân. Một cái tồi giang khô, một cái dùng lực khiêng núi khiến hai người Tử Xuyên và Tử Thanh đều bị chấn kinh. Đây là giao phong giữa thần cơ sơ kỳ cùng thần cơ trung kỳ, sao lại có cảm giác giống như tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đang đánh cờ thế. Cảnh tượng này thật sự quá rung động nhân tâm rồi, giao phong giữa hai vị nghịch thiên tài tuấn một đời tuổi trẻ phảng phất như muốn đánh nát cả phương thiên địa này, khiến người cảm giác giống như hai thần chi đang chém giết vậy. Ầm ầm. 9 đạo thủy khí cuồng long va chạm với đỉnh núi cao của bộ thiên nhai, đầu tiên giao thủ đúng là Phong Phi Vân và bộ thiên nhai. Tiếp theo là sông lớn và núi lớn cũng đụng vào nhau. Có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn, tự nhiên đều có thủ đoạn nghịch thiên, những tu sĩ khác, cho dù đạt đến thần cơ đỉnh phong cũng chưa chắc có được lực lượng khủng bố như thế. Trong tầm tốc độ ánh sáng, Phong Phi Vân cũng đã đánh với bộ thiên nhai hơn 20 chiêu, hơn 20 tiếng nổ truyền ra giữa bóng dáng tán loạn của bọn hắn, khi thì giao thoa, khi thì nổ tung, tựa như sấm sét vô danh nổ vang trong bầu trời đêm vậy. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, dùng thân hình nhân loại tu luyện thiên công bảo điển của yêu tộc, tuy rằng tư chất thân thể hắn vốn bình thường, hính cốt phàm tục, nhưng sau khi trải qua 3 lượt thay máu, huyết dịch trong thân thể đã tràn đầy linh tính, kim quang bắn ra 4 phía, phẩm chất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Huyết nhục và xương cốt của hắn cũng bị huyết dịch đổ vào, bị thiên công bảo điển rèn luyện, trở nên cứng rắn như sắt, mềm dẻo không phá, cường độ thân thể đuổi thẳng yêu thú. Yêu thú và dị thú, linh thú là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một cái là yêu, một cái là thú. Yêu thú tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể huyễn hóa thành nhân hình, không chỉ có được khí lực cường đại của thú tộc, càng có được thiên phú tu luyện của nhân loại. Trí tuệ của yêu vượt rất xa dị thú và linh thú, thậm chí có yêu còn thông minh hơn cả nhân loại. Dị thú và linh thú mới thật sự là thú tộc tu sĩ, vô luận tu vị cao bao nhiêu, cũng không thể huyễn hóa ra hình người. Có tu vị càng cao, thân hình càng khổng lồ, có tu vị càng cao, thân hình sẽ phát sinh dị biến. Tu vị dưới 100 năm, được xưng là mãnh thú. Tu vị trên 100 năm, dưới 1000 năm được xưng là dị thú. Tu vị ngoài 1000 năm, dưới 1000 năm được xưng là linh thú. Trên linh thú còn có bất tử thánh thú, bất diệt tiên thú. Kiếp trước Phong Phi Vân chính là tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tộc, thuộc về tộc đàn yêu, yêu tồn tại ở giữa nhân và thú. Cũng là một loại độc đàn đặc thù nhất trong thiên địa, bị loài người và thú tộc không dung. Người có thể cùng dị thú, linh thú, chung sống hòa bình, nhưng lại không dung yêu thú. Cho nên khi mọi người biết được trong thân thể Phong Phi Vân chảy xuôi một nửa yêu thú chi huyết thì đều coi hắn là dị đoan, tất cả tu tiên giả đều bài xích hắn, thậm chí hợp thành trừ ma liên minh muốn giết hắn. Phượng Hoàng chính là một trong các yêu tộc cường địa nhất trong yêu thú tộc quần. Bất tử Phượng Hoàng thân có thể nói là công pháp luyện thể cao cấp nhất trong yêu tộc, thân thể Phong Phi Vân tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Bộ thiên nhai tuy rằng cường độ thân thể cũng thuộc loại nhân vật biến thái, nhưng nếu so với Phong Phi Vân thì vẫn yếu hơn một bậc. Trong tốc độ ánh sáng, thân thể hai người chuyển đổi hơn 100 lần, giao thủ hơn 300 lần, ra tay như điện, như tinh thiết đang va chạm. 9 đạo cột nước cự đại bị chấn nát, biến thành nước lũ,
tràn ngược vào trong sông lớn. Cự linh bối sơn chi thuật mà bộ thiên nhai ngưng tụ cũng sụp đổ, một lần nữa chìm vào trong núi nhỏ nghiền nát. Đại phong khởi hề, vân thiên loạn. Bộ thiên nhai hét lớn một tiếng, trong thân thể lao ra một cổ khí tượng màu xanh nhạt, hạo hạo đáng đáng, lập tức liền mảnh xé rách một mảng phong vân trường không dễ như trở bàn tay. Hắn chính là nghịch thiên tài tuấn, có thể có được bổn nguyên khí tượng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Phong Phi Vân bỗng nhiên định trụ thân hình, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhận ra khí tượng mà bộ thiên nhai triển khai. Phong Ma Trấn Vân Không. Đúng vậy, chính là Phong Ma Trấn Vân Không, khí tượng vừa ra, vô địch thiên hạ, sát nhân ngay trong nháy mắt. Ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, tựu như từng đạo lưỡi đao dài mấy chục thước xuyên thẳng qua trong không khí, phát ra tiếng rít chói tai, mang đến cho người cảm giác tựa như cự thú đang chu lên vậy. Bộ thiên nhai hóa thân phong ma, xuyên thẳng qua giữa khí tượng phong ma trấn vân không, một cổ hạo nhiên chi khí ngày càng dày đặc, so với thiên nhân hợp nhất, cự linh bối sơn vừa rồi càng thêm đáng sợ. Bộ thiên nhai quả nhiên không hổ là đại sư huynh của thiên nhất tiên môn, chỉ trong 10 năm ngắn ngủn đã tu luyện đủ loại tuyệt học của thiên nhất tiên môn, cho dù rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không lợi hại bằng hắn. Trong đôi mắt đẹp của Tử Thanh mang theo vài tia rung động, tự đáy lòng cảm thán bộ thiên nhai thiên tư vô song. Tử Xuyên nhẹ gật đầu, nói. Mấu chốt là thiên sinh khí tượng của hắn quả thật đáng sợ, phong ma trấn vân không, quả thực manh hơn so với khí tượng, tử hải thăng vân phàm của ta một tia. Cũng mạnh hơn khí tượng tử phủ tiên cung của ta. Chỉ có trong thân thể nghịch thiên tài tuấn mới có thiên sinh khí tượng như thế, hơn nữa trong thân thể rất nhiều người được coi là nghịch thiên tài tuấn cũng không có khí tượng. Khí tượng mạnh yếu cũng biểu hiện thiên tư một người mạnh yếu ra sao. Long Mã Hà Đồ trong đan điền Phong Phi Vân là khí tượng hậu thiên, hơn nữa tuyệt đối cường đại hơn phong ma trấn vân không của bộ thiên nhai, nhưng lại theo thanh đồng linh châu bay vào trong thân thể Tiêu Nặc Lan, bởi vậy mới khiến hắn không khí tượng làm chỗ dựa. Phong Phi Vân, ngươi mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, thể chất yêu nghiệt, nhưng ta đã nhìn ra trong thân thể ngươi không hề có khí tượng, hôm nay ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Bộ thiên nhai hóa thân phong ma, thân thể bị cuồng phong dẫn vào trời cao, thanh âm lộ ra có chút hạo miểu đại khí. Lại nói, khí tượng chính là ban ân của thượng thiên, chỉ có người đạt được thiên sinh khí tượng mới là anh tài được thượng thiên nhìn chúng, ở trên tiên đạo mới có thể được quang huy của thượng thiên chiếu rọi, tuyệt đối không phải một tên yêu nghiệt như ngươi có thể so sánh được. Người có được khí tượng đối với người không có khí tượng có được lực áp chế tuyệt đối. Giống như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu, khí tượng cũng chia thành thiên tượng, địa tượng, nhân tượng. Thiên tượng cầm đầu, nhân tượng xếp cuối. Phong ma trấn vân không trong thân thể ngươi bất quá chỉ là nhân tượng thôi, hơn nữa ở trong nhân tượng chỉ coi là cấp độ trung đẳng, có gì để đắc ý chứ? Nói bậy ba, nào có cái gì mà thiên tượng, địa tượng, nhân tượng. Cho dù thật sự tồn tại địa tượng và thiên tượng, đó cũng là tự nhiên và bản thân không gian lộ ra, nhân lực không thể thay đổi, càng đừng nói đến mượn thiên tượng và địa tượng. Bộ thiên nhai nói, đó là ngươi cô văn quả lậu, ta hôm nay liền mượn một đám địa tượng, đến đánh với ngươi một trận. Phong Phi Vân đi qua sông lớn, rơi đến trên mặt đất. Hắn vậy mà công bố muốn mượn một đám địa tượng, cùng bộ thiên nhai quyết một trận tử chiến. Không ai tin tưởng hắn thật sự có thể làm được, cái này quả thật giống như là một truyền thuyết vậy. Kỳ Thương Nguyệt tuy rằng bị bát mạch long tỏa cấm phong, phần cổ tuyết trắng, một đôi cánh tay ngọc mềm mại, đùi ngọc thon dài, thậm chí ngay cả dáng người uốn lượn tuyệt mỹ kia cũng không thể nhúc nhích, nhưng nàng lại có thể mở miệng nói chuyện, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Phi Vân tu luyện tầm bảo sư thần điển mộ phủ tầm bảo lục, có lẽ thật có thể điều động địa tượng. Mộ phủ tầm bảo lục mặc dù chỉ là thần điển của tầm bảo sư, nhưng chỉ cần là đệ tử tiên môn lớn một chút đều từng nghe qua đại danh của nó, được xưng là một trong tam đại thần điển của tu tiên giới, mặc dù chỉ tu luyện một chiêu nửa thức trong đó cũng có thể hoành hành thiên hạ. Tam đại thần điển đều truyền thừa viễn cổ, uy lực thông thiên, trong đó mộ phủ tầm bảo lục là thần kỳ và huyền dị nhất, một ít thuật pháp và thần thông trong đó đã đạt đến hoàn Sena không thể tưởng tượng nổi. Nếu Phong Phi Vân thật sự tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, như vậy quả thật có khả năng điều động ra một đám địa tượng. Lắm miệng. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Kỳ Thương Nguyệt liếc, nhưng trong lòng Kỳ Thương Nguyệt đối với Phong Phi Vân sao không phải là cực kỳ oán hận chứ? Hai con ngươi lạnh như băng nhìn thẳng hắn, không.
không hề có chút bị ánh mắt của Phong Phi Vân hù sợ. Nàng cũng là một nghịch thiên tài tuấn, tâm tính cường đại, cũng không chịu thua, từ lúc Phong Phi Vân khinh nhờn thân thể nàng, nàng đã lập chí phải lấy mạng Phong Phi Vân, dùng máu tươi của Phong Phi Vân để rửa sạch sỉ nhục trên người mình. Phong Phi Vân, giao ra mộ phủ tầm bảo lục ta có thể lưu cho ngươi toàn thây. Gào thét một tiếng, một đạo gió lạnh thổi gấp qua, thân ảnh Bộ Thiên Nhai còn nhanh hơn cả gió lạnh, hắn lập tức chộp tới lồng ngực Phong Phi Vân, xé nát một khối vạt áo của Phong Phi Vân, để lại một đạo dấu tay huyết sắc. Bàn chân Phong Phi Vân đạp một cái, lướt ngang 10 mét, nhìn đạo dấu tay huyết sắc trên lồng ngực, cười lạnh nói. Ngươi rõ ràng xé nát một mảnh áo của ta, đợi tí nữa ta phải xé nát quần áo toàn thân ngươi. Hỗn đản! Kỳ Thương Nguyệt cắn môi, phun lạnh một tiếng. Có gì mà hỗn đản chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên xé nát y phục của ngươi, hắc hắc. Lời này của Phong Phi Vân tự nhiên không phải nói cho Kỳ Thương Nguyệt nghe, mà là nói cho Bộ Thiên Nhai nghe. Kỳ Thương Nguyệt lạnh con mắt tàng sát cơ, nhưng lại không phản bác được lời của Phong Phi Vân. Hai tay Bộ Thiên Nhai chắp sau lưng, đầu ngón tay cũng sắp bị bóp nát, Kỳ Thương Nguyệt chính là vị hôn thê của hắn, mình ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng chưa được chạm qua, lại bị Phong Phi Vân ăn trước, đây quả thực là bị cắm sừng trắng trợn mà. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Bộ Thiên Nhai hắn quả thực sẽ bị tu tiên giả thiên hạ cười chết, mọi người đều sẽ nói. Vị hôn thê của Bộ Thiên Nhai thật sự là tuyệt sắc nhân gian, tiên cơ xinh đẹp. Hắc hắc, chỉ tiếc còn chưa về nhà đã bị Phong Phi Vân ăn trước, Bộ Thiên Nhai chẳng qua chỉ mang một đôi giày rách thôi. Nghĩ đến đây, Bộ Thiên Nhai liền gần như phát điên, hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt, hận ý trong lòng còn đậm hơn cả hận ý đối với Phong Phi Vân. Một vòng sát cơ thoáng hiện trong mắt hắn. Hắn không chỉ muốn diệt trừ Phong Phi Vân, mà giống như còn muốn giết hết mọi người ở đây vậy, như thế mới có thể bảo trụ thanh danh của hắn, cũng không cần tái giá người đàn bà dâm đáng Kỳ Thương Nguyệt này nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân lộ ra một tia cười trêu tức, Bộ Thiên Nhai thật đúng là không có lòng dạ, lại bị mình nói kích vài câu đã lộ ra sát cơ như vậy, ở đây ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không nhìn ra trong đầu hắn đang nghĩ gì chứ. Trong đó Kỳ Thương Nguyệt là người lạnh lẽo nhất. Bộ Thiên Nhai, người giết huynh đệ ta, ta coi trọng vị hôn thê của ngươi, chúng ta coi như không thiếu nợ gì nhau. Phong Phi Vân tiếp tục cười nói. Kỳ Thương Nguyệt không lên tiếng phản bác nữa, tỉnh táo đến dị thường. Sát! Đạo tâm vốn đã ổn định của Bộ Thiên Nhai lần nữa bị Phong Phi Vân quấy rầy, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thân phong ma xung phong liều chết giết tới. Hắc thủy thuật, xích hỏa thuật. Phong Phi Vân đánh ra cả hai loại thuật pháp. Phân biệt tế ở hai tay, hắn đánh hắc thủy thuật vào trên mặt đất, tất cả hơi nước trên mặt đất đều bốc hơi lên, thổ địa trong phạm vi mấy ngàn thước đều biến thành cát vàng. Sau khi xích hỏa thuật bị đánh vào trong cát vàng liền vọt lên hỏa diễm đầy trời, khiến một nơi vốn thanh sơn lục thủy lập tức biến thành một mảnh hỏa vực. Đây kết hợp của hai loại thuật pháp, khiến địa tượng đã xảy ra thay đổi, bất quá chỉ là trong một phạm vi nhỏ thôi. Nếu hắn có thể luyện hành cả ngũ hành chi thuật, diễn biến thành tiểu diễn thuật, như vậy liền có thể chính thức khống chế một bộ phận địa tượng, uy lực không biết cường đại hơn giờ gấp bao nhiêu lần. Hắn vậy mà thật sự điều động địa tượng. Tử Thanh không dám tin tưởng vào hai mắt của mình nữa. Phong Phi Vân đứng trong hỏa vực, toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, cùng giao thủ với phong ma xông tới, cuồng phong thổi qua khiến cát vàng tung bay đầy trời, hỏa diễm cũng bị cuồng phong thổi qua khiến nó trở nên vô cùng kịch liệt. Trong phạm vi mấy ngàn thước quả thực như biến thành một cái bếp lò cự đại đang hừng hực thiêu đốt vậy. Bang bang! Không ai có thể thấy rõ bên trong đến cùng đã xảy ra đại chiến khủng bố cỡ nào, chỉ thấy ánh lửa bay loạn bốn phía, cát bụi bao phủ cả thiên địa. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Bộ Thiên Nhai từ trong hỏa vực bay ngược ra ngoài, trên mái tóc vốn đen kịt giờ dính đầy huyết dịch, trở nên cuồng loạn dị thường, trên người nhiều ra mấy đạo vết thương. Rất nhiều chỗ đều bị ngọn lửa tổn thương, biến thành cháy đen. Khí tượng phong ma chấn vân không chợt sụp đổ, một lần nữa thu hồi vào trong thân thể chật vật của hắn. Hỏa diễm dập tắt, cát vàng dần trở nên yên lặng, hiện ra thân ảnh Phong Phi Vân, hắn vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, trên áo bào hoa lệ màu tím lấy mấy giọt máu tươi. Chỉ nhìn tràng cảnh này thôi cũng đủ hiểu ai thắng ai bại rồi. Bộ Thiên Nhai, vậy mà thua ở trong tay Phong Phi Vân. Tử Xuyên cảm thấy thật bất khả tư nghị, dưới tình huống không sử dụng linh khí,
Phong Phi Vân vậy mà vẫn có thể đánh bại bộ thiên nhai sắp bước vào thần cơ đỉnh phong. Nếu để cho yêu ma chi tử lớn lên, chỉ sợ tương lai coi như là bát đại thiên tài cấp bậc sử thi cũng chưa hẳn có thể áp chế được hắn. Ta tới đây để giết người. Phong Phi Vân không chỉ có đánh bại bộ thiên nhai, càng muốn lấy tính mệnh của hắn, tế điện linh hồn lưu thân sinh. Oanh! Miểu quỷ ban chỉ dương không mà lên, sáu bức cổ đồ trên ban chỉ hiện ra, tựa như sáu tòa thần trận cổ xưa mang theo linh khí chi uy vô thượng trực tiếp đánh bay bộ thiên nhai ra ngoài, thân thể đụng vào trên một vách đá dựng đứng, vô số thạch đầu bị đụng nát, lăn xuống. Đây là uy lực của linh khí, sau khi bị dẫn động có thể chấn giết tất cả cường giả cùng cảnh giới. Nếu Phong Phi Vân đạt đến cảnh giới thiên mệnh, uy lực của miểu quỷ ban chỉ sẽ cường đại hơn giờ gấp cả chục lần. Huyết nhục trên người bộ thiên nhai bị đánh bay một khối lớn, lộ ra xương ngực trắng hếu, vừa rồi dùng một chiêu tuyệt học linh thông chặn sát uy của linh khí, tuy rằng bị thụ trọng thương nhưng hắn lại không chết. Đại Phong Kỳ. Hắn toàn thân đều chảy máu, giống như huyết thi bò ra từ trong tu la sát tràng vậy, hắn dùng cánh tay đã nhuộm đầy máu tươi cắm một cây đại kỳ màu đen lên mặt đất. Đây cũng là một kiện linh khí, chính là trấn áp chi bảo của Thiên Nhất Tiên Môn, đã truyền thừa hơn 1000 năm, một mực cắm ở trên đỉnh Thiên Nhất Sơn, hấp thu lôi điện chi lực, ngưng tụ đại phong tinh hồn, rèn luyện đại kỳ, và ẩn dưỡng linh khí của khí linh. Gió lớn trận trận trong chiến kỳ cực lớn ngăn trở lực lượng của miểu quỷ ban chỉ lại, hai kiện linh khí bắt đầu tranh đấu, cổ lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chiến lực cảnh giới hiện giờ của bọn hắn. Chúng điên cuồng công phạt dọc theo sóng lớn. Khiến đường sông rộng lớn cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ, núi nhỏ hai bên bờ sông lớn cũng nứt ra từng đạo kẽ đất, như muốn nứt vỡ vậy. Oanh, oanh, oanh. Linh khí va chạm, rung trời động địa, vô số linh khí chi uy phi giật ra ngoài, tràn ngập khắp thiên địa. Mỗi một đạo dự uy chấn nhiếp ra ngoài, đều có thể gạt bỏ một vị cường giả thần cơ sơ kỳ, hai cổ lực lượng linh khí tụa như hai đợt liệt nhật tại va chạm, khiến không khí cũng phát ra chấn động. Phương viên trăm dặm đều sinh ra cuồng phong gào thét. Áo bào toàn thân Phong Phi Vân đều bay lên, trên cánh tay như nứt ra từng đạo huyết vân, thật giống như đôi cánh tay đều muốn nứt vỡ ra vậy. Hai kiện linh khí đối công, đủ để chấn vỡ tu sĩ kiềm giữ linh khí rồi. Bộ thiên nhai càng thêm thê thảm, cường độ nhục thể của hắn không bằng Phong Phi Vân, không chỉ hai tay huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả miệng vết thương nơi ngực cũng không ngừng chảy máu. Đây là một hồi tử chiến. Ai cũng không thể bước trở ra, ai lui thì người đó sẽ bị linh khí bắn chết. Hai người này đều mang theo linh khí, càng đã đánh đến phát điên, quả thực là hai tên điên mà. Tử Thanh và Tử Xuyên tuy rằng đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng lại tự nhận là không đạt được lực công kích đáng sợ như thế. Ngay vào lúc này, ra tay vào lúc này, nhất định có thể giết khiến Phong Phi Vân trở tay không kịp. Tử Xuyên tế ra kiếm gãy màu trắng trong tay. Dẫn động một tầng linh khí tàn trận còn sót lại trên đó. Hai người bọn họ liên thủ, tế kiếm gãy ra ngoài, kiếm quang màu trắng biến thành một đạo xà long ngang trời mà qua, lặng lẽ xuyên thấu ngực phải Phong Phi Vân, xé rách một khối huyết nhục lớn như bàn tay. Oanh! Bộ thiên nhai vốn cho là mình đã thua không nghi ngờ, lại không nghĩ tới Tử Xuyên và Tử Thanh lại trợ giúp hắn một tay, khiến hắn đã tìm được cơ hội phản công. Muốn chết! Trong miệng Phong Phi Vân phun ra máu tươi, trực tiếp đánh miểu quỷ ban chỉ ra ngoài, lần nữa đánh gãy kiếm gãy màu trắng, linh khí không ngừng lại, ầm ầm đánh cho hai người Tử Thanh và Tử Xuyên thổ huyết, thân thể bay xa vài chục trượng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Phong Phi Vân, người cũng đã bị linh khí tàn binh xuyên thủng thân thể, còn có thể đánh lại ba người chúng ta sao? Tử Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, trên thân thể lao ra một cổ sóng biến màu tím, hiển hóa thành một mảnh hải dương màu tím. Đây là khí tượng của hắn, Tử Hải Thăng Vân Phàm. Tử Thanh dáng người thanh tú, ngạo nghễ mà đứng, hai tay khép lại, một tòa tử phủ tiên cung từ trong thân thể nàng lao ra. Quá điên cuồng, một người muốn đánh ba vị nghịch thiên tài tuấn. Phong Phi Vân nhìn lỗ máu nơi ngư si di, nghĩ tới trên ngực Vương Mãnh cũng có lỗ máu như thế, chỉ sợ cũng là bị hai người Tử Xuyên và Tử Thanh đánh lén. Giết các ngươi, có gì việc khó? Phong Phi Vân lần này đã thật sự nổi giận rồi, ngay khi bộ thiên nhai tế ra đại phong kỳ giết tới hắn thì trên bàn tay của hắn bốc lên một đoàn thi hỏa thảm lục sắc, đơn giản liền phá vỡ sát uy của linh khí. Hỏa diễm lạnh như băng dọc theo đại phong kỳ du tới, trực tiếp truyền vào trên cánh tay bộ thiên nhai, trong một chớp mắt đã đốt cánh tay của hắn thành cho tàn,
nếu không phải hắn kịp thời một chưởng đánh gãy vai phải thì thi hỏa đã đốt cả người hắn thành tro rồi. Phong Phi Vân mượn chính là thi cung chi hỏa của nữ ma, hắn há có thể chống đỡ được. Cánh tay cũng không còn, đại phong kỳ dĩ nhiên sẽ rơi xuống, cắm ở giữa lòng sông, đã mất đi linh khí gia trì, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đây là hỏa diễm gì, sao lại đáng sợ như thế? Bộ Thiên Nhai cực kỳ tiếc nuối cánh tay của mình, trong lòng có chút run rẩy, đoàn hỏa diễm vừa rồi rõ ràng không có nhiệt độ, nhưng lại không cách nào chống lại được, ngay cả linh khí cũng không đỡ nổi. Tử Xuyên và Tử Thanh vốn đang định động thủ cũng bị một chiêu này của Phong Phi Vân dọa cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời giật mình đứng nguyên tại chỗ. Phong Phi Vân vốn tuyệt đối không muốn vận dụng thi hỏa, dù sao hắn không muốn bạo lộ bí mật thi cung nữ ma đang ở trên người hắn, miễn cho rước lấy một ít siêu cấp hung nhân. Nhưng hắn hiện giờ đã không có lựa chọn nào nữa, xem ra chỉ có thể giết hết mọi người ở đây để diệt khẩu thôi. Bá, bá! Hai người Tử Xuyên và Tử Thanh quay người bỏ chạy. Cảm giác được trong thân thể Phong Phi Vân đang thai nghén lấy một cổ lực lượng cường đại đến mức bọn hắn không cách nào chống lại, nếu giờ muốn sống sót, chỉ có thể chạy thục mạng. Phong Phi Vân há có thể để bọn hắn đào tẩu, phi thân đuổi theo, hắn đánh ra miểu quỷ ban chỉ, đụng vào trên Linh Tử Thanh, đánh gãy cả cột sống của nàng, thân thể yểu điệu mềm mại lập tức vô lực ngã trên mặt đất. Giờ phút này Phong Phi Vân chỉ có thể ra tay ác độc vô tình, cho dù ngươi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng phải giết không tha. Không giết bọn hắn, bị chết sẽ là mình. Bành! Phong Phi Vân một cước đạp vào người Tử Thanh, giẫm nát nàng, mượn lực bay lên, ầm ầm đánh tới Tử Xuyên. Phong Phi Vân người vậy mà giết muội muội ta, người gây đại họa rồi. Khó mắt Tử Xuyên giật giật, một bên chạy trốn, một bên thét dài. Ta đã sớm xông đại họa rồi. Phong Phi Vân lần nữa đánh miểu quỷ ban chỉ ra ngoài, vô số hào quang màu đen ngăn cản trước con đường của Tử Xuyên. Chúng ta đều là nghịch thiên tài tuấn, luôn có hộ đạo giả cấp bậc thiên mệnh âm thầm thủ hộ chúng ta, nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm tuyệt cảnh, hộ đạo giả sẽ sinh ra cảm ứng, sẽ trước tiên chạy đến, người nhất định phải chết. Trong mắt Tử Xuyên tràn đầy lãnh mang, tế ra một mặt Vân Phàm, muốn ngăn trở miểu quỷ ban chỉ. Xoẹt xẹt, Vân Phàm lập tức liền bị miểu quỷ ban chỉ xé nát, sáu bức cổ đồ đụng vào trên người hắn, đánh ra trên người hắn sáu lỗ máu lớn. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ chỉ cần là nghịch thiên tài tuấn của đại gia tộc, đại môn phái đều có người thế hệ trước làm hộ đạo giả cho bọn hắn, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Oanh! Phong Phi Vân lôi đình một kích, trên bàn tay đánh ra vô tận kim mang. Tử Xuyên tuy rằng bị linh khí đánh trọng thương, nhưng dù sao cũng là nghịch thiên tài tuấn, lúc đại chiến với dị thú cùng từng bị trọng thương như thế, tâm trí kiên định. Đắn yểu động linh khí toàn thân chặn lấy một kích này của Phong Phi Vân. Đi chết đi. Phong Phi Vân đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, ngón tay điểm ra ngoài, đâm vào đỉnh đầu của hắn. Không, ta không thể. Chết. Tử Xuyên muốn thi triển nghịch thiên chi thuật, nhưng đã muộn, hắc thủy thuật đã đánh vào thân thể của hắn, khiến hắn biến thành một cỗ thây khô không có chút hơi nước. Nghịch thiên tài tuấn thì như thế nào, sau khi chết, chẳng qua chỉ là một đống cát vàng. Phong Phi Vân một ngón tay điểm vào trên thi thể, nó lập tức phát ra vệt rạn giống như mạng nhện, biến thành cát vàng vô tận rơi trên mặt đất. Sau khi Phong Phi Vân rời khỏi, cũng không lâu lắm, một lão giả mặc áo xám ngang trời mà đến, nhìn hai vị nghịch thiên tài tuấn chết không toàn thây trên mặt đất, hắn phát ra tiếng thét dài rung trời động địa, khiến đại địa đều nứt vỡ ra. Đáng giận, giết nghịch thiên tài tuấn của Tử Vân Động Thiên ta, phải dùng máu tươi để trả. Thanh âm già nua như thần lôi kinh thiên quanh quẩn giữa dãy núi, thật lâu không tan. Kỳ Thương Nguyệt vẫn ngồi xếp bằng trên một khối đá ở bên bờ sông, tóc xanh như thác nước, mỹ nhan khuynh thành, hai con ngươi như thủy tinh màu đen, cái mũi cao nhọn mà tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là đôi môi tuy lạnh lùng, nhưng lại hồng nhuận phơn phất dụ người phạm tội kia. Quần áo nơi ngực nàng từng bị Phong Phi Vân dùng đoạn đao cắt đứt, khiến bộ ngực mê người của nàng như ẩn như hiện. Nếu không phải trên người nàng có cột tám sợi xiềng xích màu đen to như đầu cánh tay thì quả thật giống như một vị mỹ nhân ngư đang yên tĩnh ngắm trăng bên bờ vậy. Lãnh diễm và mê người. Phong Phi Vân đuổi theo giết Tử Thanh và Tử Xuyên, mà Bộ Thiên Nhai thì từng bước một đi tới chỗ Kỳ Thương Nguyệt, hắn chỉ còn lại một cánh tay, tuy bớt đi vài phần oai hùng, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như trước, không hề có chút nhụt chí nào cả. Ngươi muốn giết ta? Kỳ Thương Nguyệt cảm thấy sát khí trên người Bộ Thiên Nhai.
Bộ Thiên Nhai lạnh lưu inh trầm ngâm không nói. Ngươi quả thật nên giết ta, dù sao Phong Phi Vân đã khiến ta từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Kỳ Thương Nguyệt lạnh như băng nói. Bộ Thiên Nhai rốt cục mở miệng. Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta chỉ là công cụ liên hợp của Thiên Nhất Tiên Môn và Kỳ Gia, nhưng giờ nếu ta lấy ngươi thì sẽ có vết nhơ, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nếu ta chết đi, ngươi không chỉ không cần lấy một nữ nhân không sạch sẽ, mà còn có thể vu oan cho Phong Phi Vân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Kỳ Thương Nguyệt tuy rằng không thể nhúc nhích, hơn nữa biết rõ sẽ chết tại trong tay của hắn, nhưng bộ dáng vẫn cực kỳ bình tĩnh, chỉ là lãnh ý trong mắt càng tăng thêm. Ngươi rất thông minh, khó trách Kỳ gia lại để ngươi làm vị hôn thê của ta. Bộ Thiên Nhai đi tới trước mặt Kỳ Thương Nguyệt, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ tựa như nữ thần của nàng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nếu không phải sớm đã bị Phong Phi Vân trà đạp thì mỹ nhân này sẽ là nữ nhân của hắn. Hắn không hề do dự, nếu đợi thêm chút nữa thì Phong Phi Vân sẽ trở về, hắn liền chụp ra một chưởng về phía đỉnh đầu nàng. Kỳ Thương Nguyệt nhắm hai mắt hại, khóe miệng yêu mỹ có chút nhếch lên. Phốc, nàng không chết, chết chính là Bộ Thiên Nhai. Tay của nàng trực tiếp xuyên thủng ngực trái Bộ Thiên Nhai, bóp nát cả trái tim của hắn, huyết dịch từ trong trái tim kia chảy ra chảy xuôi theo cánh tay trơn bóng mà ôn nhu của nàng, ửng đỏ và diễm lệ. Giết ngươi, ta cũng có thể vu oan cho Phong Phi Vân. Tám sợi xích sắt trên người Kỳ Thương Nguyệt đã buông lỏng, rơi trên mặt đất, tay nàng đều là máu tươi, dưới ánh mắt không cam lòng của Bộ Thiên Nhai nàng chậm rãi từ từ đứng lên. Bộ Thiên Nhai ngã xuống hai bước, dùng bàn tay đè lại trái tim, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra xối xả, căn bản không ngăn lại được. Ngươi, có gì phải kinh ngạc chứ? Bát mạch long tỏa vốn chính là ta tự tay luyện chế, ta tự nhiên có thể cởi bỏ, giết ngươi từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của ta, muốn làm vị hôn phu của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Kỳ Thương Nguyệt nói, hai mắt Bộ Thiên Nhai càng ngày càng mờ, ngã nhào trên mặt đất. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thủ đoạn của người Kỳ gia chúng ta người vĩnh viễn sẽ không đoán được mạnh mẽ bao nhiêu đâu, mấy lão gia hỏa muốn ta gả cho ngươi, thật sự là mắt bị mù rồi, ngươi ngay cả Phong Phi Vân cũng không đối phó được, quả thực chính là một tên phế vật. Kỳ Thương Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bộ Thiên Nhai trong miệng không ngừng ứa máu, đã nói không nên lời rồi, chỉ có thể nghe Kỳ Thương Nguyệt nói ra từng câu khiến hắn sởn gai óc, thì ra mình đúng là một đứa ngốc. Bị Phong Phi Vân tính toán, bị vị hôn thê của mình tính toán. Là mình quá đần, hay là đám bọn hắn quá thông minh? Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật. Phong Phi Vân căn bản chưa từng ngủ qua với ta, ngươi kích động như vậy làm gì chứ, ai? Giờ lại cứ như vậy chết đi rồi. Kỳ Thương Nguyệt nhìn Bộ Thiên Nhai đã triệt để tắt thở, thất vọng lắc đầu. Cũng không biết Bộ Thiên Nhai là vì trái tim nghiền nát mà chết, hay là bị nàng làm tức chết nữa. Xíu, yêu yêu, một đạo âm thanh xé gió từ rất xa truyền đến, tử ảnh nhàn nhạt ngang trời mà qua, Phong Phi Vân sau khi đánh chết Tử Thanh và Tử Xuyên giờ đã đuổi về lại đây. Khi Phong Phi Vân đáp xuống bên bờ thì Kỳ Thương Nguyệt vẫn ngồi trên đá trắng bên người, trên người vẫn cột tám sợi xích sắt to như cánh tay, toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Bát mạch long tỏa đã khốn cấm nàng quá lâu, tựa hồ đã đánh tan thần cơ trong thân thể nàng, nàng lộ ra suy yếu dị thường, hơi thở mong manh. Sinh mệnh lực trong thân thể cũng đã trôi mất hơn phân nửa. Nhìn qua giống như tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc tổn vậy. Đêm dài, trăng sáng như bích. Một đầu trường hạ uốn lượn chảy xuống, như một đầu ngân xà vắt ngang, phát ra tiếng gầm nhẹ thấp giọng vậy. Đại Phong Kỳ vốn cắm trong sông lớn giờ không thấy đâu nữa, Bộ Thiên Nhai cũng không thấy rồi, chỉ có Kỳ Thương Nguyệt vẫn ngồi ở dưới tảng đá lớn, tóc xanh rủ xuống ngực, giống như một đóa thanh liên chớm nở bên bờ sông vậy. Nàng cực kỳ xinh đẹp, giống như một mỹ nhân ngư ở bên bờ sông chờ tình lang trở về, cảm giác khiến người thương tiếc nói không nên lời. Không khỏi khiến người nghĩ tới câu chuyện tình yêu thê mỹ, thiên hà hà sử. Viễn viễn đích hải vũ mô hồ, phả hữu giao nhân tại ngạn, đối nguyệt lưu châu. Cảm giác mà lúc này Kỳ Thương Nguyệt mang đến cho người chính là như vậy, không giống một tử linh tử lãnh diễm hung thần mà càng giống một mỹ nhân ngư nước mắt lưu châu bên bờ hồ vậy, khiến người phải thương cảm. Phong Phi Vân nhìn vết máu vẫn chưa khô trên mặt đất, hít một hơi, ánh mắt ngưng tụ, nói. Máu của Bộ Thiên Nhai, ai làm hắn bị thương? Một người ngươi tuyệt đối đoán được. Kỳ Thương Nguyệt tựa dán trên tảng đá lớn, hữu khí vô lực nói.
Phong Phi Vân tuy rằng thông minh hơn người, nhưng quả thật không đoán được là ai. Hắn nhíu mày, trong đôi mắt trở nên tinh sáng, hai luồng hỏa diễm nhảy lên trong mắt, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ánh mắt có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm. Trong vòng ngàn dặm vậy mà đều không có tung tích của Bộ Thiên Nhai. Chẳng lẽ là hộ đạo giả của Bộ Thiên Nhai đã đón hắn đi rồi sao? Trong lòng Phong Phi Vân suy đoán như thế, ánh mắt lại rơi xuống bãi huyết dịch trên mặt đất, nơi này đã xảy ra chuyện gì đây? Phong Phi Vân trung quy vẫn cảm thấy có một cổ khí tức quỷ dị, không khỏi có chút cảnh giác, nhưng như thế nào cũng không thể liên tưởng đến trên người Kỳ Thương Nguyệt. Tựa như Bộ Thiên Nhai vây, hắn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn bị chết trong tay Kỳ Thương Nguyệt. Có khi người thông minh đều bị thông minh lừa, mà nam nhân bình thường đều theo bản năng luôn xem thường nữ nhân, mà thường thường nam nhân như vậy dù bị nữ nhân lừa gạt nhưng vẫn mơ mơ màng màng. Ngươi lại rơi vào tay ta rồi. Phong Phi Vân chậm rãi đi tới chỗ Kỳ Thương Nguyệt, nhìn chằm chằm vào chỗ ngực bị gió lớn thổi qua khiến càng lộ rõ hơn kia, bộ ngực tựa như muốn nhảy ra vây, tuy vẫn bị quần áp miễn cường bao vây lấy, nhưng lại không cách nào che được hoàn toàn. Kỳ Thương Nguyệt còn đẹp hơn cả ánh trăng trên bầu trời, lan ra vốn tuyết trắng bị ánh trăng phủ lên một tầng xanh ngọc, óng ánh sáng long lanh. Đúng vậy, đúng là vẫn rơi vào tay của ngươi. Trên mặt Kỳ Thương Nguyệt hối hận nói. Phong Phi Vân nói, cũng bởi vì ngươi, Lưu Thân Sinh mới chết, ngay cả khuôn mặt của con mình cũng không thấy được, ngươi mặc dù không giết hắn, nhưng hắn lại vì ngươi mà chết. Ngươi đây là đang tuyên cáo tội lỗi của ta sao? Kỳ Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra thanh vụ, hữu khí vô lực nói. Ngươi đã chết, chung quy vẫn phải cần một người đền mạng. Phong Phi Vân nhìn Kỳ Thương Nguyệt tựa như nhìn một người chết vậy. Hắn cũng không phải một người thích giết người, nhưng nếu ngươi đắc tội với hắn trước thì ngươi hẳn phải chết. Vậy ngươi vì sao còn chưa ra tay giết ta? Kỳ Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân đứng chắp tay, áo tím bay múa, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Ta hiểu rồi, ngươi còn muốn biết Kỳ gia chúng ta vì sao phải bắt Quý gia tỉ muội, vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Kỳ Thương Nguyệt nói. Dương Thần Thánh Thai đối với Phong Phi Vân mà nói thật sự quá trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phong Phi Vân vẫn chậm chạp không giết nàng. Ngươi nên biết rõ cho dù ngươi nói cho ta biết đáp án thì vẫn phải chết trong tay ta thôi. Phong Phi Vân không cho rằng Kỳ Thương Nguyệt không rõ đạo lý này. Đương nhiên, ta là một người tất phải chết, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vào trước khi ta chết, lại hôn ta một lần, ta liền chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Trong mắt Kỳ Thương Nguyệt mang theo một tia u oán, tựu như một oán nữ bị tình lang vứt bỏ. Phong Phi Vân có chút sửng sốt, hắn tự nhiên không tin Kỳ Thương Nguyệt nói ra lời này là vì coi trọng hắn, ngược lại cảm thấy nàng đang giấu sát cơ. Có người nói, một nữ nhân nếu đến lúc sắp chết cũng chưa từng ân ái qua với nam nhân thì sau khi chết đến địa ngục cũng sẽ bị ác quỷ xấu xí chà đạp, đây là bi ai bực nào a? Cho nên nói oán khí của nữ quỷ vĩnh viễn đều mạnh hơn các loại quỷ khác. Nàng còn nói thêm, Phong Phi Vân chố mắt nhìn, nói. Cái kia thật sự cũng quá bi ai rồi, xem ra ta phải giúp ngươi chuyện này mới được. Ngươi vốn nên giúp ta, ít nhất, ngươi lớn lên cũng không xấu. Kỳ Thương Nguyệt nói, ta cuối cùng cũng tin vào câu nói kia. Câu nào? Ngươi khi sắp chết, lời nói đều là thiệt. Phong Phi Vân nói, Kỳ Thương Nguyệt hơi sững sờ, chợt liền cười lạnh nói. Vậy ngươi vì sao còn không qua đây, chẳng lẽ ngươi thật đúng như đạo tặc kia nói? Thân thể căn bản không thể thỏa mãn nữ nhân sao? Một nữ nhân phải chết thật sự rất khó nói ra những lời thong dong như thế, hơn nữa lời này còn tuyệt hảo như vây, khiến bất kỳ một nam nhân nào cũng không cách nào kháng cự. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra một tia cảnh giác, cảm giác được Kỳ Thương Nguyệt có chút khác thường, tuy rằng giúp người làm niềm vui là lời dặn của hắn, nhưng lúc này hắn lại do dự, nói. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao phải bắt Quý gia tỉ muội? Ngân ngân, Phong Phi Vân ngươi xem ta là kẻ đần sao, nếu ta nói cho ngươi thì ta cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, ngươi còn không trực tiếp giết ta sao, căn bản sẽ không thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của ta. Kỳ Thương Nguyệt phong tình vạn trùng nói. Lời này khiến Phong Phi Vân toàn thân đều bị tà hỏa thiêu đốt, hắn cười nói. Nữ nhân thật sự là đủ tham lam. Nam nhân còn tham lam hơn cả nữ nhân đấy. Kỳ Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân chậm rãi đi tới. Ngồi xổm thân thể xuống, nhìn bộ ngực hương diễm của Kỳ Thương Nguyệt dưới lớp áo ở khoảng cách cực kỳ gần,
một tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Kỳ Thương Nguyệt, tán thán nói. Ta cảm thấy có chút không chân thực. Chuyện không chân thực mới khiến người khoái hoạt nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn hưởng thụ cảm giác không chân thật này chút sao? Đôi mắt dễ thương của Kỳ Thương Nguyệt vốn nhắm lại giờ có chút mở ra một tia khe hở, như nguyên nha cong cong. Nàng đích thật là một nữ nhân có được phong tình thiếu nữ, lại có hàm xúc thục nữ, bộ ngực sữa no đủ, đường cong yêu mỹ tựa như tiểu nhũ dê trắng noãn đam mờ hát chờ Phong Phi Vân nhấm nháp vậy. Bá! Một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân, ngay khoảnh khắc này giống như trời sập đất sụt vây ầm hai chân hắn đạp lấy, đột nhiên lui về phía sau, nhưng đã muộn, đôi tay máu chảy đầm đìa vốn gác sau lưng Kỳ Thương Nguyệt đắt chộp lấy ngay chỗ ngực hắn. Phong Phi Vân đã tương đối chú ý cẩn thận rồi, nhưng vẫn khiến mình lâm vào hiểm địa. Đăng! Hắn cưỡng ép vận chuyển linh khí, thối lui ra phía sau. Kỳ Thương Nguyệt tựa như độc xà quấn xê đi. Trên ngón tay toát ra một đạo linh quang, sắc bén tựa như hàn kiếm vậy, khiến ngực Phong Phi Vân chảy ra máu tươi, làn da bị đâm rách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.